Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Bây giờ là 8 giờ 30 phút, là khung giờ phát sóng chuyện quen thuộc và Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị, gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện Chờ một tiếng yêu được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Không biết là ngày hôm nay cô gái tiên tuệ nhi của chúng ta đưa ra quyết định như thế nào? Cô ấy sẽ ly hôn hay là cố gắng hàn gắn cuộc hôn nhân này? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. bước vào bên trong nhà hàng, anh nhìn xung quanh để tìm bàn trống. Sau khi để cô ngồi xuống ghế, anh mới gọi món. Tuệ Nhi tựa lưng vào thành ghế và lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống ồn ào ngoài kia qua khung cửa sổ nhỏ. Mọi thứ trôi qua thật náo nhiệt, vội vã từ xe cộ đến lòng người tấp nập. Tuệ Nhi đưa tay sờ lên bụng của mình. Cái bụng đã nhô lên thêm một chút. Cô mỉm cười vì biết rằng con vẫn đang phát triển khỏe mạnh. Không hiểu sao trong đầu của cô lại đột nhiên nhớ đến lời nói của nhật minh trước khi đến nhà hàng cô đã tự dặn lòng mình không nghĩ đến vậy mà bây giờ lại vương vấn không thôi cô không vì câu nói ấy mà muộn phiền chỉ là có chút thắc mắc cần được giải đáp rồi cô cố gắng dẹp bỏ suy nghĩ ấy qua một bên tập trung vào hiện tại quay sang nhìn qua cửa sổ nhà hàng cô bất ngờ khi nhìn thấy nhật minh và trà my cũng đang tới đây Hai người họ khoác tay nhau bước vào trong Cử chỉ trông vô cùng thân mật Tại sao bao nhiêu thời điểm không gặp Mà lại gặp ngay trong lúc này Tại sao không phải là người khác Mà lại là Nhật Minh và Trà Mi chứ Tình huống này xảy ra do ông trời chiêu ngươi Hay là sự trùng hợp ngẫu nhiên Tuệ Nhi Cô giật mình Ánh mắt mơ hồ dần thu lại Khi nhận ra Minh Thành đã đứng trước mặt cô Khuôn mặt anh hiện rõ sự lo lắng bởi vì đôi lông mày rậm Anh nhíu lại khi nhìn cô Em làm sao thế Em thấy trong người không được khỏe à Dạ em Em ổn Anh gọi em từ nãy tới giờ Mà em không phản ứng gì Anh lo lắng lắm Em không ổn ở đâu đúng không Em không sao đâu mà Mà anh gọi món rồi à Ừ anh gọi rồi Em cần gì thêm à Dạ không anh ngồi xuống đi Anh gật đầu ngồi xuống đối diện với cô cầm menu trên tay xem qua một lần nữa. Ngoài mặt thì Tuệ Nhi cười nói vui vẻ, nhưng thực chất chỉ là sự ngụy tạo, đang che giấu đi nỗi lo lắng bên trong. Cô muốn đổi nhà hàng nhưng anh lại gọi món rồi, quỷ đơn bây giờ lại khiến anh nghi ngờ mà lộ hết chuyện. Cô không thể để cho anh biết Nhật Minh và Trà Mi đang có mặt tại nhà hàng này. Hai người họ đang ngồi đối diện tầm mắt của cô, hơn nữa lại có những hành động vô cùng thân mật. Mọi thứ đều đang diễn ra trước mắt của cô Trông họ rất giống một đôi tình nhân Dù cô tự nói với bản thân nhiều lần rằng Anh và Trà My chỉ là đối tác làm ăn Nhưng thử hỏi Có người phụ nữ nào Khi nhìn thấy chồng mình đi ăn cùng một người con gái khác Mà vui vẻ được không Cô khó chịu trong lòng Có điều Thứ đó là niềm tin Đã giúp cô không có những suy nghĩ tiêu cực Chắc hẳn Anh cũng chẳng có ý gì với Trà My đâu sự im lặng của cô khiến cho Minh Thành khó hiểu. Ngày thường cô hoạt bát, nói năng nhanh nhẩu, vậy mà ngày hôm nay như biến thành một con người hoàn toàn khác. Anh đưa tay ra trước mặt cô, cô qua vài cái. Này, Tuệ Nhi. Tuệ Nhi. Tuệ Nhi. Anh gọi cô đến lần thứ ba, cô mới giật mình. Cô nhìn anh bằng ánh mắt mơ hồ. Ờ, à, có chuyện gì thế ạ? À? Anh thấy em ngồi im như người mất hồn ấy. Lại còn nhìn chăm chăm một chỗ. Ở đằng kia có cái gì à? minh thành định quay lại đằng sau để kiểm tra xem thì tuệ nhi vội vàng lớn tiếng anh thành giọng nói của cô khá lớn thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh và ngay cả minh thành anh cũng phải bất ngờ em làm cái gì mà gọi tên anh lớn thế à sợ dạ không không có gì đâu ạ à. có thật không thật mà em nói dối anh làm gì anh phải tin em gái của anh chứ minh thành nheo mắt nhìn cô đầy nghi ngờ Ừ, thôi được rồi, tin thì tin. Lúc này nhân viên mang đồ ăn đã được gọi, bày biện ra trên bàn. Anh gắp vào bát của cô một miếng thức ăn, nghiêm giọng nhắc nhở. Em ăn nhiều vào một chút, để cháu của anh, nó còn lớn chứ. Em biết rồi mà. Anh hài lòng vuốt nhẹ tóc của cô, rồi gắp thêm vào bát cho cô nhiều đồ ăn hơn. Cô vui vẻ nhận chúng từ anh, cố gắng không tỏ ra bất thường. Đáng lẽ ra cô không nên lơ là như vậy nếu không minh thành chắc chắn sẽ phát hiện ra điều gì đó rằng nhật minh và trà my đang ngồi ở bàn đối diện hiểm khích trong anh đối với nhật minh đã lớn bây giờ còn thêm chuyện này sợ rằng không còn một chút tin tưởng trong khi hai người cười nói vui vẻ thì ở phía đối diện lại có một người nào đó tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng bừng như trái ớt tay nắm chặt chuôi dao hẳn cả một vết sọc dài trong lòng bàn tay mọi hành động của Tụy Nhi đều thu gọn trong tầm mắt của anh nhìn cô cười nói với người đàn ông khác. Anh hận rằng không thể đến, đánh vào mặt tên kia một trận. Cơn tức giận này, anh chỉ biết kìm ném trong lòng. Anh Minh, anh ăn đi chứ, đồ ăn nguội hết rồi. Trà My ở trước mặt anh vẫn luôn tỏ ra ngoan hiền, vui vẻ, nhưng sau lưng lại làm chuyện, khiến cho anh cầm ghét. Chuyện liên hôn giữa hai gia đình chắc chắn Trà mi đã nhúng tay vào. Không tự dưng bố anh lại quay về Việt Nam, dùng tập hồ sơ kia để uy hiếp anh nào anh ăn đi chà mi vui vẻ lắm đầy đĩa thức ăn về phía của mình chà mi mì, là cô làm có đúng không chà mi tròn xoe mắt ngạc nhiên <laughs> làm làm cái gì cơ ạ à? chuyện bố tôi quay về việt nam và đề nghị liên hôn và cả tập hồ sơ mật đó là cô làm có đúng không anh nói cái gì thế em thực sự không biết chuyện gì cả gỡ mặt nạ xuống được rồi cô đừng làm tôi thêm chán ghét cô nếu anh nói như vậy thì em không giấu giếm thêm chuyện đề nghị liên hôn giữa hai công ty là do em làm đấy không phải chúng ta có hôn ước từ bé sao bây giờ thực hiện đôi bên cùng có lợi cổ điếc thật hay là cô giả vờ điếc tôi nói rồi ngoài tệ nhi ra tôi không yêu bất cứ ai và càng không muốn cưới cô làm vợ anh yêu tuệ nhi tuệ nhi yêu anh à tình yêu của hai người thật đáng ngưỡng mộ anh không kết hôn với em cũng được nhưng anh thử nghĩ xem, nếu tập hồ sơ mật đó đến tay Tuệ Nhi, liệu cô ấy có còn yêu anh không? Cô, em làm sao? Em nói đúng quá rồi có phải không? Tại sao cô lại biết đến tập hồ sơ đó? Thực ra em chả biết gì, đến khi bác Phú cho em biết. Phải công nhận trong tập hồ sơ đó có nhiều thông tin bổ ích thật. Anh mà không cẩn thận, dễ bị lộ lắm. Còn chuyện kết hôn, anh đợi em 5 năm được thì em cũng có thể đợi anh được. Nói xong trà mì tiếp tục dùng bữa, còn anh thì ngồi thẫn thờ, không đụng đũa vào bát dù chỉ một chút. Trong đầu anh bây giờ hiện lên bao nhiêu suy nghĩ mông lung, mọi thứ xảy đến quá bất ngờ khiến anh không thể lường trước. Chỉ sau một đêm, anh đã mất gia đình của mình. Cho dù cố gắng thay đổi thế nào đi chăng nữa, thì quá khứ mãi chẳng thể nào xóa nhòa. Nhưng tại sao anh lại không có bất cứ ký ức nào về chuyện năm xưa những gì anh thấy trong hồ sơ nửa thực nửa mơ hồ Anh không biết bản thân có nên tin vào chúng hay không Ăn xong bữa trưa tại nhà hàng Minh Thành đưa Tuệ Nhi ra thăm mộ bố mẹ Linh cữu của hai người được chôn cất tại một nghĩa trang Ở ngoài ô thành phố Hàng năm vào ngày rỗ đều là cô một mình đến đây lau mộ, thay hoa Hôm nay Minh Thành cũng đến thăm Sau ba năm không về Việt Nam Họ mua hai bó hoa cúc đặt trước mộ Thay viên nhau dọn dẹp mộ bố mẹ rồi đứng lặng trước mộ hai người. Mỗi lần đến đây cô đều không kìm được lòng mà bật khóc. Hôm nay cũng vậy. Cô nhớ bố mẹ, nhớ những ngày tháng còn sống trong vòng tay của hai người, nhớ tình thương gia đình. Nhưng hiện giờ những gì cô có thể làm được, gọi gọn bởi một chữ nhớ. Anh nhìn cô khóc, vòng tay ôm cô vào lòng, xoa nhẹ trên lưng, anh an ủi cô. Nếu bố mẹ thấy em thế này chắc chắn rất đau lòng, Nghe lời anh Em đừng khóc nữa Nhưng mà em nhớ bố Em nhớ mẹ Có anh ở đây Không phải em vẫn còn một người anh trai sao Em nín đi nào Cô gục đầu vào ngực anh mà khóc Nỗi đau của cô chính là nỗi đau mà anh phải chịu đựng Cả hai người đều mất đi người thân Thử hỏi còn nỗi đau nào Đau hơn như vậy Cả chiều Minh Thành và Tuệ Nhi Đến thăm mộ bố mẹ của từng người Họ dọn dẹp những đám cỏ dại Mọc quanh mộ lau chùi thay nước, thắp nhang làm xong tất cả mọi chuyện trời cũng chuyển sang xế chiều anh lái xe đưa cô về nhà kết thúc một ngày bên ngoài đầy mệt mỏi đứng trước cờ nhà Minh Thành căn dặn cô sau đó mới rời đi cô chờ vào trong đúng lúc Diệu đang chuẩn bị khóa cửa nhìn đồng hồ mới nhận ra Diệu đã hết giờ làm việc từ một tiếng trước mải mê công chuyện ở bên ngoài cô quên mất thời gian Diệu ơi, không cần khóa cửa đâu em Diệu dừng tay lại quay ra sau, thấy Tuệ Nhi đang tiến về phía mình, Diệu vội vàng chạy tới. Kìa chị, chị đi cẩn thận. Cảm ơn em, chị xin lỗi nhá, chị về muộn thế này, chắc là lỡ mất nhiều thời gian của em đúng không? Không có gì đâu mà, thôi em về đi, chị tự lo cho mình được rồi. Cơm em nấu xong rồi đấy, đồ ăn chút nữa chị hâm lại, rồi hãng ăn nhá. Ừ, cảm ơn em. Tuệ Nhi gật đầu mỉm cười Nhìn rượu khuất dần sau cánh cổng lớn Cô bước vào trong nhà Bước đến bếp Đồ ăn được dọn sẵn trên bàn Cơm cũng chín Nhìn đồng hồ 7 giờ tối Tuệ Nhi bỏ lồng bàn xuống Lấy đồ ăn hâm lại cho nóng Xong xuôi mọi thứ cô nhấc máy Gọi điện cho Minh Alo Anh Minh tối Tối nay tôi không về ăn cơm Cô đừng có đợi Khoan đã Anh Minh Cô còn chưa nói dứt câu Anh đã cúp máy Ánh sáng màn hình điện thoại giảm dần Và rồi chỉ còn lại một màu đen kịt Thở dài một tiếng Cô tự sới cơm cho rồi Một mình ăn bữa tối Hôm qua anh không về Và hôm nay cũng vậy Anh đã quên cô rồi sao Tuy nhi nằm ngủ trên ghế sofa Trong phòng khách Trên người chỉ đắp một chiếc chăn mỏng ngang ngực Vì đợi anh mà cô đã ngồi ở đây mấy tiếng đồng hồ Có lẽ do mệt quá Nên ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay Chợt có một âm thanh lạ vang lên Phá tan bầu không gian tĩnh lặng Hoàn thành xong công việc của công ty Mình cũng trở về nhà Lê từng bước chân nặng nhọc vào trong Anh bắt gặp cô đang nằm ngủ trên sofa Anh liền đi tới định bế cô về phòng Thì vô tình lại gây ra tiếng động Tiếng động khá lớn Khiến cho cô bừng tỉnh Cô mờ mắt mơ màng nhìn xung quanh Thấy anh đang đứng trước mặt mình Cô vui mừng đứng dậy tiến đến ôm chầm lấy anh Anh Minh anh về nhà rồi à? Cả ngày làm việc có mệt không? Anh ăn cơm chưa? Em hâm đồ ăn cho anh nhé. Cô cười rất tươi, nói chuyện vui vẻ với anh. Cho dù sáng nay anh nói những lời không hay. Nhìn mái tóc rối của cô, anh muốn vuốt ve cặp chúng. Nhưng mà anh chẳng thể làm được. Anh gỡ tay cô ra khỏi người mình, chân lùi về sau mấy bước, lạnh nhạt lên tiếng. Tôi ăn rồi, cô không cần phải lo. Anh ăn rồi á, à? Anh ăn với ai mà sao muộn thế này anh mới về? Cô đang quản tôi đấy à? À em em chỉ quan tâm anh thôi mà. Tôi không cần cô quan tâm, nếu muốn quan tâm ý, đi tìm người đàn ông của cô mà quan tâm. Cô đừng có làm phiền tôi." Anh cáu gắt vô cớ lại thay đổi xưng hô một cách xa lạ, khiến cho cô không quen. Nghe anh nhắc đến người đàn ông của mình, cô nghĩ rằng anh hiểu nhầm chuyện sáng nay nên nhanh chóng giải thích. "Anh Minh chuyện sáng nay không phải như anh nghĩ em và anh thành chỉ là bạn bè bình thường thôi mình im lặng không đáp rồi lẳng lặng quay lưng rời đi để cho cô một mình ở phía sau lần trước cô mới đùa một chút anh đã không hài lòng hôm nay bắt gặp cô đi cùng với minh thành hơn nữa trong lúc nói chuyện minh thành vô tình có những cử chỉ thân mật với cô nên chắc hẳn hiện giờ anh đang rất giận đứng trầm ngâm một hồi cô vội vàng chạy theo anh liên tục nói anh Minh à em xin lỗi Em với anh Thành thực sự không có gì cả Anh đừng giận em Làm ơn nói chuyện với em đi Cô kéo tay anh Giữ chặt anh Không buông anh Khiến cho anh phải dừng chân lại Anh quay lại nhìn cô Cô vẫn cười Đôi mắt ánh lên tia hy vọng chờ mong sự tha thứ Chờ đợi như vậy Hy vọng như vậy Nhưng mà thứ cô nhận lại Chỉ là sự ghẻ lạnh Anh hất mạnh tay cô ra khỏi người của mình Anh hằn học nói Cô đừng động vào người tôi Thật là phiền phức Hành động bất ngờ của anh khiến cô có chút sững sờ Hai chân đứng không vững suýt nữa thì ngã xuống đất Anh nổi giận Đôi mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng vào cô Thái độ của anh bây giờ khiến cho cô vô cùng sợ hãi Anh cứ nghĩ cô tức giận Hay giận dỗi Mà hỏi lại anh chuyện giữa anh và Trà My Nhưng cô đâu có làm vậy Vẻ mặt hối lỗi của cô lúc này Làm cho anh ấy náy Anh Minh em xin lỗi nếu anh thấy phiền em sẽ không làm phiền anh nữa cô đứng im không nhúc nhích miệng lầm bầm mấy câu xin lỗi dù nhỏ nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy anh không nói gì quay lưng rời đi cô nhìn theo bóng anh thở dài lần này có vẻ anh rất giận cô tự hỏi không biết làm cách nào để anh ngôi giận bây giờ anh còn không nghe cô nói vậy làm sao mà giải thích rõ ràng được đây tuệ nhi chỉ nghĩ đơn giản anh giận cô chuyện cô đi cùng Minh Thành mà chẳng nghi ngờ hay để tâm đến thái độ lạ của anh. Một giờ sáng, ánh đèn vàng heo hát từ trong phòng khách, xen qua kẽ hờ của cánh cửa, chiếu ra bên ngoài. Ngồi sau bàn làm việc hì hục với đống giấy tờ, chất chồng như núi. Anh thở mệt nhoài, dừng tay lại, ngả lưng về sau nghỉ ngơi. Nhìn đồng hồ đã hơn một giờ, sau cuộc nói chuyện không đi đến đâu, anh không thấy cô làng vàng quanh anh nhà trở nên tĩnh lặng Tạm gác công việc sang một bên Mình rời khỏi phòng khách Lên phòng của hai người Đẩy cửa bước vào trong Cô đã say giấc trên giường từ bao giờ Bước chân của anh chậm lại Cố gắng không gây ra tiếng động Anh tiến gần chỗ cô Ngồi xuống kế bên cô Anh đưa tay bút nhẹ sợi tóc Còn vương trên má của cô Anh mỉm cười thầm trách cô quá ngốc nghếch Khi ở nhà hàng anh biết rõ cô đã nhìn thấy anh và trà my cùng ăn trưa vậy mà cô không nói một lời về đến nhà lại chỉ lo anh giận chuyện bản thân đi cùng minh thành còn những việc anh làm những lời anh nói khiến cho cô tổn thương thì không nhắc đến tuệ nhì của anh là một cô gái ngốc anh đối xử với em tồi tệ như vậy mà tại sao em vẫn quan tâm anh chứ em có biết em làm như vậy lại càng khiến anh không thể nào mà buông tay em được không Em thực sự rất ngốc Sau này không có anh Nhất định em phải sống thật tốt Sáng hôm sau tại công ty Hoàng Minh Trước đại sảnh công ty Nhân viên ra vào ồn nã Nhiều người qua lại tất cả đều chuẩn bị Cho việc đón tiếp nhà đầu tư Nhật Minh đã có mặt ở công ty từ sớm Để chỉ đạo mọi việc Nhà đầu tư này rất quan trọng Và có tầm ảnh hưởng Nên việc đón tiếp không thể nào sai sót. Giám đốc Minh, hoa đặt đã được giao đến. Kêu nhân viên trang trí trong phòng họp. Cậu đến phòng nhân sự, yêu cầu trưởng phòng kiểm tra lại nhân viên đi. Vâng, tôi biết rồi. Anh gật đầu quay lưng định trở về phòng làm việc, thì thư ký Hải bất ngờ lên tiếng. Giám đốc Minh, có người muốn gặp anh. Hiện đang ở phòng đợi ạ. À? Là ai? Dạ, vị khách hôm trước, tới công ty mình. Anh im lặng không đáp. Vị khách hôm trước, mà thư ký hải nhắc đến đang ám chỉ đến ông phú không cần hỏi rõ lý do anh cũng biết nguyên nhân vì sao ông ta đến đây anh ra hiệu cho thư ký hải đi làm việc còn anh thì tới phòng họp để đón tiếp vị khách không mời kia đứng trước cửa phòng anh không do dự mà đầy cờ bước vào trong vẫn giống như lần trước ông phú ngồi chìm trệ trên chiếc ghế giám đốc nhìn thấy anh liền vui vẻ con trai của bố đấy à con đến rồi sao Ông thôi giờ giọng điệu bố con ở đây đi. Tôi với ông đã cất đứt quan hệ từ lâu rồi. <laughs> Chỉ cần nghĩ đến việc nhìn thấy mặt ông Phú, anh đã chán ngấy, chưa đừng nói đến việc nghe giọng và nói chuyện cùng với ông ta. Chuyện ly hôn của con đến đâu rồi? Không vòng vo vò như lúc đầu, ông Phú đi thẳng vào vấn đề chính, nhìn bộ dạng chờ đợi đến nỗi không chịu được của ông Phú, anh không nhịn được mà bật cười. Sao thế? ông thèm khát cổ phần của tôi đến như vậy sao không ngờ vị chủ tịch của một công ty lớn lại muốn có được cổ phần của một công ty nhỏ như tôi đúng là mất mặt trả lời câu hỏi đi bao giờ thì bố mới có được cổ phần ông yên tâm chuyện ly hôn tôi giải quyết xong rồi còn về cổ phần sớm muộn gì nó cũng là của ông không cần phải vội vàng bố mong rằng con giữ đúng lời hứa con tốt nhất nên kết thúc chuyện này sớm đi Ông yên tâm tôi nhất định không giống ông Nếu không còn chuyện gì khác Mời ông về cho Tôi còn phải làm việc Cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ Vốn dĩ chỉ có một bên có hứng thú Còn bên còn lại thì không Ông Phú chăm chăm nhìn anh Vài phút sau mới đứng dậy Rời khỏi phòng họp Cánh cửa lớn đóng lại chỉ còn một mình anh Trong căn phòng trống Ông Phú nói đúng Chuyện ly hôn càng để lâu càng khó giải quyết Nhưng anh biết lấy lý do gì để chia tay với cô đấy. Cô đối với anh thực sự quá tốt và khiến cho anh không thể nào buông tay được. Sau khi hoàn tất công việc chuẩn bị đón nhà đầu tư, Nhật Minh trở về phòng riêng, ngồi lì trong phòng suốt mấy tiếng đồng hồ. Anh chỉ cắm mặt vào màn hình máy tính. Chợt tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên. Em làm cơm trưa rồi, bây giờ đang đến công ty. Sau khi anh xong việc, chúng ta cùng ăn với nhau nhé. Đọc xong tin nhắn Anh thở dài ngao ngán Hôm qua lớn tiếng trách mắng cô như vậy Mà hôm nay cô còn tâm trạng Làm cơm đem đến cho anh ư Rốt cuộc anh phải làm sao đây Mới có thể khiến cô tự nguyện rời xa anh Tựa lưng vào ghế Nhắm nghiền đôi mắt suy ngẫm Trong đầu anh bỗng nhiên hiện lên dòng suy nghĩ Anh đứng dậy với tay lấy chiếc áo khoác Rồi sau đó rời khỏi phòng Bước xuống đại sảnh Đi đến bàn tiếp tân Anh giơ tay ra hiểu cho nhân viên một trong số nhân viên đứng đó nhanh chóng lại gần. Dạ giám đốc có gì căn dặn? Lát nữa cô Tụy Nhi có đến thì nói rằng tôi đang họp. Bảo cô ấy ngồi đợi ở đây. Tuyệt đối không được để cô ấy lên văn phòng của tôi. Dạ vâng, tôi hiểu rồi. Người nhân viên kia cúi đầu kính cẩn. Sau đó anh cũng nhanh chóng rời khỏi công ty. Khoảng chừng 30 phút sau, Tuệ Nhi đứng trong đại sảnh của công ty. Nhớ lần trước nhân viên cô nói cô có thể tự lên phòng của anh mà không cần báo trước nên cô không nói với nhân viên một lời, cứ như vậy đi thẳng lên. Nhân viên khi nãy được anh căn dặn, nhìn thấy cô liền vội vàng chạy tới ngăn cản. "Thưa cô, cô không thể lên văn phòng giám đốc bây giờ được ạ. À? Không phải lần trước cô nói rằng tôi có thể lên phòng sao?" "Dạ đúng, nhưng giám đốc đang họp và có căn dặn tôi không được để cô lên văn phòng, mong cô thông cảm giúp cho." Cô nhân viên nói mà giọng có chút run rẩy. Dù sao người cô ta đang nói chuyện Cũng chính là vợ của giám đốc Lỡ nói ra điều gì không hay Thì mất việc như chơi Tuệ Nhi nghe xong do dự dày lát Cô cũng mỉm cười Ừ um, không sao đâu Tôi sẽ không phiền anh ấy nữa Vậy bây giờ tôi có thể ngồi đây Chờ được chứ Dạ vâng Tuệ Nhi nhìn theo hướng chỉ tay của nhân viên Gật đầu hiểu ý Cô tiến đến hàng ghế dài Và ngồi chờ anh xong việc Công việc của mọi người vẫn diễn ra Nhân viên ra vào, đi lại không ngừng, cho đến gần giờ trưa mới vãn dần. Nhân viên lần lượt đi theo từng tốp ra ngoài ăn cơm, một số khác thì xuống căng tin của công ty. Quầy tiếp tân chỉ còn vài vài người. Từ khi nhân viên thông báo, cô không được phép lên phòng. Tuệ Nhi vẫn luôn ngồi trên hàng ghế dài kia và đợi chờ anh. Hộp cơm trong lòng cô lạnh dần, không còn nóng như lúc vừa mới mang đến. Trong khi mọi người đang ăn trưa, thì cô vẫn ngồi đợi anh mà không hề có ý định rời đi Đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay Đã hơn 12 giờ trưa Cô tự hỏi cuộc họp tại sao lại kéo dài như vậy Anh chắc hẳn đang rất mệt Trong đầu cô bây giờ toàn những suy nghĩ lo lắng cho anh Mà quên mất bản thân mình cũng đang đói Cô nhân viên khi nãy sau khi dùng cơm trưa xong Quay lại khu tiếp tân Thấy Tuệ Nhi đang ngồi đợi Cô ta hỏi đồng nghiệp Cô ấy vẫn ngồi ở đây sao? động thế, không rời nửa bước. Không biết cô ấy ăn gì chưa nhỉ? Hình như là chưa, tôi thấy cô ấy cứ ngồi im như vậy, chờ giám đốc thôi. Cô nhân viên lo lắng nhìn Tuệ Nhi. Nhật Minh căn bản, không có ở công ty. Anh đã ra ngoài từ sáng và không biết đã đi đâu. Nhờ đến chuyện Tuệ Nhi đang mang thai, nhân viên liền đi tới hỏi thăm. Thưa cô... Nghe có tiếng người gọi mình, Tuệ Nhi giật mình đưa mắt nhìn sang bên cạnh vâng có chuyện gì ạ à? tôi nghĩ cô nên đi về đi đừng đợi giám đốc minh nữa không sao đâu tôi đợi được mà nhưng mà cô đang mang thai không ăn uống gì cứ ngồi đây thế này gió lạnh thổi vào bị cảm lạnh đấy tôi ổn lắm mà anh minh họp xong chưa cô tôi có thể lên văn phòng được chứ ừ, chuyện này chuyện gì cô cứ nói đi thật ra tuệ nhi vẫn chờ câu trả lời của cô ta nhưng đáp lại chỉ là sự lúng túng e dè kéo dài thời gian. "Tuệ Nhi?" Giọng nói của một người con gái vang lên từ đằng sau, khiến cho cô giật mình. Tuệ Nhi quay đầu lại thì bắt gặp anh và Trà Mi đang đi cùng với nhau. Trà Mi khoác tay anh, vẻ mặt của cô ta niềm nở. "Giả hiệu cho nhân viên kia rời đi." Trà Mi lúc này lên tiếng hỏi han. "Tuệ Nhi, cô đến đây làm cái gì thế?" Trà My rõ ràng đã nhìn thấy hộp cơm trên tay của cô Biết rõ cô đến đây vì mục đích gì Nhưng cô ta cứ tỏ ra ngây thơ Tuệ Nhi mỉm cười Nhẹ nhàng đáp Tôi đến đây đưa cơm cho anh Minh Hai người đi cùng với nhau sao Tuệ Nhi vừa hỏi Vừa nhìn hành động thân mật của hai người Nhìn cách Trà My cố gắng Đứng sát bên anh Và cả cái áo Đang được khoác tay kia Anh không hề phản kháng hay có hành động nào đẩy cô ta ra xa Mà anh đứng im không nói gì Bỏ qua những điều diễn ra trước mắt Tuệ Nhi quay sang phía anh Đưa hộp cơm cho anh Đây là cơm trưa Em tự tay làm cho anh đấy Bên trong có làm món anh thích Tuy nguội rồi Nhưng còn rất ngon Tôi với Trà My ăn cơm bên ngoài rồi Cô mang nó về đi Nhưng không phải anh nói Anh ăn trưa cùng với em sao Tôi nói như vậy khi nào Cô đang tưởng tượng ra đấy à? Nhưng mà cô đúng là đồ phiền phức." Dứt lời anh lạnh lùng bước qua, Trà Mi cũng nhanh chóng khoác tay anh vào trong, còn cô quay đầu lại nhìn hai người họ, tay cầm hộp cơm buông thõng xuống. Rõ ràng anh đã đọc tin nhắn mà cô gửi, hơn nữa còn can dặn nhân viên không được để cô lên văn phòng. Vậy ra từ đầu, anh đã không có ở trong công ty, chỉ là có cô ngây ngốc ngồi đợi. Tuệ Nhi thở dài, lùi thùi rời đi. Lên đến văn phòng, mình gỡ tay trả mi ra khỏi người mình, vùi quần áo mấy cái và nói. Tuệ Nhi không có ở đây, cô không cần phải đóng kịch. <laughs> đi với em có một đoạn thôi, mà sao anh khó chịu như vậy chứ? Anh không đáp lại câu hỏi của cô ta, cứ như vậy đi thẳng vào văn phòng và đóng sầm cánh cửa lại. Còn trà mi khoanh tay trước ngực, nhìn theo bóng của anh, cô ta cười mỉm. Ngả lưng trên chiếc ghế sofa, nhớ lại cảnh cô chịu rét ngồi đợi anh mấy tiếng đồng hồ, cô còn chưa kịp ăn cơm, đến khi gặp anh, biết anh đi cùng với một người con gái khác, chắc chắn cô sẽ giận anh chứ. Có, cô nhất định sẽ giận. Trong hoàn cảnh ấy, có người vợ nào mà không giận chứ? Nhưng đây là suy nghĩ của anh, còn cô liệu rằng cô có nghĩ như vậy hay không? Chuyện anh ra ngoài ăn cơm cùng Trà Mi là giả. Anh chỉ vô tình gặp cô ta trước cổng công ty vì muốn Tuệ Nhi trở về nhà. Anh mới nói dối rằng anh đi ăn với Trà My. Thực lòng anh không muốn cô buồn nhưng đây là cách duy nhất để cô tự nguyện rời xa anh. Nghĩ đến đứa con trong bụng cô anh không nỡ xa nhưng nhớ đến tập hồ sơ mật kia đến tay cô mọi chuyện lại càng thêm rắc rối. Anh nén tiếng thở dài nhấc máy gọi cho Diệu. Dạ thưa cậu chủ. Tuệ Nhi đã về chưa? Dạ cô chủ về rồi Lúc về trông cô ấy thế nào Tôi nhìn sắc mặt cô chủ không được tốt cho lắm Hộp cơm cô chủ dành cả buổi sáng làm cho cậu Vẫn còn nguyên đấy Cậu không ăn cơm à Anh không trả lời câu hỏi của Diệu Anh làng tránh sang việc khác Cô nấu cho Tuệ Nhi một ít đồ ăn Trưa nay cô ấy chưa ăn gì đâu Nếu như cô ấy có hỏi Đừng nói là tôi dặn dò Dạ vâng Còn chuyện này nữa Tối nay tôi không về nhà bảo với cô ấy rằng đừng đợi tôi tôi hiểu rồi anh nhanh chóng cúp máy ngả lưng về sau rồi nhắm nghiền mắt lại đầu anh bây giờ không suy nghĩ được gì nhiều từ ngày ông phú anh luôn thấp thỏm lo âu những chuyện vu vơ anh muốn về nhà với cô muốn biết đứa con trong bụng giờ ra sao nhưng nếu anh làm như vậy hai người mãi mãi không thể chia tay còn tuệ nhi sau khi cô trở về nhà Cô đi thẳng một mạch lên phòng, không nói năng một lời. Ngồi thẫn thờ trong phòng, cô suy nghĩ đến những gì mình vừa chứng kiến. Thái độ của anh gần đây rất lạ, lạnh nhạt và hay cáu gắt. Hơn nữa nhìn cách anh để trà mi đụng vào người mình, cô cảm thấy không bình thường một chút nào. Cơm trưa hôm nay cô cất công làm từ sáng, đến cuối cùng lại đổ đi. Chuyện không hiểu, khiến cho cô tò mò và khó xử. Tại sao anh lại thay đổi? Nếu là chuyện giữa cô và Minh Thành Cô lên tiếng giải thích với anh rồi Từ trước đến nay anh chưa từng giận cô chuyện gì quá lâu Có khúc mắc cả hai cùng nhau giải quyết Nhưng bây giờ thì sao chứ Suy nghĩ của cô bất ngờ bị cắt ngang Bởi tiếng gõ cửa bên ngoài Tuệ Nhi hít một hơi lấy tinh thần Nói vọng ra Cửa không khóa đâu Vào đi Giật nhanh chóng cánh cửa phòng mở ra Diệu từ bên ngoài bước vào trên tay còn cầm một khay đựng đồ ăn nóng hồi Chị ăn đi cho nóng này Ăn vào mới có sức Còn cho cả em bé chứ Tuệ nhì nhìn Diệu bằng ánh mắt ngạc nhiên Em làm mấy thứ này Làm gì Chị ăn đi Chị chưa ăn cơm mà Tại sao em biết chị chưa ăn cơm Câu hỏi của Tuệ Nhi khiến cho Diệu á hỏng Không hó hé nửa lời Vì buột miệng Không nghĩ trước nghĩ sau Mà sắp bại lỗ mất rồi Diệu ngập ngừng trần trừ dây lát và cố gắng nghĩ ra lý do nào để hợp lý. À em, em thấy hộp cơm chị làm hồi sáng ấy, mang đến công ty, cùng ăn với lại cậu chủ, đang còn nguyên. Nên em chỉ đoán là chị chưa ăn thôi. Mà chị ăn đi, đừng để nguội không ngon đâu. Ăn vào, có dinh dưỡng, cho em bé chưa ạ? À? Cô nhìn khay cơm, rồi nhìn xuống bụng mình. Diệu nói đúng, dù bên ngoài có những chuyện khiến cô không vui, nhưng cũng không thể vì vậy mà bỏ đói bản thân khiến cho con chịu khổ cực cô nén tiếng thở dài rượu này cảm ơn em nhé không có gì đâu chị chị mau ăn đi tuệ nhi gật đầu cầm đũa lên bắt đầu ăn thay tuệ nhi chịu ăn uống rượu thở phào nhẹ nhõm khi nãy không cẩn thận mà bị bại lộ chuyện nhật minh nhờ rượu cau mày tự hỏi hai người họ rõ ràng là rất yêu nhau nhưng tại sao lại thể hiện khác nhau như vậy một người cố gắng bày tỏ tình yêu cho đối phương, còn một người lại âm thầm phía sau. Hai người họ rút cuộc đang thể hiện tình cảm theo cách riêng hay còn chuyện gì khác? Gần 5 giờ chiều, công ty Hoàng Minh vẫn còn người đi lại, toàn bộ nhân viên thì đang bận rộn tất bật với phần việc riêng của mình. Hôm nay công ty đón tiếp nhà đầu tư lớn, vì vậy mọi người phải tăng ca để chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Nhật Minh ngồi trong phòng làm việc, sắp xếp lại một số hồ sơ còn dang dở. Bỗng tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, làm cho anh chú ý. Anh chần chừ giây lát, sau đó nói vọng ra. "Mời vào." Người thì chưa thấy đâu, nhưng đã nghe thấy giọng nói oang oang đến chói tai của một người. "Anh bạn thân của tôi, chuẩn bị đón tiếp nhà đầu tư nào?" Người đàn ông mặc vest đen tiến đến gần bàn làm việc của anh, với vẻ mặt vô cùng háo hức, nhưng anh thì ngược lại, đến nở một nụ cười nhẹ, để đón tiếp ai đó mới vào trong phòng, cũng không có. Nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình Anh thằng thường hỏi Dành <laughs> nhỉ Dành chứ mọi thứ xong xuôi hết cả rồi Chút nữa nhà đầu tư đến là bắt đầu ngay Mà sao trông mày không được vui Ai chọc giận mày à Có một người Là ai đứa nào Là đứa đang đứng trước mặt tao đây Phó giám đốc Hải Nam ạ à? Nghe anh nói như vậy Nam tròn xoay mắt ngạc nhiên đầy bất ngờ Làm việc với Nhật Minh bao nhiêu năm Vừa là một người bạn thân vừa là một người đồng hành quản lý công ty, không ngờ lại nghe được những lời nói này, nam sụ mặt. Mày không thể nói dối vài câu cho tao vui à? Tất nhiên là không. Bạn đúng là một người bạn tuyệt vời đấy. Chịu cười rồi đấy à. Lúc này anh mới hạ tập hồ sơ trên tay xuống, ngẩng đầu lên và nhìn Hải Nam. Chuyện tao nhờ mày, mày làm đến đâu rồi? Xong rồi. Tập hồ sơ đó là thật đấy. Tất cả đều là thật sao? Ừ, tất cả đều là thật. Tìm anh như muốn chững lại khi nghe những lời mà Hải Nam vừa nói. Khuôn mặt trắng bệch không còn cắt máu. Do anh nghi ngờ ông Phú bày trò làm giả hồ sơ để ép buộc anh ly hôn với Tuệ Nhi. Nên anh đã âm thầm nhờ Hải Nam điều tra giúp. Bây giờ mọi chuyện sáng tỏ, tập hồ sơ đều là thật. Anh thực sự không còn đường lui. Thái độ lạ của bạn mình khiến cho Hải Nam khó hiểu. Anh vội cua tay, sau đó ra hiểu. Này này, mày có ổn không đấy này minh anh giật mình thu lại ánh mắt đờ đẫn sau đó nhìn hải nam lắc đầu à ừ tao tao không sao cả nhưng mà tao thấy mày lạ lắm từ khi đưa tập hồ sơ cho tao tao xác định đến khi nghe kết quả mày như người mất hồn này tập hồ sơ đấy quan trọng đến thế cơ à anh chỉ cười và không đáp lại hải nam nhanh chóng hiểu ý miệng cũng thôi không hỏi những vấn đề có liên quan Tao ra ngoài chuẩn bị đón nhà đầu tư trước Này chút nữa mày ra cũng được nhá Nói xong Hải Nam quay lưng rời đi Bước đến ngưỡng cửa Giọng nói của Nhật Minh vang lên Khiến cho anh dừng chân lại Hải Nam Tao nhờ mày một việc có được không Ừ Nói đi Dự án lần này Tao muốn mày thay tao làm Ngay cả việc bàn bạc với đối tác á Ừ Mọi chuyện do mày quyết định Mày không cần hỏi ý kiến của tao Thôi được, tao sẽ giúp mày. Mày chuyển toàn bộ giấy tờ liên quan đến công trình sang cho tao đi. Nói xong Hải Nam nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Căn phòng lại trở về với vẻ tĩnh lặng ban đầu của nó. Anh ngả à lưng về sau, nhắm nghiền mắt lại và suy ngẫm. Bên phía ông Phú đang thúc giục chuyện cổ phần. Anh cũng không thể nào kéo dài việc ly hôn, càng để lâu càng khó giải quyết. Nếu như ly hôn ổn thỏa, dự án đang hợp tác với Trà My, anh sẽ chuyển điều hành sang cho Hải Nam phụ trách. Anh không muốn dính líu tới trà mi nữa. Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, Nhật Minh chỉnh sửa lại quần áo, đứng dậy rời khỏi văn phòng. Bên ngoài mọi người đang nháo nhào chuẩn bị đón tiếp nhà đầu tư. Anh cùng với một số thành viên trong công ty đứng trước đại sảnh. Khoảng chừng một lúc sau, một chiếc xe đen sang trọng dừng lại trước cổng công ty. Ông Huỳnh Đại Hà, nhà đầu tư của dự án cùng với vợ mình bà Liên bước vào bên trong. Nhật Minh nhanh chóng tiến đến chỗ ông ta, đưa tay ra bắt. "Chào ông, rất vui khi được gặp ông." Ông Hà cũng niềm nở bắt tay lại. "Tôi mới là người phải nói câu này mới đúng, rất vui khi được hợp tác cùng với một giám đốc trẻ, đầy tiềm năng thế này." "Ông quá khen ạ." À? Hai người bắt tay nhau nói chuyện vui vẻ, Trà My đứng bên cạnh anh cũng nhanh chóng lên tiếng. "Mời hai vị vào trong phòng họp." Mọi người cùng vào trong phòng họp để nói chuyện. Nhìn vẻ mặt ông Hà xem chừng rất thích cách đón tiếp của công ty. Ông Hà trước nay là một người kỹ tính, chưa từng có một công ty nào làm cho ông ta hài lòng ngay buổi gặp mặt đầu tiên. Lần này ông lại vui vẻ như vậy, xem chừng vốn đầu tư vào dự án rất có khả thi. Cả bốn người ngồi trong phòng, nước trà được pha sẵn từ trước, mọi thứ đều vô cùng tươm tất. Để mở đầu cuộc nói chuyện, Trà My nhanh chóng tặng bà Liên món quà ra mắt, mà hôm trước cô và anh đã đi mua. Thưa bà, đây là món quà nhỏ, bên chúng tôi dành tặng cho bà. Rất mong bà nhận món quà này. Bà liền tỏ ra ngạc nhiên lắm. Ôi, cô thật là chu đáo, không cần thiết về quà cáp sang trọng như thế này. Đây chỉ là tấm lòng nhỏ của chúng tôi, mong bà nhận. Bà liền mỉm cười nhận món quà từ tay của trà mi mở hộp quà ra bà và ông Hà đều vô cùng ngạc nhiên khi thấy bên trong là một bộ trang sức đắt tiền bà gật đầu mấy cái tỏ vẻ hài lòng rồi quay sang phía chồng ra hiệu cảm ơn mọi người vì món quà bà thích như vậy chúng tôi cũng rất vui dường như vì sự xuất hiện của món quà mà bên nhà đầu tư hài lòng lắm cuộc nói chuyện diễn ra rất suôn sẻ trước khi đón tiếp họ trà my đã tìm hiểu và được biết bà liên rất có tiếng nói chỉ cần lấy lòng bà dự án chắc chắn có vốn đầu tư nhìn hai người vui vẻ nói chuyện với nhật minh Cô tin chắc rằng dự án đã thành công được một nửa Tốn một chút làm quà Đúng là không lãng phí Còn Tuệ Nhi Sau khi rời công ty của anh về Cô chỉ quanh quẩn trong phòng không đọc sách Thì cũng làm những chuyện lặt vặt Cô khiến mình trở nên bận rộn hơn Để không phải suy nghĩ đến những chuyện vu vơ Rồi ảnh hưởng đến tinh thần Hành động của anh ngày hôm nay Cô luôn tự nhủ Không phải do anh cố ý Dù sao hai người còn có nhiều thời gian cạnh nhau có chuyện gì cũng có thể cùng nhau giải quyết. Ngồi tựa đầu bên cửa sổ, cô chăm chú nhìn những dòng chữ trên trang sách đối diện. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo. Anh Thành à, anh gọi em có chuyện gì? Cũng không có gì quan trọng đâu, anh chỉ muốn thông báo là ba ngày nữa anh bay rồi. Anh đi sớm như vậy à? Bên kia đang có chuyện, anh phải đi gấp. Ngoài thông báo với em việc anh đi, anh có chuyện này muốn nhờ em Dạ có chuyện gì anh cứ nói đi ạ à. Nếu giúp được thì em giúp Đầu dây bên kia bỗng dưng không nghe thấy tiếng Hình như Minh Thành đang ngập ngừng chuyện gì Còn Tuệ Nhi cô đang kiên nhẫn chờ đợi Anh muốn gặp mình Nói rõ về chuyện anh là anh trai của em Phải mất đến vài phút sau Minh Thành mới lên tiếng Ban đầu cô có phần ngạc nhiên Nhưng nghĩ đến việc cứ giấu Nhật Minh mãi chuyện này Không phải là cách hay Cô gật đầu đồng ý dạ vâng nếu vậy để em nói lại với anh minh ngoài chuyện này ra anh còn chuyện gì muốn em giúp không không còn đâu bây giờ anh có việc rồi gặp em sau nhé dạ vâng ạ à. cô cúp máy bỏ điện thoại trên tay xuống bàn hướng ánh nhìn về phía cửa sổ lần đầu tiên gặp vì muốn trêu chọc nhật minh mà cô nói dối minh thành là thanh mai trúc mã của mình để rồi dẫn đến bao nhiêu hiểu nhầm bây giờ làm rõ ràng mọi chuyện cũng dễ nhìn mặt nhau hơn Mải mê suy nghĩ những điều vu vơ trong đầu Chợt điện thoại bên cạnh reo lên một tiếng Cầm điện thoại trên tay Cô mỉm cười đầy hạnh phúc Rồi nhanh chóng thu dọn lại đồ đạc bừa bồn. Diệu đang ở dưới nhà Hì hục làm mấy chuyện lặt vặt Cơm nước cũng nấu xong xuôi Nhìn đồng hồ bây giờ 7 giờ tối Diệu dừng tay lại Chuẩn bị lên phòng gọi Tuệ Nhi xuống ăn cơm Thì nhìn thấy cô từ trên lầu đi xuống Ơ tối rồi chị định đi đâu à chỉ đến công ty gặp anh Minh vậy á chị có cần mang theo cơm không không cần đâu tới đó chị sẽ tìm thứ gì đấy để ăn em làm xong việc em cứ khóa cổng rồi em về nhá chị đi đây dạ vâng chị đi đường cẩn thận à tuệ nhi gật đầu rồi nhanh chân đi ra chỗ giường trên đường đến công ty anh vẻ mặt của cô vô cùng vui vẻ hào hức như thể vừa có được chuyện gì đó vô cùng hạnh phúc sau cuộc nói chuyện với nhà đầu tư kết thúc mọi chuyện đều diễn ra một cách suôn sẻ Ông Hà quyết định đầu tư vào dự án của công ty Tiễn ông Hà và vợ ông rời khỏi công ty Xong xuôi đầu đó Anh trở về phòng thu dọn lại đồ đạc Chuẩn bị về nhà Lúc này Trà My từ bên ngoài bước vào Nhìn hành động của anh Cô biết anh định đi đâu Liền lên tiếng Anh Minh Anh về nhà với vợ mình thật sao Không về nhà thì đi đâu Em tưởng anh đang cố tìm cách Để làng tránh cô ta Chuyện của tôi không liên quan đến cô Dứt lời anh nhanh chóng lướt qua Trà mi Rời khỏi văn phòng Trà My nhìn theo bóng của anh cười Rồi cô cũng lẽo đẽo theo sau Anh muốn nhanh chóng ly hôn với Tuệ Nhi Em có thể giúp anh cơ mà Những lời nói đó lọt vào tay anh Khiến anh dùng chân quay lại phía sau Sắc mặt anh tối sầm Ánh mắt đỏ ngầu hiện lên vài vết sọc Đầy giận dữ Nếu như cô còn nghĩ đến chuyện bày trò hàm hại đến mẹ con Tuệ Nhi Thì tôi không để yên cho cô đâu đây phải chăng là một lời đe dọa từ anh cô muốn như thế nào thì tùy cô chả mì mỉm cười tiến lại gần chỗ anh vài bước rồi đưa tay lên chỉnh sửa lại cà vạt giúp anh bằng một giọng nói vô cùng nhẹ nhàng anh minh em thực sự muốn giúp anh chuyện này càng để lâu càng khó giải quyết không phải sao nếu anh muốn chấm dứt tất cả mọi chuyện thì không nên kéo dài chọn ngày lành tháng tốt không bằng kết thúc ngay trong ngày hôm nay Cô nói như vậy là có ý gì? Trà My im lặng không đáp. Lúc này ngay phía sau anh, cô ta nhìn thấy Tuệ Nhi đang tiến về phía hai người. Cô ta mỉm cười không nói không rằng. Cô ta kiễng chân kéo anh lại, sau đó ôm lấy cổ của anh rồi hôn lên môi của anh. Hành động bất ngờ của cô ta khiến cho Minh không kịp phản ứng. Tuệ Nhi thì hí hửng, nghĩ tới chuyện gặp được anh, liền đi nhanh hơn một chút, nhưng rồi bước chân của cô chậm dần chậm dần. Cuối cùng cô dừng hẳn khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Người chồng mà cô yêu thương nhất đang ôm hôn một cô gái. Hơn nữa cô gái đó lại chính là mối tình đầu của anh. Cô như chết lặng không tin vào những gì mình chứng kiến. Toàn thân của cô đông cứng, cổ họng như có cái gì đó chắn ngang. nghẹn ngào lắm, không nói nên lời. Sống mũi cay xè, nước mắt vô thức lăn dài trên má. Cố gắng lắm, cô mới thốt ra được. Hai hai người đang làm cái trò gì thế hả? À? Tiếng hét của cô làm anh giật mình. Vội vàng đẩy Trà Mi ra xa. Khi anh quay lại, thấy Tuệ Nhi đang đứng đó, anh lắp bắp. "Tuệ, Tuệ Nhi, em anh còn chưa nói dứt câu." Tuệ Nhi lên tiếng cắt ngang. "Chuyện này là sao hả? À? Hai người đang làm trò gì sau lưng tôi thế này? Anh Minh, anh giải thích đi." Anh... Anh rất muốn giải thích với cô Tại vì cô cũng nhìn thấy Nhưng tất cả đều là hiểu nhầm Nhưng mà anh cứ chần chừ chần chừ mãi Thấy vậy trà mi vội vàng lên tiếng thay anh Cô đừng có trách anh Minh Tất cả đều là lỗi của tôi Là tôi chủ động hôn anh ấy Tôi xin lỗi Nếu như cô muốn đánh Cô cứ đánh tôi đi Cô cầm miệng Ở đây không có chỗ cho kẻ thứ ba như cô lên tiếng chứng kiến cảnh chồng và người yêu cũ hôn nhau trong công ty cô thật sự không thể kiềm chế được cơn tức giận của mình mọi thứ đều đã đi quá giới hạn chịu đựng cô quay sang nhìn anh đôi mắt cô đỏ hoe giọng nói lạc hẳn đi anh minh anh giải thích đi chuyện này là sao chứ cô nhìn anh ánh mắt thể hiện rõ niềm hy vọng ngay lúc này đây cô chỉ muốn nghe từ chính miệng anh khẳng định tất cả đều là hiểu nhầm tất cả đều là do một mình trà my dựng nên còn anh hoàn toàn không có tình cảm với cô ta chỉ có như vậy thì cô mới có thể chấp nhận và tha thứ nhưng đáp lại sự hy vọng của cô là một cái nhìn lạnh từ anh ánh mắt hiện giờ mà anh dành cho cô là thứ mà từ trước đến nay cô chưa từng nhìn thấy nó lạnh lẽo khiến cho cô phải dùng mình anh minh anh mau nói gì đi chứ cô đang cố gắng tạo thêm một cơ hội cho mình, để minh giải thích, cũng như cho chính bản thân cô một lý do để tự an ủi, nhưng rồi mọi hy vọng đều tan biến. Lúc này anh kéo Trà Mi vào lòng, anh vòng tay ra sau, siết chặt lấy eo cô ta. Mọi chuyện đúng là như cô nghĩ đấy. Tôi và Trà Mi yêu nhau. Đúng chỉ là một lời nói nhưng lại sắc bén hơn cả dao găm, từng câu từng chữ anh nói ra như ngàn con dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim của cô, khiến cho nó dỉ máu. Cô sững sờ không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, hoảng loạn đến nỗi không nói thành lời. Anh... anh nói cái gì? Đây... đây không phải là sự thật. Tất cả là dối trá. Đây là sự thật. Tôi yêu Trà My và muốn ở bên cô ấy. Ngày chính bản thân mình khi nói ra những lời nói dối này, lòng anh cũng ngập ngừng không rõ. Anh muốn giải thích, nhưng suy cho cùng, đây là cơ hội để cô rời xa anh. Tuệ Nhi lúc này nhìn anh, nước mắt của cô ướt nhòe mi mắt, tận mắt chứng kiến người mình yêu nhất ôm một người con gái khác, tận tai nghe thấy người mình yêu nhất nói yêu một người con gái khác. Mọi niềm tin trong cô hoàn toàn sụp đổ, cái gọi là tình yêu trong cô tan nát thật rồi. Cô nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn chất chứa nỗi niềm hy vọng là niềm hy vọng mong manh cuối cùng. Trịnh Nhật Minh, anh đã từng yêu em chưa? Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của anh và hỏi, trong thầm tâm vẫn luôn hy vọng chỉ cần một câu trả lời, cô sẽ bỏ qua mọi thứ để hai người có thể bắt đầu lại một lần nữa. Đáp lại những gì cô hy vọng chính là sự bạc bẽo, lạnh lùng đến đáng sợ. Tôi chưa từng yêu cô. Hai tai của cô ù đi, nghe không rõ, hoặc có thể đã rõ, nhưng cô cố tình vờ như không nghe thấy. Sự thật này sao có thể dễ dàng chấp nhận? Cô không muốn tin. Anh Minh, anh nói dối. Tôi không nói dối. Không, nhất định là anh đang nói dối. Vũ Tuệ Nhi, cô nên chấp nhận sự thật đi. Người tôi yêu là Trà My, không phải là cô. Cô đừng có cố chấp. Tuệ nhì sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt Vài tháng trước anh còn nói yêu cô Anh bù đắp cho cô và con cơ mà Vậy mà giờ đây anh đang làm gì thế này Một tay ôm người phụ nữ khác trong lòng Và thằng thường nói không yêu cô Anh Minh Chả nhẽ tình cảm suốt thời gian qua anh đối với em Chỉ là sự giả dối thôi sao Nước mắt của cô đã lăn dài trên đôi gò má Đôi môi run dày mấp máy Cô nói ra từng chữ anh không làng tránh cũng không tìm cách nói dối Để cô không đau lòng Mà thằng thường sát muối vào trái tim cô Bằng những lời nói cay độc nhất Đúng vậy Tất cả đều là giả dối Thứ tình cảm tôi dành cho cô chỉ là sự thương hại Từ trước đến nay tôi chưa từng yêu cô Tuệ Nhi cười khẩy Có lẽ khi chạm đến giới hạn chịu đựng Nỗi đau chồng chất Con người sẽ tự mỉm cười với nó Chồng cô bây giờ không còn một chút hy vọng tất cả đều hoàn toàn sụp đổ mọi chuyện đã rõ ràng nếu kéo thêm người đau chỉ là cô thôi nước mắt cô không phải là vũ khí mà chính là điều yếu đuối nhất khi con người ta có thể làm được cô đưa tay lau đến những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi ngẩng mặt đối diện với anh anh minh em có thể biết lý do được không với cô bắt đầu hay kết thúc đều phải có lý do trước khi ra đi cô muốn biết bản thân đã làm gì sai mà phải chịu đựng sự thống khổ này bởi vì cô không xứng không xứng sao đúng loại người dưới đáy xã hội như cô tiền tài địa vị danh vọng đều không có gì lấy cái gì mà yêu tôi tuệ nhi tròn xoay mắt ngạc nhiên sau cùng là nụ cười của sự đau đớn cô nhớ đến những lời anh nói khi hai người trên xe anh nói không màng đến xuất thân của cô tầng lớp trong xã hội thế nào bởi vì chỉ cần là cô anh sẽ chấp nhận tất cả nhưng giờ đây địa vị danh vọng chính là lý do anh rời xa cô từng lời anh nói từng việc anh làm hóa ra chỉ là giả dối nếu không yêu tại sao còn gieo cho nhau hy vọng để rồi tự tay phá vỡ nó trong cô giờ ở đây biết bao nhiêu câu hỏi xuất hiện mà không có lời hồi đáp. Liệu anh có biết trái tim cô đau như thế nào không? Liệu anh có biết niềm tin trong cô biến mất như thế nào không? Liệu anh có biết? Cô mỉm cười, cười vì sự ngu ngốc của bản thân, cười vì cô ảo tưởng vị trí của mình trong tim một người khác và cười vì mình mù quáng tin vào những điều không thể. Sự thật cũng tỏ, mọi chuyện thực sự đã kết thúc. Cô mệt rồi muốn buông tay. Không, chính xác là không thể níu kéo. Cuộc hôn nhân này cô dành cả thanh xuân để gìn giữ, để bảo vệ, để chờ mong sự hồi đáp. Nhưng rồi chỉ nhận lại con số không. Thanh xuân của cô để đợi anh, còn thanh xuân của tình yêu là dành cho cô ấy. Nhìn cái cách anh ôm trà mi dịu dàng với cô ta, cô biết bản thân đã thua thật rồi. Điều cô lo sợ nhất, cuối cùng cũng xảy ra nghẹn ngào để nước mắt ngược vào trong cô nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng anh có còn nghĩ đến đứa con của chúng ta không ạ cổ họng cô nghẹn ứ cố gắng mãi mới nói ra được việc cô nhắc đến đứa bé trong bụng không phải để níu kéo anh mà bởi vì cô muốn anh có trách nhiệm với con của mình còn cô và anh đã chấm dứt sau câu nói của anh rồi đáp lại cô là sự tĩnh lặng từ anh ngay thời khắc này đây, cô hiểu. Anh chả còn vương vấn gì với cô nữa. Không để anh trả lời, cô lặng lẽ quay người bỏ đi. Thấy như vậy anh vội vàng đẩy trà mi ra khỏi người của mình và định chạy theo cô. Nhưng rồi giọng nói của trà mi lại khiến cho anh dừng chân lại. Anh Minh, khó khăn lắm mới có thể chấm dứt nếu như bây giờ anh đuổi theo. Tất cả đều thành công cốc. Anh buông thõng tay xuống. Bàn tay nắm chặt thành quyền Gân xanh trên tay nổi rõ trên mu bàn tay Anh quay lại nhìn trà mi Ánh mắt đỏ rực lên Cút Cút Giọng nói rít qua kẽ răng Như đang cố gắng kìm nén tâm tình phẫn nộ Trà mi hoàng sợ Miệng lắp bắp Anh... anh Minh Cô cút đi Trước khi tôi còn giữ được bình tĩnh Sự phẫn nộ của anh đã đến đỉnh điểm Trà mi hiểu nếu ở lại bản thân sẽ xảy ra chuyện không hay Chân cô ta chậm rãi lùi dần về phía sau mấy bước Nhìn vẻ mặt của anh Rồi sợ hãi quay lưng rời đi Trên hành lang u tối Chỉ còn một mình anh với sự tĩnh lặng chết người Bàn tay của anh không hề thả lòng Càng ngày càng siết chặt Nhìn cô đau lòng vì những gì anh vừa nói Anh hận không thể giết chết chính mình Những lời nói đó là bộc phát Không được chuẩn bị từ trước khi ấy anh chỉ muốn nhanh chóng đẩy cô ra xa để cô thất vọng về mình bây giờ mọi chuyện thành công đáng lẽ ra anh nên vui mới phải nhưng tại sao anh lại cảm thấy khó chịu đến mức này đứa bé trong bộ của cô anh chắc chắn anh phải chịu trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ của một người cha nhưng anh không thể tiếp tục đi cùng cô đến hết quãng đời còn lại không thể thực hiện lời hứa mà anh từng hứa với cô anh đau đớn tựa lưng vào tường anh gục ngã xuống đất sau ngày hôm nay mọi thứ anh còn được đều biến mất hai người chỉ mới vừa nhận ra tình yêu của nhau chỉ mới hạnh phúc được một khoảng thời gian vậy mà bây giờ phải chia xa nếu như không vì sự xuất hiện của tập hồ sơ đó thì cuộc hôn nhân này đã không đi đến bờ vực chia ly rời khỏi công ty cô một mình đi trên con phố vắng Hôm nay mọi thứ đều rất đẹp Từ con người đến cảnh vật Ai lấy được sự vui vẻ ngập tràn màu sắc sự sống Còn trong cô Đang phải hứng chịu nỗi đau quá lớn Có lẽ ông trời cũng đang cười nhạo cô Cười nhạo vì sự ngốc nghếch. Cô không biết điểm đến của mình là đâu Nơi dừng chân là nơi nào Bàn chân cứ như vậy bước đi Và nước mắt thì không ngừng lăn dài trên má Khi biết tin trả mi trở về Cô đã rất lo lắng Cô lo rằng anh còn tình cảm với cô. Cô lo lắm, rằng anh quên đi tấm chân tình cô dành cho anh. Anh cho cô cảm giác an toàn, để rồi bây giờ lại phá vỡ tất cả. Cảm giác đau đớn, đau lắm, đau đến thấu tận xương tủy. Bây giờ cô mới nhận ra sự thay đổi kỳ lạ của anh gần đây, không phải vì chuyện cô đi cùng với Minh Thành, mà là lòng anh thay đổi. Cô tự hỏi không biết họ bắt đầu mối quan hệ này từ bao giờ anh đã giấu cô được bao lâu Chồng cô bây giờ thật sự thảm thương giống như một con ngốc bị người ta trêu đùa minh thành nói đúng lòng người sao dễ dàng thay đổi tình yêu xuất phát từ một phía thì chỉ nhận lại sự đau thương suốt năm năm cố gắng đã từng có lúc cô từ bỏ nhưng chính anh là người theo cô cho cô hy vọng để cô tiếp tục cố gắng nhưng giờ thì cô biết Đã đến lúc chính bản thân cô Phải ra đi Nhưng nó không hề dễ dàng một chút nào Bước chân của cô mỏi mệt Hai bàn chân sưng đỏ Nhưng không hề muốn dừng lại Cô vừa đi vừa khóc Tiếng khóc ngày một lớn hơn Giống như một đứa trẻ bị ai đó tước đoạt đi Cái thứ mà chúng nó yêu thích Lấy điện thoại trong túi Bàn tay cô run rẩy Nhân số gọi điện cho Minh Thành hiện tại chỗ dựa duy nhất của cô chỉ có anh trai cô mà thôi alo em gọi điện cho anh vào giờ này có việc gì thế lần này sự hy vọng của cô đã được đền đáp giọng nói chuẩn thấp của anh trai vang lên khiến cho cô vỡ òa anh ơi em đau anh đến đón em đi em không muốn ở đây nữa đâu nghe tiếng khóc nghẹn của tuệ nhi minh thành sốt sắng hỏi Tuệ Nhi, có chuyện gì thế? Em đang ở đâu? Em không biết. Em đau. Em đau lòng lắm. Em muốn đi cùng với anh. Tiếng khóc lúc này lớn dần. Cô vỡ òa trong tận cùng của đau thương. Những cảm giác dồn nén khi đứng trước mặt Nhật Minh đã bộc lộ hết ra khi cô nghe thấy giọng anh trai của mình. Lý trí của cô chẳng thể nào đủ tỉnh táo để biết bản thân đang ở đâu. Trái tim như vỡ thành trăm mảnh. Tuệ Nhi, Tuệ Nhi à, em bình tĩnh nghe anh nói. Em hãy cho anh biết đi, bây giờ em đang ở đâu? Anh đến và đưa em đi, anh không để cho em chịu đau đớn. Em đang ở đâu? Em... em không biết. Nào cố gắng, nhìn xung quanh xem, có dấu hiệu hay biển báo gì đặc biệt không? Cô sụt xịt mấy tiếng, rồi ngẩng đầu lên nhìn mọi thứ xung quanh. Đột nhiên một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía sau. Cẩn thận! điện thoại trên tay cô rơi xuống đất cả người cũng nằm xuống nền đất lạnh lẽo trong điện thoại vẫn còn phát ra giọng nói của minh thành tuệ nhi có chuyện gì xảy ra thế hả tuệ nhi em có sao không tuệ nhi ơi trả lời anh đi anh không ngừng gọi tên cô nhưng không hề có sự đáp lại trên đường bây giờ đang rất hỗn loạn mọi người túm tụm lại thành một đám đông lớn những tiếng hô hoán bắt đầu vang lên có người bị thương rồi mau mau gọi xe cấp cứu gọi xe cứu thương mau lên. cô mờ hồ máu trên đầu chảy dọc xuống đôi mắt dần mờ đi hai tay của cô ôm chặt lấy bụng mình dựa vào một chút ý thức còn sót lại miệng của cô không ngừng cầu xin cứu tôi cứu con của tôi làm ơn cứu con của tôi hai mắt cô mờ dần rồi nhắm chặt lại điều duy nhất cô nghĩ đến khi mất hoàn toàn ý thức chỉ có hai chữ cứu con. Trong màn đêm tĩnh mịch của Hà Thành, tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Tiếng xe cấp cứu ấy dường như đang báo hiệu điều gì. Bệnh viện Bắc Ái, phòng bệnh 208. Căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng máy đo nhịp tim cùng với tiếng chảy của dây chuyền nước biển. Minh Thành ngồi gục trước giường bệnh của Tuệ Nhi. Tay của anh nắm chặt lấy tay của cô không buông, nhìn em gái mình đau đớn anh tự trách bản thân của mình nhiều hơn vì anh không bảo vệ được cho cô. Tuệ Nhi gặp tai nạn khi bước sang đường. Có lẽ trong lúc đó, đầu óc của cô không suy nghĩ được gì. Cô đã không biết mình đã đi xuống dưới lòng đường từ bao giờ. Sau khi cấp cứu xong, bệnh viện gọi điện cho anh đến đây, bởi vì trong điện thoại của cô, người cô gọi điện cuối cùng trước khi ngất chính là anh. Anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc mềm của cô rồi chạm nhẹ vào vết thương được băng bó trên đầu dù trong cuộc điện thoại của cô không nói rõ rằng có chuyện gì đã xảy ra nhưng mà anh ngầm hiểu được chắc chắn có liên quan đến nhật minh vậy tin nhắn cuối cùng cô nhận được là từ điện thoại của nhật minh gửi đến mấy giờ trước anh gọi điện thông báo với cô rằng muốn gặp nhật minh mục đích không chỉ để giải thích thân phận của mình mà anh còn muốn nói chuyện rõ ràng với nhật minh em gái anh cô chấp một khi đã không muốn làm chuyện gì thì phải làm đến cùng sau nhiều lần hai anh em cãi vã nhau về chuyện giữa cô và nhật minh anh đã quyết định thử tin tưởng nhật minh một lần bởi vì dù sao hiện tại nhật minh cũng là bố của đứa bé trong bụng của cô nhưng sau những gì xảy ra em gái anh đang phải nằm viện anh nhất định sẽ không tin tưởng càng không thể nào tha thứ minh thành nắm chặt lấy tay của cô hai mắt đỏ sọc hằn lên những tia máu hắng giọng thì thầm lần này anh không để em tự ý quyết định em vì nó mà chịu đau khổ suốt bao năm dài nếu như em tỉnh lại em vẫn cố chấp thì cho dù tình cảm anh em chúng ta có dạn nứt anh nhất định không để em quay về bên cạnh cái thằng khốn đó thêm một lần nào nữa anh không còn ai là người thân trên đời này ngoài cô dù chỉ là anh em họ nhưng tình cảm của hai người đã lâu trở thành ruột thịt trong nhà năm năm trước anh vì thương cô mà chấp nhận để cô cưới một người mà không yêu cô bởi vì cô nói với anh rằng bản thân chắc chắn rằng tình cảm đơn phương này sẽ được đền đáp năm năm sau khi anh quay trở về nhìn thấy cô vui vẻ hơn và đang mang trong mình cháu của anh hiện tại thấy cô vì tình yêu đơn phương kia mà phải đau khổ thậm chí là gặp tai nạn anh không thể trơ mắt đứng nhìn anh sẽ đưa cô đi cùng với mình dù cô có phản đối như thế nào đi chăng nữa thì quyết định này cũng không thay đổi bàn tay to lớn của anh xoa nhẹ lên gò má gầy của cô anh tự hỏi sau bấy lâu nay anh không nhận ra rằng cô đã gầy đến mức này để xảy ra tình cảnh này một phần lỗi là do anh do anh đã quá vô tâm không nghĩ đến cô không dành thời gian quan tâm mới dẫn tới chuyện ngày hôm nay anh mỉm cười ngắm nhìn gương mặt của cô thì thầm nói nhỏ em gái ngoan dù sau này có chuyện gì xảy ra anh nhất định bảo vệ em không để cho em chịu khổ anh không muốn em vì bất kỳ ai mà làm đau bản thân mình cuộc sống của chúng ta đã quá vất vả quá nhiều mất mát rồi em phải mạnh mẽ lên sống tiếp vì chính em Bây giờ đã gần 12 giờ đêm Cả thành phố như chìm vào giấc ngủ Căn phòng tĩnh lặng Bình Thành lặng lẽ ngồi bên Tuệ Nhi Anh cứ như vậy Túc trực bên cạnh cô cả đêm Sáng sớm đầu tiên Tuệ Nhi trao mày tỉnh giấc Đôi mắt mơ màng nhìn ngó xung quanh Đầu cô truyền đến cảm giác đau nhói Cả cơ thể cảm thấy mệt mỏi Cô khó khăn lắm Nghiêng đầu quan sát xung quanh Đây là đâu chứ Tại sao mình lại ở đây? Bật ra cô nhớ ra chuyện gì đó, liền gắng gượng đưa tay sờ lên bụng của mình. Cảm giác truyền đến từ bàn tay lạnh lẽo, cô thấy bụng mình không còn nhô lên như trước, như thể chưa từng có sinh linh nào hình thành trong bụng. Nước mắt cô lăn dài trên khóe mi, rơi xuống ướt cả gối. Con, con tôi đâu? Con tôi đâu? Cô hoàng mang tột độ, đầu óc đau nhức, tay chân không còn đủ sức lực, nhưng cô vẫn cố gắng hướng. Điều cô quan tâm duy nhất bây giờ là đứa bé. Còn những vết thương trên người cô đang dỉ máu, không làm cho cô quan tâm. Mình Thành từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm một cặp lồng cơm. Thấy cô tỉnh lại, anh cố gắng đến bên cô, đỡ cô ngồi dậy. Tuệ Nhi à, em vừa bị tai nạn, vết thương chưa lành, em đừng cử động mạnh. Anh ơi, con em đâu? Sao em sợ bụng mình lại không có cảm giác gì thế này. Còn em không xảy ra chuyện gì, có đúng không anh? Em đang không được khỏe, phải ăn uống đầy đủ mới có thể bình phục được. Anh đang nói cái gì thế? Em hỏi rằng con em có làm sao không? Làm ơn, đừng lảng tránh câu hỏi của em. Mình Thành mỉm cười, tiến đến chỗ bàn lấy ra một bát cháo nóng hổi, kéo ghế ngồi xuống kế bên cô. Anh múc một muỗng cháo thổi qua cho nguội, rồi đưa cho cô. Nào em ăn đi Cháo này mới nấu Ngon lắm Em không muốn ăn Em muốn biết bây giờ con em thế nào Có phải xảy ra chuyện gì rồi không Anh mau trả lời em đi Nào ngoan Để anh thổi cho em nhé Anh thôi đi Tuệ nhi hét lớn rồi thẳng thừng Hất bát cháo trên tay của Minh Thành xuống đất Cô nắm chặt lấy tay áo của anh Sống mũi cay rẻ Nước mắt lăn dài trên gò má Cổ họng nghẹn ứ như thể có vật chắn ngang nhưng cô đang cố gắng gắng gượng Thốt ra từng chữ Anh nói đi Có phải con em xảy ra chuyện gì rồi Có đúng không Tuệ nhi Làm ơn đi mà Làm ơn nói cho em biết Em xin anh đấy Minh Thành nhìn Tuệ Nhi Hai mắt cô dần sưng lên Móng tay thì bấu chặt vào cánh tay của anh Hiện lên rất nhiều vết hằn. Anh muốn giấu nhưng khi đối diện với cô Lại chẳng thể dối lòng anh lau nhẹ nước mắt trên má của cô dịu dàng ân cần tuệ nhi em phải thật bình tĩnh nghe anh nói đứa bé còn em làm sao đứa bé không giữ được bác sĩ nói do va chạm quá mạnh đứa bé đang trong giai đoạn đầu tiên nên là không không phải anh đã nói dối em con của em nó đang còn sống em còn cảm nhận được con cơ mà anh nói dối đúng không đây không phải là sự thật Không phải là sự thật Tuệ nhì hoảng loạn Những ngón tay đàn vào tóc Khiến chúng trở nên rối bời Đôi mắt vô hồn nhìn về một phía Cô lắc đầu không ngừng Như thể đang chối bỏ sự thật đau đớn Miệng cô liên tục lầm bầm Không Không thể nào Còn em đang còn sống Còn em vẫn còn sống Đang còn sống mà Tiếng hét thật thành vang vọng khắp phòng bệnh Tiếp theo đó là tiếng đồ đạc đổ vỡ. Tuệ nhi của quảng ném mọi thứ trong phòng một cách điên cuồng. Mình thành đến bên ngăn cô lại. Nhi, em bình tĩnh lại đi. Em đừng tự làm khổ bản thân mình. Không, không đúng. Con của em chưa chết. Nó đang còn sống. Nó đang còn hình thành trong bụng của em cơ mà. Anh nói dối. Anh là đồ nói dối. Cô nhìn anh bằng ánh mắt hận thù, cao cấu vào cánh tay của anh đến chảy máu. Anh cố gắng ôm cô vào lòng trấn an Nhưng lại bị cô đẩy ra xa, xa Tiếng đập vỡ vẫn vang lên không ngừng trong phòng bệnh Dây chuyền nước biển trên tay bị gạt mạnh xuống sàn Mô bàn tay của cô chảy máu Vài nơi trên chiếc giường bệnh trắng Còn dính máu của cô Lúc này bác sĩ phụ trách cùng bốn y tá bước đến Thấy bệnh nhân đang trong tình trạng hoảng loạn Bác sĩ vội vàng ra lệnh cho y tá Giữ tay chân của bệnh nhân lại đi Chuẩn bị tiêm thuốc Bỏ tôi ra Tôi phải đi theo con tôi, tôi phải đi theo con của tôi. Mũi tiêm sẵn sàng, bác sĩ bắt đầu tiêm thuốc vào tay của Tuệ Nhi. Tôi phải đi theo con tôi, tôi phải đi theo con của tôi. Các người! Thuốc dần ngấm vào cơ thể, Tuệ Nhi cảm thấy mơ hồ, hai mắt nặng trĩu rồi chìm vào giấc ngủ. Y tá chỉnh sửa lại trang phục, giường bệnh cho cô trình tề, sau đó rời đi. Vị bác sĩ phụ trách đi đến chỗ Minh Thành, nhắc nhở anh Bệnh nhân mới trải qua tai nạn Sức khỏe còn yếu Anh không nên kích động Nếu không ảnh hưởng đến quá trình phục hồi của cô ấy Tôi hiểu rồi Cảm ơn bác sĩ Căn phòng bây giờ chỉ còn lại một đống hoang tàn Đổ nát Mọi thứ đều bị tuệ nhi đập vỡ Từng mảnh vụn vương vãi trên nền đất Mình thành tiến lại gần giường bệnh Thái độ kích động của tuệ nhi khi nãy Khiến cho anh lo lắng Anh sợ rằng khi cô tỉnh lại Nhớ đến những lời anh nói với cô cô sẽ không chịu được anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé gầy guộc kia lòng anh xót xa vô cùng nhi à anh sẽ đưa em về mỹ anh sẽ giúp em bắt đầu lại và có một cuộc sống tốt đẹp hơn anh hứa với em đôi mắt đỏ ngầu của anh nhìn thẳng vào cô miệng không ngừng thì thầm bên tai đối với anh quyết định đúng đắn nhất lúc này đó chính là để cô rời xa nơi này bỏ lại những ký ức đau thương tại công ty Hoàng Minh. Trong văn phòng giám đốc, mùi rượu nồng nặc cả phòng, vỏ bia lăn lộn trên sàn. Nhật Minh ngồi tựa mình trên chiếc ghế sofa. Quần áo thì sộc sạch, tóc tai thì bù xù, mặt mũi thì trắng bệch, không còn sự sống. Sau cuộc nói chuyện với Tuệ Nhi, cả đêm hôm qua anh không về nhà mà ở lại công ty. Anh sợ rằng nếu như về nhà phải chạm mặt cô rồi lại không biết nói gì với nhau. Mấy chai rượu vàng đất đỏ cất trong tủ kính đều bị anh uống sạch không chỉ rượu mà còn có những lon bia trên sàn chắc hẳn đêm hôm qua anh đã uống rất nhiều ngả lưng trên ghế nhắm nghiền mắt lại anh cố gắng ngủ một giấc để đầu óc tỉnh táo hơn nhưng mỗi lần nhắm mắt lại ánh mắt ngày hôm qua của tuệ nhi lại hiện hữu trong tâm trí của anh cô đã bị tổn thương rất nhiều bởi vì những lời anh nói ánh mắt phảng phất nỗi buồn ấy lại càng khiến cho anh hối hận bên ngoài tiếng cười nói tiếng bước chân xôm xả vang lên đồng hồ lúc này điểm 7 giờ nhân viên cũng đến công ty bắt đầu làm việc văn phòng anh trái lại tĩnh lặng ảm đạm đến hoàng sợ chợt cánh cửa phòng đột ngột mở ra kèm theo đó là giọng nói của một người đàn ông minh mày kiểm tra lại hồ sơ hôm qua tao gửi chưa hải nam bước vào phòng trên tay vẫn còn cập tấp hồ sơ ngẩng đầu lên nhìn lại không thấy nhật minh ngồi trên ghế Minh Nhật Minh Hải Nam quay sang bên cạnh Thì nhìn thấy Nhật Minh đang nằm trên ghế sofa Anh bước thêm một bước Mỗi chân liền va phải một chai rượu vang Đưa mắt liếc nhìn xuống sàn nhà Ở đâu cũng thấy Có vỏ bia, vỏ rượu Tối qua mày ở đây à Lại còn uống nhiều thế này Có chuyện gì với mày thế Nhật Minh viện tay xuống ghế Khó khăn ngồi dậy Anh tì khỉu tay lên đầu gối Hai tay trống lên chán gục mặt xuống. Câu ấm một chút. Một chút của mày là ba chai rượu và chục lon bia sao? Mày có ổn không đấy? Tao ổn. Mày không cần phải lo cho tao. Mày làm việc của mày đi. Tao mới phải là người nói câu đó với mày. Mày mệt quá mày về nhà mày nghỉ ngơi đi. Còn công việc ở đây, cứ để tao lo. Cảm ơn. Nhận mình đứng dậy bước chân loạn choạng tiến đến bàn làm việc. Hải Nam định đưa tay nữa, nhưng mà bị anh gạt phăng đi. Nhìn bạn mình trong tình trạng như người mất hồn, đầu óc thì không tỉnh táo thế này. Hải Nam thấy làm lo lắng, nhưng lại không biết lý do gì để giúp đỡ. Anh nhìn Nhật Minh lắc đầu mấy cái, sau đó vừa định rời đi. Trận bên ngoài vang lên tiếng cãi nhau rất lớn, làm cho cả hai chú ý đến. Tôi muốn gặp giám đốc của các người. Xin lỗi anh, anh không có hẹn, anh không thể vào đây đâu à? Tôi không cần biết, mau gọi giám đốc của các người ra đây cho tôi. Hôm nay tôi không gặp, tôi sẽ phá nát công ty này xin lỗi nếu như anh vẫn còn thái độ không chịu hợp tác tôi sẽ gọi bảo vệ lên tôi nói rồi là tôi muốn gặp giám đốc của các người gọi anh ta ra đây tiếng cãi vã ngày một lớn hơn nhật minh và hải nam ở trong phòng nhìn nhau khó hiểu nhìn tình trạng nhật minh bây giờ hải nam lên tiếng thôi mày ở đây đi tao ra ngoài tao giải quyết cho không cần đâu dù sao người cần gặp cũng là tao để tao ra xem sao dứt lời nhật minh chỉnh sửa lại trang phục rồi bước ra bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào thế dạ thưa giám đốc vị khách này muốn gặp sếp nhưng lại không có hẹn trước tôi đã cố gắng ngăn cản nhưng anh ta vẫn ngoan cố ạ à? nhật minh đưa mắt nhìn người đàn ông đứng đối diện còn tường là ai hóa ra là minh thành anh cau mày tự hỏi không biết anh ta đến đây có mục đích gì rồi giơ tay ra hiệu cho nhân viên thôi được rồi cô đi làm việc đi chuyện ở đây để tôi giải quyết Nhân viên gật đầu và nhanh chóng rời đi. Bây giờ chỉ còn lại anh Minh Thành và Hải Nam đang đứng bên ngoài hành lang. Anh niềm nở đưa tay hướng về văn phòng và nói. Mời anh vào trong. Có chuyện gì cùng nhau giải quyết. Minh Thành nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn. Không nói không rằng. Lao đến, đấm mạnh vào mặt của anh một cái. Hành động bất ngờ cùng lực đánh mạnh khiến anh ngã gục xuống đất. Hải Nam vội vàng chạy đến nữa anh dậy và gắt gỏng. Này này, anh kia, Ai đang làm cái quái gì thế hả? Đừng để tôi phải gọi bảo vệ Tống cổ anh ra ngoài Nhật Minh lúc này viện vào tay của Hải Nam đứng dậy Anh nhìn Minh Thành Ngữ điệu trầm thấp Không một chút tức giận Có gì bình tĩnh giải quyết Đừng có cư xử như côn đồ Côn đồ? Tao cư xử như một tên côn đồ đấy Thế còn mày thì sao? Không bằng loại cầm thú Này này anh kia, anh nói cho đàng hoàng Mặc dù không hiểu lý do gì khiến cho hai người xảy ra xích mích, nhưng việc Minh Thành xúc phạm bạn mình lại khiến cho Hải Nam không thể để yên. Anh lấy điện thoại trong túi, định gọi cho bảo vệ lên thì nhận Minh lúc này ngăn lại. Tôi với anh không quen không biết, anh không đủ tư cách để nói những lời đó đối với tôi. Không đủ tư cách à? Mày làm tổn thương em gái của tao, mày hại nó bị tai nạn giao thông, khiến nó mất đi đứa con trong bụng, mày nói xem Tao là ai mà không đủ tư cách Để đánh mày Anh cho mày về nghi hoặc Những lời Minh Thành nói từ đầu đến giờ Anh thực sự không hiểu Và anh cũng biết Người mà em gái anh ta nhắc đến là ai Không cần nhiều lời với anh ta Để tao gọi bảo vệ Không để cho Nhật Minh đáp lại Hải Nam đã chen ngang Anh vẫn giữ ý định ban đầu của mình Lần này chưa kịp để Nhật Minh lên tiếng ngăn cản Minh Thành nói ngay Chắc là mày bất ngờ lắm chứ gì Đứa em gái mà tao nhắc đến Chính là Tuệ Nhi Là vợ của mày Thằng khốn nạn Tuệ... Tuệ Nhi Đúng Là Vũ Tuệ Nhi Lúc này Hải Nam buông thõng điện thoại xuống Quay sang nhìn Nhật Minh Minh à Chuyện này Anh bần thần Cương mặt hiện rõ sự hoang mang và lo lắng Anh... Anh vừa... Anh vừa nói gì Tôi không hiểu Tuệ nhìn nó nhờ tao già làm thanh mai chúc mã của nó để thử lòng mày vốn dĩ nó định nói sự thật ngay sau khi cuộc gặp mặt đầu tiên của tao nhưng bởi vì tao không tin mày yêu em gái tao thật lòng nên tao đã ngăn cản không cho nó nói tao muốn thử xem mày có yêu thương con bé thật lòng hay không nào ngờ mày không những không chăm sóc tốt cho nó lại còn làm cho nó tổn thương khiến cho nó bị tai nạn mất đứa con mày nói xem tao đủ tư cách để nói chuyện với mày chưa cái gì? Tai nạn? Mất con? Suốt cuộc chuyện này là sao chứ? Nhật Minh hoàn toàn không hiểu. Bỗng nhiên mình thành từ thanh mai trúc mã lại trở thành anh trai của Tuệ Nhi. Hơn nữa, còn nói cô bị tai nạn mất con. Đầu óc của anh hiện giờ giống như tơ vò, chẳng thể nào thông suốt được gì. Minh Thành tiến gần đến chỗ anh, hai tay nắm chặt lấy cổ áo của anh, ánh mắt sắc lạnh, gần giọng nói ra tường chữ. Đêm hôm qua Sau khi gặp mày ở công ty Trên đường trở về Con bé gặp tai nạn giao thông Vụ tai nạn khiến cho con bé mất đi đứa con trong bụng Mày hài lòng rồi chứ Nhận mình nghe xong sững sờ Như thể không tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy Tuệ nhi Cô ấy gặp tai nạn Xảy thai ư Từng lời anh nói ra vô cùng khó khăn Ánh mắt nhìn Minh Thành chất chứa niềm hy vọng Hy vọng rằng những điều mình vừa nghe không phải là sự thật. Nhưng rồi cuối cùng, anh không thể nào trốn tránh được sự thật tàn khốc. Còn của Tuệ Nhi mất rồi. Bây giờ nó chẳng còn gì để níu kéo mày. Mày có thể tự do tự tại, đi với người đàn bà khác. Nói rồi, anh nói rồi. Nhật Minh đột ngột hét lớn, rồi nắm nhẹ ngược lại cổ áo của Minh Thành. Ánh mắt hẳn lên vài tia máu đỏ đáng sợ. Giọng nói giết qua từng kẽ răng, như đang kìm nén tâm tình phẫn nộ mày nói rồi tuệ nhi mẹ con cô ấy không xảy ra chuyện gì cả có phải là mày muốn chia rẽ tao với cô ấy nên mày mới bịa đặt chuyện này có đúng không hả chia rẽ nếu như tao muốn ngăn ấy tao đã ngăn em tao cưới mày từ năm năm trước rồi chỉ vì tao tôn trọng quyết định của nó nên tao mới để nó cưới mày mày tốt nhất đi buông tha cho con bé đi ly hôn càng nhanh càng tốt và đừng để tao phải nhúng tay vào Mày nhớ kỹ Những lời tao nói ngày hôm nay Tao nhất định không để cho mày làm tổn thương con bé thêm một lần nào nữa Dứt lời Minh Thành quay lưng đi Để cho Nhật Minh ở lại với bao tâm trạng ngổn ngang Anh ngồi gục xuống đất Khuôn mặt thẫn thờ Cùng ánh mắt vô hồn Nhìn chăm chăm về một phía Hải Nam sau khi hiểu rõ sự tình Liền đến bên cạnh hỏi Han Mày không sao đấy chứ mãi có ổn không? Tao mất con rồi. Con của tao. Nam ơi, con của tao. Anh lắp bắp mãi không nói thành câu, Hải Nam bên cạnh cũng không biết khuyên nhủ ra sao, chỉ có thể vỗ vai anh vài cái trấn an. Sự thật nghiệt ngã này làm sao anh có thể đối diện? Anh tự trách bản thân mình, việc cô gặp tai nạn dẫn đến xảy thai, tất cả là lỗi của anh. Nếu như ngày hôm qua anh không nói những lời làm cô tổn thương, thì chuyện này đã không xảy ra Tất cả đều là lỗi của anh Chính anh đã giết chết đứa con chưa chào đời của mình Chính anh đã đánh mất Người mà mình yêu thương nhất Khó khăn lắm Hải Na mới thuyết phục được Nhật Minh Bước vào trong phòng làm việc Anh sợ nếu để Nhật Minh bên ngoài Nhân viên đi lại nhìn thấy Lại lời ra tiếng vào Dị nghị đủ điều Lúc này ngồi trên ghế sofa Nhật Minh chống tay lên đùi Làm chủ sau đó gục mặt xuống không nói một lời nào Còn Hải Nam biết tâm trạng của anh bây giờ rất hoang loạn Nên chỉ có thể đứng đối diện và im lặng Làm bạn với anh bao nhiêu năm Hải Nam hiểu rõ Anh không phải loại bắt cá hai tay Hay là chán cơm thèm phở Tình cảm anh dành cho Tuệ Nhi là thật Nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì Lại khiến mọi chuyện đi xa như vậy Này Minh Chuyện này có liên quan đến tập hồ sơ Mày nhờ tao điều tra có đúng không Nhật Minh ngẩng đầu lên nhìn anh Rồi lại gật đầu một cái Hải Nam hiểu Nhật Minh không muốn kể chuyện này cho anh Bởi vì nếu mà anh muốn kể Anh đã kể từ lâu Anh không nói thêm điều gì nữa Căn phòng trở lại yên tĩnh Bật chợt cánh cửa phòng đột ngột mở ra Ông Phú từ bên ngoài bước vào Nhìn thấy ông Hải Nam cúi đầu chào Sau đó quay sang phía anh lên tiếng Tao không làm phiền mày nữa Chút tao quay lại nhé Dứt lời Hải Nam nhanh chân rời khỏi phòng Ông Phú tiến đến chiếc ghế Ngồi xuống đối diện với anh Dường như ông ta không hề quan tâm đến sắc mặt của anh bây giờ Vừa yên vị trên ghế Ông ta lên tiếng Chuyện ly hôn Con giải quyết đến đâu rồi Nhật mình nắm chặt hai tay Ánh mắt sắc lạnh Nhìn ông ta đầy căm phẫn Không phải tôi nói với ông rằng ông đợi à Tôi tự biết giải quyết chuyện của tôi bố thấy con không hề quyết liệt trong việc ly hôn con nên nhớ bố không phải là người kiên nhẫn không thể chờ đợi lâu được anh chỉ nghe và không đáp lại bàn tay to lớn sớm đã nắm chặt thành quyền ông phú không hề để tâm đến mà ông ta vẫn thao thao bất tuyệt dù sao cũng chỉ là một đứa con gái không cưới người này thì cưới người khác bây giờ thiếu gì đàn bà chỉ cần con muốn nhất định sẽ có người tốt hơn tuệ nhi Đâu cần thiết phải đâm đầu vào một đứa không ra gì." Ông Phú bật cười vẻ tự hào với những gì mình vừa nói, nỗi đau mất con trong lòng còn chưa nguôi ngoai, nay lại có người châm dầu vào lửa, cơn tức giận trong anh lên đến đỉnh điểm. Nhật Minh hất mạnh mọi thứ trên bàn xuống đất, cốc chén đều vỡ tan, ông Phú giật mình hoàng hốt, ánh mắt sợ hãi nhìn Nhật Minh lắp bắp. N "Này, này, con con làm sao thế hả? Bố nói cái gì sai sao?" Anh đứng phát dậy lao về phía ông Phú Túm cổ áo của ông kéo lên Ánh mắt đỏ ngầu Tựa như loài lang sói khát máu đáng sợ Ông có biết vì sự xuất hiện của ông Và tập hồ sơ chất tiệt kia Mà tôi mất cả vợ cả con không à Mình Có gì từ từ nói Chúng ta là bố con cơ mà Ông không phải là bố của tôi Tôi chưa bao giờ chấp nhận một kẻ điên loạn nham hiểm như ông là bố Ông vừa nói cái gì Không có người này thì cưới người khác ư Chính vì cái suy nghĩ này của ông Mà ông hành hạ mẹ tôi Khiến bà ấy bị bệnh trầm cảm Bây giờ ông còn áp đặt suy nghĩ này lên tôi Làm tôi mất vợ mất con Nếu hôm nay ông đã đến Vậy thì tôi bắt ông trả lại từng thứ mà ông gây ra cho tôi Dứt lời Nhật Minh giơ cao tay đấm mạnh vào mặt ông Phú Khiến ông ta ngã quỵ xuống đất Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng Ông Phú đau đớn nhìn anh bằng ánh mắt tức giận Mày! Mày dám đánh bố ư Tôi còn làm được nhiều hơn như vậy Nhật Minh cuối người Nắm cổ áo của ông Phú Rồi lôi ông ta dậy Đối diện với anh Anh cười khẩy nói Cô đấm khi nãy không là gì So với những chuyện mà ông gây ra cho gia đình tôi Nói rồi anh dơ cao bàn tay Nắm chặt lại Định đánh tiếp Thì Hải Nam từ bên ngoài chạy vào căn ngăn Kiểm Minh, mày làm cái gì thế hả à? Ông ta là bố của mày Tao không có bố dù mày có đánh chết ông ta Thì sự thật không thể thay đổi đâu Câu nói của Hải Nam khiến cho anh tỉnh ngộ Đôi bàn tay dần thả lòng Rồi buông thõng xuống Toàn thân như chết đứng Miệng không nói được lời nào Lúc này Hải Nam quay sang ông Phú Nhẹ nhàng nói Mời ông về cho Chuyện ở đây Tôi giải quyết Ông Phú vẫn còn hoảng loạn Nhìn Nhật Minh bằng ánh mắt sợ hãi Ông ta cũng nhanh chóng Chạy khỏi văn phòng nhật minh bây giờ như người mất hồn đầu óc mộ mị không suy nghĩ được thấu đáo khi nghe tin cô nằm trong bệnh viện vì bị, bị tai nạn và đứa con của hai người đã mất trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt vốn dĩ tinh thần không ổn định lại thêm những lời khích đều của ông phú khiến cơn giận trong anh bộc phát nên mới dẫn đến những chuyện xảy ra xô xát này minh à mày có ổn không đấy hải nam lo lắng hỏi han anh vừa dứt câu nhật minh nổi giận thẳng tay đập phá mọi thứ trong văn phòng từ bàn ghế giấy tờ chỉ cần trong tầm tay anh đều phá hủy tất cả mình ơi mày bình tĩnh lại đi mày bị làm sao thế này tất cả đều tại tao tại tao mà tuệ nhi mới gặp tai nạn tại tao mà đứa bé mới mất khi đang ở trong bụng của mẹ nam ơi tất cả đều là lỗi của tao Nhật Minh điên cuồng đập phá mọi thứ, miệng không ngừng lầm bầm rồi tự đổ lỗi cho mình. Hai bàn tay của anh chảy máu vì những vật dụng do chính anh phá vỡ. Dù vậy, anh vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại, dường như anh đang tự tìm cách bộc phát nỗi đau và bất lực của mình bằng cách tự làm đau bản thân. Hải Nam ngăn cản mãi mà không được, đành phải dùng đến vũ lực. Anh đánh vào mặt Nhật Minh một cái đau điếng, khiến cho anh ngã quỵ xuống đất, Cô đánh trời sáng ấy khiến Nhật Minh tỉnh ngộ. Nhưng mà anh không thể nào xoa dịu đi nỗi đau trong lòng mình. Thời khắc anh biết tin mẹ con Tuệ Nhi gặp tai nạn. Trái tim anh như bị ai đó bóp nát thành trăm mảnh, đau đớn khôn nguôi. Lúc đấy anh chỉ muốn bỏ mặc mọi thứ để chạy đến bên cô, chăm sóc cô, an ủi cô. Nhưng anh lại chẳng thể làm được điều này. Anh biết rõ nỗi đau mất con. Anh đau một, thì Tuệ Nhi đau mười, đau gấp nhiều lần như thế. Trong ngành giờ đây không những đau đớn mà còn cảm giác tội lỗi. Mọi thứ bây giờ chỉ có thể gói gọn trong hai chữ giá như. Căn phòng trở về với sự tĩnh lặng ban đầu của nó. Hải Nam đứng đối diện với Nhật Minh, không rời nửa bước bởi vì anh sợ Nhật Minh lại gây ra chuyện gì đó. Khi nãy nếu như không phải để quên tập hồ sơ quan trọng mà quay lại văn phòng kịp thời ngăn cản nhật minh thì chắc bây giờ ông phú đã nằm trong bệnh viện bây giờ mày định giải quyết chuyện này thế nào tao không biết tao cổ họng của anh như có thứ gì đó chắn ngang không thể tiếp tục nói ngay lúc này đây bản thân anh không biết mình nên làm gì tuệ nhi vừa mới mất con chắc chắn tinh thần rất hoảng loạn anh lại không có tư cách đến thăm cô bởi vì chính anh là nguyên nhân gián tiếp Khiến cho cô xảy thai Nhật Minh không nói Hải Nam cũng không hối thúc thêm Anh đứng dựa lưng vào tường Khoanh tay trước ngực Ngẫm nghĩ điều gì đó Rồi lại hỏi Hôm qua Tuệ Nhi đến tìm mày sao Đúng thế Tao còn không biết vì sao cô ấy lại đến đây Hơn nữa cô ấy lại bắt gặp tao và Trà mi Đến đây anh ngập ngừng không nói Hải Nam gật đầu mấy cái và nói tiếp Vậy không phải là mày gọi Nhi đến đây sao? Tao không gọi. Tao muốn tránh mặt cô ấy còn không được. Lý do gì? Tao phải gọi cô ấy đến đây. Vậy ai là người? Gọi Nhi đến đây. Câu hỏi của Hải Nam khiến cho anh suy nghĩ. Thế rồi anh nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra kiểm tra. Quả thật trong hộp thư thoại, anh có nhắn một tin nói Tuệ Nhi đến công ty gặp mặt. Sự hoang mang bất ngờ hiện rõ trên gương mặt của anh. Hôm qua đón tiếp nhà đầu tư đến đêm muộn mới xong. Trong khoảng thời gian đó, anh không hề động đến điện thoại, càng không thể nào nhắn tin gọi cô ấy đến đây. Chợt anh sực nhớ đến lời Trà mi nói ngày hôm qua, việc Trà mi đột ngột hôn anh lúc đó, khiến anh không thể nào tin rằng đó chắc chắn là sự sắp đặt. Đầu óc của anh dần trở nên thông suốt, tối hôm qua khi anh tiếp đãi nhà đầu tư, có lẽ Trà mi nhân cơ hội đó mà nhắn tin kêu Tuệ Nhi đến công ty gặp mặt. Mục đích là để chứng kiến cảnh anh và cô ta thân mật với nhau. Là do cô ta làm. Đôi mắt của anh đỏ ngầu, toàn thân như được tiếp thêm sức lực. Anh đứng bật dậy, cứ như vậy tiến về phía cửa chính với thái độ vô cùng thức giận. Hải Nam cảm thấy có điều gì không ổn. Này, Minh! Mày định đi đâu đây? Tao đi tìm Trà My. Chính cô ta là người lấy điện thoại của tao và nhắn tin cho Tuệ Nhi. Bởi vậy... Mày định đi tìm cô ta để giải quyết chuyện này sao? không phải tao Thì là ai Và tao nên làm chuyện đó Có đúng không Hừ, Thằng ngu Điều mày nên làm lúc này là đến bệnh viện thăm Tuệ Nhi Chứ không phải là ở đây Đổ lỗi cho bản thân Hãy đi tìm trà mi làm mọi chuyện thêm rắc rối Tao không biết hồ sơ kia có ảnh hưởng gì đến chuyện mày ly hôn với Tuệ Nhi Nhưng ít nhất Mày nên hoàn thành tốt trách nhiệm Cho đến khi hoàn tất thủ tục ly hôn Nhật Minh nghe xong im lặng không thể nào nói thêm lời nào nữa Nghĩ đến tìm chám hy của anh ban đầu không còn Điều duy nhất anh cần làm lúc này Là đến thăm Tuệ Nhi Dù anh biết hồ sơ Rất hận anh Dẫu sao hai người vẫn chưa ly hôn Trên danh nghĩa đang là vợ chồng Anh phải có trách nhiệm Đối với gia đình Tại bệnh viện Bác Ái Anh nhờ Hải Nam thu xếp lại toàn bộ công việc Rồi một mình lái xe đến bệnh viện thăm cô Dựa vào thông tin y tá cho Cuối cùng anh cũng đứng trước cửa phòng bệnh Từ ô cửa kính nhỏ Trên cánh cửa nhìn vào trong Anh thấy cô nằm một mình trên chiếc giường trắng Tay của cô đang còn truyền nước Tay chân cả đầu của cô Đều được băng bó Và không ngờ vụ tai nạn xảy ra lại nặng đến như vậy Nếu như khi nãy Minh Thành không tìm đến anh Để nói rõ Thì có lẽ anh không biết Cô đang nằm trong bệnh viện Trần chờ một lúc lâu anh mới lấy hết can đảm bước vào bên trong. Cánh cửa phòng mở ra âm thanh cót két của tấm bàn lề vang lên, khiến cho cô tỉnh giấc. Bi mặt cô nặng chịu, khó khăn lắm mới có thể mở lời. Anh đi đâu từ nãy tới giờ? Em đi tìm anh mãi. Thế mà... Lời nói của cô dừng lại khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt mình. Đường đối diện với cô không phải là Minh Thành, mà chính là Nhật Minh. Nhìn thấy anh, Nỗi đau mất con, sự oán hận thống khổ bộc phát. Cô viện tay xuống giường khó khăn ngồi dậy, mặc quát lớn. Anh còn đến đây làm gì? Anh hại tôi mất con chưa đủ à? Bây giờ lại đến đây muốn, muốn nhìn thấy tôi khổ sở như thế nào? Có đúng không? Tuệ Nhi, anh... Cút đi, cút, cút về với người con gái mà anh yêu đi. Tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi không thể tiếp tục níu kéo anh. Nếu ngay từ đầu anh không hề yêu tôi, tại sao chứ? anh lại gieo cho tôi hy vọng tại sao cô bật khóc kích động và hét lớn anh không biết giải thích thế nào để cho cô hiểu sự căm ghét thù hận mà cô dành cho anh là tất cả những gì anh phải hứng chịu ban đầu anh chỉ muốn cô tự nguyện rời xa mình và chưa từng nghĩ đến chuyện anh lại làm mất đứa con nhưng mọi thứ bây giờ đều là vô nghĩa anh không thể quay trở về quá khứ để thay đổi những chuyện đã xảy ra Cô nhìn anh. Nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình lặng thinh đau đớn. Cô hận anh, hận vì anh từng lừa dối trêu đùa tình cảm của cô, không biết bao nhiêu lần cô ngốc nghếch tin rằng anh yêu cô thật lòng. Hết lần này đến lần khác, anh làm cho cô có thêm niềm tin, để rồi cuối cùng lại tạt một gáo nước lạnh khiến cho cô tỉnh mộng. Khi anh nói rằng người anh yêu là Trà Mi, Tuệ Nhi rất đau đớn. Không chỉ đau trong lòng Mà niềm tin của cô cũng biến mất Thời điểm ấy điều duy nhất tiếp thêm động lực cho cô chính là đứa bé Cô từng nghĩ Nếu không có anh Cô phải tiếp tục sống Không chỉ vì bản thân Mà còn vì đứa con trong bụng Ngay cả khi phát hiện anh và Trà My làm điều sằng bậy Cô vẫn muốn níu giữ lại cuộc hôn nhân này Bởi vì con cô Cần có một người bố Dù là trách nhiệm thôi cũng được Nhưng bây giờ mọi thứ đã kết thúc đứa bé đã mất đi. Cô không còn lý do để bấu víu vào cuộc hôn nhân này. Nuốt nước mắt vào trong, cô nghẹn ngào nói: chúng ta ly hôn thôi. Anh như chết lặng trước câu nói của cô. Cuối cùng thì cô cũng chịu ly hôn với anh. Đáng lẽ ra anh nên vui mới phải, bởi vì đây chính là điều mà anh mong muốn. Nhưng tại sao trái tim của anh lại đau nhói thế này? Anh xa lánh cô, lạnh nhạt với cô. Tất cả chỉ để cô tự nguyện rời xa anh mà. Bây giờ anh đạt được mục đích rồi đấy. Tại sao anh không nỡ buông tay? Anh yêu cô rất nhiều, nhưng lại chẳng thể nào níu kéo. Sự im lặng của Nhật Minh khiến cho cô bật cười. Anh nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Tuệ Nhi, em làm sao thế? Không phải là anh muốn ly hôn với tôi để đến với Trà Mi à? Sao bây giờ tôi nói ly hôn? Anh lại im lặng thế? Con cũng mất rồi Tôi và anh chả còn gì để níu kéo nhau cả Tôi trả tự do cho anh Để anh trở về bên người mình yêu đấy Xin lỗi nhá Bởi vì suốt 5 năm qua tôi luôn đeo bám anh Làm phiền đến anh Nhưng anh yên tâm Sau này Không còn nhìn thấy tôi nữa đâu Chúng ta kết thúc ở đây được rồi Cô nghẹn ngào sụt xịt vài tiếng Để nói ra được những lời này Quả thực không dễ dàng Mối quan hệ của hai người Đã đến lúc phải kết thúc Cô mệt lắm rồi Đôi bàn tay nhỏ bé yếu ớt ấy Không thể chạm đến trái tim anh Và càng không thể nào nắm giữ nó Đứa còn là sợi dây gắn kết duy nhất Giữa hai người Thì bây giờ cũng đứt đoạn Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai Trước cuộc hôn nhân Không có tình yêu này Đưa tay lau giọt nước mắt đang còn đọng lại trên khóe mi Tuệ Nhi hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh, nhẹ nhàng nói ra từng câu từng chữ. Ly hôn thôi. Từ nay trở về sau, chúng ta không ai làm phiền đến cuộc sống của người kia. Tôi trả tự do cho anh đấy. Nói sau những lời này, cô mỉm cười với anh. Rõ ràng là đang cố gắng che giấu đi nỗi đau, nhưng mà ánh mắt lạnh trái ngược hoàn toàn. Cặp mắt đen của cô lúc này buồn thăm thầm, hai bờ mi sưng mọng lên bởi vì khóc quá nhiều nói ra được những lời này cô ắt hẳn đã lấy hết dũng khí mà mình có được có lẽ anh không biết cảm giác của cô khi biết tin rằng con đã mất lúc đó cô như chết lắm đầu óc quay cuồng chỉ biết nghĩ đến chuyện đi theo con cô cảm thấy thất bại với chính bản thân mình đứa con của cô đứa con cô mang trong bụng nhưng cô lại không thể bảo vệ được nó tỉnh dậy sau một cơn hôn mê dài Cô nằm cuộn tròn trên giường không nhúc nhích Cô khóc đến nỗi không thể thở được Trái tim cô đau đến mức như muốn ngừng đập Từ sâu thẳm trong tâm hồn Cô thấy vô cùng trống rỗng Cô đã không thể hoàn thành thiên chức làm mẹ Cảm giác đau đớn ấy vừa ngôi ngoai chưa được bao lâu Thì thêm một lần nữa bộc phát Khi mà cô nhìn thấy anh Cuộc hôn nhân của hai người bắt đầu từ một phía Khi được anh quan tâm Được anh lo lắng cô đã đắm chìm trong mộng tưởng mà không nhận ra sự thật là khốc liệt vô cùng. Cô ngủ ngốc lẽo đẽo theo anh, ở bên anh để nhận lại hồi đáp. Nhưng hồi đáp ấy chỉ là giả dối. Đứa con trong bụng cô do so một lần lầm lỡ mà có. Bây giờ con mất rồi. Cô nên giải thoát cho chính mình khỏi giấc mộng này. Từ khi bước vào phòng bệnh đến giờ, anh chưa nói được một lời hoàn chỉnh. Đối diện với cô, anh chỉ biết cúi gằm mặt xuống anh không thể nhìn thẳng vào đôi mắt của cô càng không thể nói ra cảm xúc thật của bản thân mình sao thế sao anh im lặng vậy anh vui mừng đến nỗi anh không nói nên lời sao em nghĩ anh là người tàn nhẫn như vậy sao tuệ nhi vậy anh muốn tôi phải nghĩ tốt cho anh như thế nào đây anh lừa dối tôi khiến tôi mất đi đứa con của mình Tưởng ấy chuyện không gọi là tàn nhẫn thì là gì? Ban phước chăng? Tuệ nhì à? Em... Tôi thua rồi. Tôi thua thật rồi. Không phải tôi thua cô ta. Mà là tôi thua chính bản thân mình. Từ trước đến nay tôi cứ tưởng rằng tôi hiểu anh. Hiểu anh hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Thậm chí tôi còn cho rằng tôi hiểu anh hơn chính bản thân mình. Nhưng mà tôi đã lầm. Tôi chưa một lần, chưa một lần bước vào thế giới của anh. Tôi luôn đứng ở bên ngoài thế giới ấy Trịnh Nhật Minh Anh quá đỗi bí ẩn Để tôi có thể tìm hiểu <laughs> Tôi thua thật rồi Anh đứng lặng không nói một lời Anh phải làm thế nào thì cô mới có thể hiểu Cô không hề đứng bên ngoài Cô chính là thế giới của anh Là tất cả những gì mà anh có Là điều tuyệt diệu nhất Mà cuộc sống nghiệt ngã này ban tặng cho anh Nhờ cô Anh dám mở lòng một lần nữa mới dám buông bỏ quá khứ để đi tiếp. Từ lâu cô trở thành tia hy vọng duy nhất là bến đỗ êm dịu nhất mà anh có thể dựa vào mỗi khi anh mỏi mệt. Nhưng hiện tại mọi thứ đều tan biến vào hư vô. Tuệ Nhi à? Em đã bao giờ hối hận khi lấy anh chưa? Lấy anh là lựa chọn của em. Em chả bao giờ hối hận bởi lựa chọn của mình. Không những thế, em còn cảm thấy mình may mắn may mắn ư đúng vậy ít nhiều em cũng biết tên anh nghe qua giọng nói của anh cũng như được trò chuyện cùng với anh cảm nhận được sự ấm áp từ anh được ở bên cạnh anh lâu đến như vậy chúng ta cứ như vậy mà kết thúc đi kết thúc trong sự tiếc nuối đi nghe những gì cô nói anh biết rằng cô đã thực sự muốn buông tay anh có muốn níu kéo cũng không thể bởi vì cô ở bên cạnh anh chỉ nhận lại hai từ đau khổ. Buồn bỏ là quyết định đúng đắn nhất cho cả hai. Đơn ly hôn chiều nay anh gửi đến cho em. Còn về tài sản, không cần, không cần. Tôi không muốn nợ anh bất cứ thứ gì. Kết thúc mọi chuyện càng nhanh càng tốt. Anh chưa nói dứt câu cô đã chen ngang. Lời nói lạnh lùng mà cô nói ra khiến cho anh không khỏi đau đớn. Anh gượng cười gật đầu một cái Rồi quay lưng rời đi Cô nhìn theo bóng của anh lặng lẽ khuất dần Sau cánh cửa phòng bệnh Mà tim của cô thắt lại Người đàn ông cô yêu sâu đậm đến như vậy Mà giờ đây lại phải buông tay Cô đưa tay đặt lên bụng phẳng lì của mình Nước mắt chảy dài trên gò má Cứ tưởng rằng Có được hạnh phúc trong tay Nào ngờ Cô vẫn chưa chạm đến Tuệ Nhi đưa mắt nhìn về phía cửa sổ ngắm nhìn bầu trời trong xanh ngoài kia nơi đây không còn níu giữ được bước chân của cô nữa rồi từng là nơi chất chứa bao kỷ niệm hoài bão hy vọng nhưng hiện tại chỉ còn lại một đống hoang tàn đổ nát đến lúc cô phải rời đi rồi rời khỏi phòng bệnh anh không trở về ngay mà ngồi xuống chiếc ghế băng dài đối diện với phòng cô mọi chuyện thực sự đã kết thúc ly hôn không phải là điều anh mong muốn hay sao?" Cô đã tự hỏi mình và nói ra câu đó. Cô tự nguyện buông bỏ, tự nguyện rời xa. Tại sao anh lại cảm thấy bức bối và khó chịu trong lòng chứ? Anh còn yêu cô, yêu cô rất nhiều. Lựa chọn ly hôn là điều khó khăn nhất đối với anh. Mặc dù anh cố gắng bằng nhiều cách, nhưng quá khứ là điều không thể thay đổi. Anh chỉ ước giá như thời gian quay ngược trở lại, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra sẽ không để hai người rơi vào tình cảnh khó xử này. Nhưng nếu như trên đời này có hai chữ giá như thì họ đâu phải chia lìa chứ. Nhật Minh hướng ánh mắt nhìn về phía phòng bệnh, có lẽ giờ đây cô đang khóc rất nhiều và đang tự dằn vặt bản thân về việc mất đi đứa con. Anh muốn đến bên cô, ôm cô vào lòng an ủi, nhưng lấy tư cách gì khi mà hai người sắp trở thành người dưng chứ? Sau ngày mai hai người chính thức đường ai nấy đi anh chỉ mong thời gian sau cô sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc và có một người yêu thương cô hơn anh nhật mình đứng dậy nhìn qua ô cửa kính nhỏ trên cửa phòng bệnh anh trầm ngâm bên ngoài ngắm nhìn gương mặt của cô lần cuối sau đó lặng lẽ rời đi chạy xe suốt một quãng đường dài cuối cùng anh trở về đến công ty ngà lưng trên chiếc ghế xoay trong phòng tâm trạng anh bây giờ dối bời Mở ngăn kéo tủ Anh lấy ra một tờ giấy Trên đó in đậm dòng chữ Đơn ly hôn Anh đã sớm chuẩn bị tờ giấy này Nhưng lại ngập ngừng mãi không ký Nhưng hiện tại Anh đã có thêm lý do Để đặt bút ký Cầm tờ giấy trên tay anh trầm ngâm hồi lâu Vừa định nhấc bút Thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra Trà mi từ bên ngoài bước vào Vẻ mặt cô ta vô cùng tức giận Thấy vậy anh nhanh chóng Giấu tờ giấy ly hôn Phong thái lãnh đạm Đợi xem cô ta đến đây Có lý do gì Tại sao Anh lại đổi người quản lý dự án chứ Thích Anh nói chuyện rõ ràng đi Tại sao lại để phó giám đốc thay thế anh Trong hợp đồng có khoản nào nói rằng Tôi bắt buộc phải tham gia dự án này không Việc đổi người thay thế quản lý Không ảnh hưởng đến tiến độ của dự án Càng không ảnh hưởng đến quyền lợi đôi bên Vốn dĩ ngay từ đầu dự án này Do phó giám đốc phụ trách Tôi chỉ là người giữa mặt giải quyết những vấn đề quan trọng Việc này đâu có liên quan gì đến cô Tại sao cô lại phản ứng gay gắt như vậy chứ Trà My im lặng trước câu hỏi của Nhật Minh Cại miệng cũng không hé răng nửa lời Cô nhất quyết đòi về Việt Nam Phụ trách dự án này Chỉ để được ở cạnh Nhật Minh Bây giờ đột ngột thay đổi người cùng quản lý Cô đương nhiên cảm thấy khó chịu Tuy nhiên cô ta không thể làm gì khác Bởi vì trong hợp đồng không hề yêu cầu Hay bắt buộc về việc Thay đổi Tại sao cô im lặng như vậy Cô không còn gì để nói sao Nhưng tại sao anh phải làm như thế Anh ghét em đến mức như vậy sao Đúng vậy Tôi không những ghét cô Mà còn ghét tầm một người nham hiểm như cô Nhìn thấy cô Tôi chỉ muốn tránh xa thôi Anh nói gì Anh nói em nham hiểm á à? Điều gì khiến anh nghĩ như vậy chứ Em thắc mắc về chuyện đổi người quản lý Cũng là sai à Nhìn vẻ mặt ngây ngô, vô tội của Trà My, anh không nhìn được mà bật cười thành tiếng. Lúc này anh cảm thấy bản thân mình thật là ngu ngốc khi đã từng đem lòng yêu một người con gái yêu mô nham hiểm như thế này. Ba năm chờ đợi của anh quả thật là uổng phí. Anh tự trách mình không nhận ra bản chất của Trà My sớm hơn mà đến tận bây giờ anh mới ngộ ra điều đó. Anh trả lời em đi chứ. Tối hôm qua, cô lấy điện thoại của tôi, nhắn tin nói với Tuệ Nhi bảo cô ấy đến đây, có đúng không? Câu hỏi chí mạng đâm trúng tim đèn của trà mi, hai vai của cô ta run lên nhẹ nhẹ, trong lòng tự chấn an để bình tĩnh đáp lại. Anh nói cái gì? Lấy điện thoại của anh nhắn tin cái gì? Em làm sao biết mật khẩu máy của anh mà nhắn? Vậy những dòng tin nhắn này là do ai nhắn chứ? Không lẽ tôi tự nhắn rồi tôi đổ lỗi cho cô à? Nhật mình đặt điện thoại trước mặt cô ta Nhìn dòng tin nhắn trong hộp thư thoại Sắc mặt cô ta trắng bệnh Trên chán bắt đầu lấm tấm phải giọt mồ hôi Dòng tin nhắn này quả thực Là do cô ta nhắn Hôm qua nhân lúc anh không để ý Cô ta bí mật nhắn tin cho Tuệ Nhi Và dàn xếp để cho Tuệ Nhi chứng kiến Cảnh hai người thân mật Tất cả đều do một tay cô ta sắp đặt Cô trả lời tôi đi Cô là người nhắn những dòng tin này có phải không? Chà mi mì giật mình bởi tiếng quát lớn của Nhật Minh đối diện với ánh mắt của anh cô ta biết bản thân mình không thể nói dối những câu hỏi được đặt ra vốn dĩ chỉ mang tính chất hỏi lấy tục lệ chứ thật ra anh đã biết tất cả rồi cô ta biết rằng mình không thể trốn tránh không thể biện minh cô ta đành phải nói ra sự thật đúng vậy em là người nhắn những tin nhắn này ai cho cô làm trò này hả đáng lẽ anh nên cảm ơn em mới đúng nếu như em không làm như thế anh đâu thể nào ly hôn với Tuệ Nhi Em làm như vậy Chỉ vì muốn tốt cho anh thôi Nhật mình nghe xong tức giận lắm Đập mạnh tay xuống bàn Tiến gần đến chỗ cô ta đang đứng Anh đưa tay bóp chặt lấy cổ của cô ta Ánh mắt của anh hằn lên Từng tia tức giận Chỉ vì sự giúp đỡ của cô Mà Tuệ Nhi gặp tai nạn giao thông Và khiến đứa con trong bụng cô ấy mất Cô có biết không Cái gì cô Mất con ư Đúng đứa con của chúng tôi đã mất rồi nghe xong khóe môi trà mi bất giác nở một nụ cười mãn nguyện đứa bé mất rồi tuệ nhi không còn lý do gì để níu giữ anh ta như vậy cô ta càng có nhiều cơ hội không phải đứa bé mất đi rồi anh được giải thoát hay sao cô nhật minh không ngờ cô ta lại tàn nhẫn đến mức như thế này cô ta không những không cảm thấy hối hận mà còn đang cười cợt trên nỗi đau của người khác nhìn vẻ mặt mãn nguyện của trà mi anh càng thêm tức giận lực siết tay cũng mạnh hơn anh buông em ra đi khó thở cô càng nói anh càng dùng lực mạnh hơn nhưng lý trí không cho phép anh làm chuyện trái với đạo đức nhật mình thả lòng tay trà mi được giải thoát lùi về sau vài bước cô ta hò lên vài tiếng thở hồng hộc tay đặt trước ngực mình liên tục hít thở anh dường như không để tâm đến tình trạng của cô ta ánh mắt đỏ ngầu đầy giận dữ, bàn tay nắm thành quyền, kiềm nén sự phẫn nộ. Lời nói rít qua từng kẽ rằng. Cút! Cô cút ra khỏi đây. Đừng để tôi thấy mặt cô. Nếu không, tôi không nương tay với cô đâu. Anh Minh, anh nghe em nói. Em thực sự không cố ý. Em chỉ muốn anh ly hôn với Tuệ Nhi. Chứ em không hề muốn hại con của anh. Không có ý ư. Cô chỉ cố tình thôi có đúng không? Anh Minh, không phải như thế. Tôi thật không ngờ Cô lại là loại rắn độc Độc ác đến như vậy Hai chúng ta từ nay không có quan hệ Còn về chuyện liên hôn Cô đừng bao giờ mơ tưởng tới nó Anh Minh Cút đi Cút Chả mì định lên tiếng giải thích rõ ràng mọi chuyện Nhưng Nhật Minh lại không chịu nghe cô ta nói Nhìn thái độ của Nhật Minh Cô ta biết dù có giải thích như thế nào Anh cũng không tin Nên cô ta đành lặng lẽ rời đi Cánh cửa phòng đóng lại Bầu không gian tĩnh lặng lại trở về với vị trí ban đầu của nó. Nhật Minh mệt nhoài ngồi trên ghế sofa. Anh nhắm nghiền mắt lại, cố gắng chấn an bản thân mình, nhưng lại không giảm bớt nỗi đau được bao nhiêu. Đơn ly hôn kia chiều nay, anh gửi đến chỗ cô, chấm dứt hoàn toàn cuộc hôn nhân của hai người. Rời khỏi văn phòng Nhật Minh, Trà mi đi dọc dãy hành lang dài với tâm trạng dối bời. Ý định ban đầu của cô là muốn Nhật Minh và Tuệ Nhi ly hôn Cô ta chưa bao giờ tính toán Với một đứa trẻ vô tội Biết tin Tuệ Nhi mất con Thực lòng cô cảm thấy vui mừng Vì từ bây giờ không còn lý do gì Để Tuệ Nhi níu kéo Nhật Minh Nhưng cô ta phải thừa nhận Bản thân không hề muốn Đưa bé đó mất đi Việc xảy thai của Tuệ Nhi là ngoài ý muốn Và ngoài dự đoán của cô ta Hiện giờ Nhật Minh đang cho rằng Do cô ta nhắn dòng tin ấy Khiến cho Tuệ Nhi nhìn thấy chứng kiến thấy hai người thân mật mới xảy ra tai nạn mặc dù đã cố gắng giải thích nhưng kết quả chỉ là con số không chả my nghĩ đến thôi nếu như anh cứ hiểu nhầm như vậy việc hàn gắn tình cảm của hai người sau này càng ngày càng khó khăn cô ta không để chuyện này xảy ra được nhất định phải nghĩ ra cách để giải thích mọi chuyện rõ ràng với nhật minh chiều muộn hôm đó tuệ nhi ngồi trên giường bệnh Ánh mắt hướng về phía cửa sổ Ngắm nhìn hoàng hôn bên ngoài Hiện tại trong cô chỉ cảm thấy một khoảng trống rỗng Không chỉ ở tim Mà còn ở nơi con cô từng phát triển Tuệ nhi đưa tay sờ lên bụng của mình Mi mắt rủ xuống nghẹn ngào nói Mẹ xin lỗi Xin lỗi vì không bảo vệ được con Xin lỗi Vì không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ Mẹ xin lỗi cô ôm chặt lấy bụng của mình nỗi đau mất con đang còn đó cứ dài dẳng bám theo cô đáng lẽ cô nên cẩn thận hơn nên bảo vệ đứa bé tốt hơn thì mọi chuyện đã không xảy ra nông nỗi này cô tự trách bản thân mình ngu ngốc yếu đuối không làm được chuyện gì ra hồn cả cô đúng là một kẻ vô dụng nước mắt lăn dài trên gò má hai mắt cô sưng đỏ bàn tay vẫn ôm lấy bụng ngay chính bản thân cô không thể nào an ủi mình trong lúc này vậy thì sao có thể vực dậy tinh thần chứ em đừng tự trách bản thân mình nữa mọi chuyện không phải là lỗi của em giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng tuệ nhi đưa mắt quay sang bên cạnh thì thấy minh thành đang tiến về phía của cô sợ làm anh lo lắng cô vội vàng đưa tay lau nước mắt anh cười ngồi xuống kế bên đưa tay xoa đầu cô Em không cần phải che giấu cảm xúc của mình. Nếu em muốn khóc ấy, em cứ khóc đi. Em muốn tức giận, em cứ tức giận đi. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Lúc này cô không kìm nén được cảm xúc của mình mà vỡ òa trong đau đớn, cô gục đầu vào ngực của anh và khóc nức lên. Em không thể bảo vệ được con mình. Em là một đứa vô tích sự, một đứa vô dụng anh à. Đến con của mình em không thể bảo vệ được vậy thì em sống trên đời này làm gì à anh tất cả đều là lỗi của em em đừng tự trách bản thân mình nữa chuyện này không phải là lỗi của em nhưng mà em đã không thể nào bảo vệ được con của em trong chuyện này em không hề có lỗi người phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho cái chết chính là minh và nhân tình của hắn em đã làm hết sức mình rồi điều em cần làm trước bây giờ chính là vực dậy tinh thần và tiếp tục sống Em không thể sống mãi trong quá khứ đau thương như vậy được Em hiểu ý anh Đúng chứ Cô có thể cảm nhận được những lời khuyên chân thành từ anh Nhưng để chấp nhận việc mất con là điều quá khó khăn với cô Đây cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai cô có thể làm được Cô cần có thời gian để định hình lại tất cả mọi thứ Và để cho nỗi đau này ngôi ngoai Tuệ nhì buông tay khỏi người anh Sụt xịt vài tiếng Và không nói thêm câu gì nữa Nhìn hành động của cô bây giờ Anh đoán Chắc là cô đã suy nghĩ về những gì anh nói Anh không thúc giục Mà lặng lẽ ngồi bên cạnh cô Đợi đến khi cô bình tâm trở lại Căn phòng lại trở về Với sự tĩnh lặng ban đầu của nó Mọi chuyện đã đi đến nước này Anh chỉ mong cô có thể đưa ra Một quyết định sáng suốt Bản thân anh không muốn ép cô phải làm theo ý của mình Nhưng nếu lựa chọn của cô Khiến cho cô đau khổ Thì anh chấp nhận bị cô ghét bỏ để có thể kéo cô ra khỏi nỗi đau này khoảng không gian tĩnh lặng kéo dài không được bao lâu thì bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa anh quay đầu nhìn về phía sau rồi nhanh chóng đứng dậy từ bên ngoài một cô y tá bước vào thấy anh cô ta lên tiếng có người nhờ tôi gửi cho bệnh nhân thứ này phiền anh nhận giúp cảm ơn cô người y tá đó nhanh chóng rời phòng và đóng cửa lại minh thành nhìn tập hồ sơ trên tay một cách khó hiểu anh mở ra bên trong đó là thứ gì bước chân anh chững lại đôi mắt không rời khỏi tờ giấy khi đọc được ba chữ đơn ly hôn anh ngẩng đầu lên nhìn cô ái ngại nhưng chưa kịp nói lời nào thì cô lên tiếng ngay là đơn ly hôn có đúng không anh sao em biết sáng nay anh mình có đến đây và em đã đề nghị ly hôn mình đã đến đây à rồi nó có làm gì hay nói gì làm em tổn thương không? Chuyện đó còn quan trọng đâu anh. Dù gì đơn ly hôn cũng được gửi tới đây rồi. Bọn em sẽ sớm kết thúc cuộc hôn nhân này. Anh đưa tờ giấy cho em. Minh Thành gật đầu đưa tờ giấy cho cô. Cô đưa mắt nhìn đơn ly hôn. Mọi thứ ở đây đều ổn thỏa và bên dưới đã có chữ ký của Nhật Minh. Tờ đơn này chỉ cần có chữ ký của cô là hoàn tất. Tuệ Nhi bất giác cười khổ bao nhiêu năm cô cố gắng nỗ lực cuối cùng nhận lại chính là lá đơn ly hôn này cô nén tiếng thở dài quay sang phía minh thành nói sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn anh có thể đưa em sang mỹ được không ạ đối với minh thành đây không phải là một yêu cầu mà là một thỉnh cầu đến từ em gái của anh có lẽ người con gái trước mặt anh bây giờ đã chịu quá nhiều tổn thương và không thể tiếp tục nên cô ấy mới buông tay là một người anh, anh sẽ vui mừng nếu như cô được hạnh phúc, còn nếu cô chỉ toàn chịu đau thương, anh luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay đón cô về với tình thương của gia đình. Anh nắm lấy đôi bàn tay gầy gò nhỏ bé rồi nói với cô: "Chỉ cần em muốn, anh luôn sẵn sàng giúp đỡ. Em nghỉ ngơi đi. Chuyện giấy tờ hộ chiếu, anh sẽ lo hết cho em." "Cảm ơn anh." Anh mỉm cười khẽ gật đầu. Rồi rời khỏi phòng bệnh Đi giải quyết một số công chuyện Sau khi anh đi Cô chỉ còn một mình với nỗi cô đơn Ngồi trên giường bệnh Nhìn đơn đi hôn thật lâu Chạm chú một hồi Cô lấy chiếc bút trong ngăn kéo Dứt khoát ký tên mình lên tờ giấy này Chậm dứt hoàn toàn Quan hệ của hai người Hai tuần sau Hà Nội chính thức đón những đợt gió đông lạnh lẽo Và cũng đón những cuộc chia ly dù mới chỉ hai tuần trôi qua nhưng đối với cô giống như hai năm dài đằng đẵng sau khi gửi đơn ly hôn ba ngày sau cô được xuất viện thay vì trở về nhà của nhật minh cô dọn đến sống cùng anh trai mình suốt hai tuần qua cô và anh không liên lạc không gặp mặt nhau nỗi đau mất con trong cô hiện đã ngôi ngoài và cô đã không còn bi quan nhiều như trước trong hai tuần cô quen dần với cảm giác không có anh bên cạnh cô tập làm quen với những thói quen mới tạo cho mình những mối quan hệ mới, một phần là để bắt đầu một cuộc sống mới, mặt khác, cô muốn quên đi anh. Để quên đi một người đã thành thói quen thật sự rất khó, nhưng cô đành phải chấp nhận, đành phải cố gắng. Cô không thể nào yếu đuối như trước, cô phải thay đổi bản thân và biết sống cho chính mình, như vậy mới có thể dễ dàng đi qua quá khứ đau thương. Hôm nay là ngày nhận tin từ tòa án về việc ly hôn giữa hai người. Vì đây là thuận tình ly hôn Nên thời gian thụ án rất nhanh Hai người đã được gọi lên tòa Để hoàn tất những thủ tục cuối cùng Tuệ Nhi bắt một chiếc taxi đến tòa án nhân dân thành phố Minh Thành cũng muốn đưa cô đi Nhưng cô từ chối Bởi cô muốn tự mình chấm dứt mọi chuyện Khoảng 30 phút sau Tuệ Nhi đứng trước tòa án Lúc này Nhật Minh cũng vừa đến nơi Bước xuống xe nhìn thấy cô đứng trước tòa án Anh dừng chân không bước tiếp mà lặng lẽ ngắm nhìn cô từ xa. Hai tuần không gặp, trông cô có vui vẻ, có sức sống hơn hẳn, không giống như xưa ở cùng với anh. Lúc nào cũng lo nghĩ những chuyện không đâu. Hôm nay cô diện một chiếc váy trắng tinh khôi, trông thật xinh đẹp. Xa anh cuộc sống của cô tốt hơn rất nhiều. Nhìn lại bản thân mình thì hoàn toàn ngược lại. Những ngày không có cô bên cạnh, anh như người mất hồn, không thể tập trung làm được chuyện gì đến nơi đến chốn. Dành khi nào thì uống rượu khi ấy, hết nghĩ đến cô lại nghĩ đến đứa con chưa chào đời mà tim anh đau thắt lại căn nhà của hai người khi vắng cô không giống một căn nhà nó trống trải tĩnh lặng đến kỳ lạ mỗi lần về nhà anh đều nhớ đến cảnh cô chạy đến ôm chầm lấy anh rồi cùng anh nói những chuyện vu vơ trong ngày anh nhớ đến những giây phút hai người ngồi trong phòng của con tưởng tượng ra cuộc sống gia đình êm ấm có anh có cô và những đứa nhỏ nhưng hiện tại nghiệt ngã đã phá tan giấc mộng anh và cô đang đứng trước cửa tòa án chỉ một khoảng thời gian ngắn nữa thôi hai người trở thành người dưng anh mới nghĩ đến việc bị cô phớt lò đi ngang qua nhau như người dưng đã khiến cho anh khó chịu có điều dù anh có làm gì cũng không thể nào thay đổi được nữa em đến lâu chưa cô quay đầu sang bên cạnh nhìn thấy anh đang đứng trước mặt mình Im lặng nhìn anh hồi lâu Dạo này anh gầy đi nhiều so với khi trước Có phải là do công việc tăng lên Khiến anh bỏ bữa hay không Câu hỏi ấy đột nhiên xuất hiện trong đầu của cô Có lẽ trở thành thói quen khó bỏ Nên cô vẫn còn quan tâm đến anh nhiều như vậy Tuệ Nhi Em không sao đấy chứ Tôi ổn Dạo này anh thế nào Chắc hẳn đang rất hạnh phúc Có đúng không Đối diện với cô anh chỉ còn cách gật đầu gượng gạo anh không thể cho cô biết rằng Thiếu cô, cuộc sống của anh thay đổi nhiều đến như thế nào Nó trống rỗng khiến anh lạc lõng Và chẳng muốn để tâm tới bất cứ chuyện gì khác Nhưng mà anh đành phải giấu kín trong lòng mình Chúng ta vào thôi Thủ tục ly hôn của hai người rất nhanh Bởi không hề có tranh chấp về tài sản hay con cái Khoảng chừng một tiếng sau Cả hai cùng bước ra khỏi tòa án Cùng một tờ giấy trên tay đối diện với nhau ai nấy đều khó xử không biết phải mở lời như thế nào nói đúng hơn là họ không còn gì để nói anh quay sang phía cô vẫn giọng nói ân cần ấy đề nghị để anh đưa em về nhé dạ không cần tôi không muốn làm phiền đến anh bây giờ chúng ta không còn quan hệ gì nữa anh cũng không cần quan tâm tôi như vậy nhưng mà anh muốn đi cùng cô một lần nữa không phải để níu kéo mà chỉ là muốn có thời gian bên cô trước khi cả hai xa nhau. Còn cô lại muốn chấm dứt ngay tại đây, càng dây dưa càng cảm thấy mệt mỏi. Cô nhìn anh, đôi mắt đen láy ẩn chứa nhiều tâm tình. Trước kia anh từng hỏi tôi một câu, nếu như anh có làm chuyện gì sai, tôi nhất định sẽ tha thứ cho anh. Có đúng không? Đúng vậy. Và em đã trả lời là có. Tôi sẽ giữ lời hứa của mình Những chuyện anh gây ra cho tôi Ngay cả việc mất con Tôi cũng tha thứ cho anh Bây giờ chúng ta không ai nợ ai Tôi mong anh hạnh phúc Nói xong cô quay lưng rời đi Không một lần ngoảnh lại Câu nói mong anh hạnh phúc Là điều cuối cùng cô có thể làm cho người mình từng rất yêu Dù đã dặn lòng phải mạnh mẽ Cứng rắn vượt qua Nhưng tại sao nước mắt cô vẫn lan dài trên má Khoảnh khắc cả hai cùng đồng ý ly hôn, cùng ký vào tờ giấy đó. Tim cô quặn đau, tay run đến nỗi không cầm được bút. Có điều ở trước mặt anh, cô không cho phép bản thân mình yếu đuối. Dù thế nào hai người cũng đã ly hôn rồi. Từ nay về sau, không còn là gì của nhau nữa. Anh đứng trồn trần ở đó, nhìn bóng cô khuất dần vào dòng người tấp nập. Mọi thứ thật sự đã kết thúc. Đơn ly hôn trên tay bị anh vò nát đến nhầu nhĩ Người con gái anh yêu đã rời xa vòng tay của anh Sau này nếu có cơ duyên gặp lại Chỉ mong cô có thể sống hạnh phúc Bên cạnh một người tốt hơn anh Tuệ Nhi bắt taxi trở về nhà Suốt quãng đường cô lặng thinh Tựa đầu ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính Hà Nội bây giờ đã vào đông Nhưng vẻ đẹp của nó không hề thay đổi Giống như những kỷ niệm mà cô từng có dù hiện tại đổ vỡ ra sao Đau thương đến thế nào Thì trong quá khứ Cô cũng đã từng có những giây phút hạnh phúc Khi bên anh Chỉ là không thể cùng nhau Đi đến cuối đời Khoảng 20 phút sau Chiếc taxi dừng lại trước mặt Một căn nhà cổ Trả tiền xe xong tụi nhi nhanh chân bước vào Cứ tưởng Minh Thành đã đi làm Nào ngờ vừa bước vào phòng khách Cô đã nghe thấy giọng nói của anh Em về rồi đi à Dạ vâng, em cứ tưởng anh đến công ty làm việc. Sao bây giờ anh còn ở nhà? Công việc ở công ty giải quyết xong rồi, anh mới về. Thế nào? Chuyện ly hôn đến đâu rồi? Ừm. Bọn em kết thúc rồi anh ạ. Đơn ly hôn cũng hoàn tất rồi. Từ bây giờ chúng em không còn quan hệ gì với nhau nữa. Minh Thành im lặng nhìn cô không nói, dường như trong lời nói của cô, anh cảm nhận được sự tiếc nuối và đau thương cô đang còn tình cảm với nhật minh đây là điều anh có thể khẳng định khi nhìn thấy ánh mắt cô chăm chú nhìn một tờ giấy ly hôn trên tay anh không ngờ em gái của mình lại là một người si tình đến như vậy nhưng rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả mọi thứ quyết định lần này của cô là đúng đắn em đừng buồn nữa giải thoát cho mình khỏi một cuộc hôn nhân không tình yêu em phải vui lên chứ thế tối nay em muốn ăn gì anh mua cho em Dạ không cần đâu Tối nay em muốn ăn cơm nhà Nếu vậy thì tối nay Anh nấu những món mà em thích nhé Anh mà biết nấu á Tất nhiên anh trai của em vô cùng xuất sắc Cô bật cười trước lời nói dí dòm của anh Thấy cô vui vẻ hơn Anh cũng an tâm phần nào Suốt mấy ngày qua Cô cứ gắng gượng Giả bộ bản thân mình ổn Nhưng đến bây giờ Anh mới thấy được chữ ổn Trên gương mặt của cô Anh này chuyện đi mỹ bao giờ thì chúng ta đi ạ à? em nôn nóng đến như vậy sao không phải là em nôn nóng em chỉ muốn biết thôi anh đã hoàn tất xong toàn bộ giấy tờ và thủ tục ba ngày nữa chúng ta bay vậy em có cần phải làm gì không ạ à? không cần việc duy nhất của em bây giờ là nghỉ ngơi giữ sức khỏe để cho tinh thần của em phấn chấn là được tuệ nhi gật đầu mỉm cười với anh cuối cùng sau tất cả tan vỡ thì gia đình vẫn là nơi duy nhất cô có thể về, có thể dựa vào. Còn đối với Nhật Minh, sau khi rời khỏi tòa án nhân dân, anh lái xe đến viện dưỡng lão gặp mẹ. Bây giờ anh không còn tâm trí dành cho công việc, về nhà với ngôi nhà trống rỗng, anh chỉ cảm thấy nhàm chán. Anh cần một nơi để giải bày tâm sự. Sau hơn 30 phút đi đường, chiếc xe dừng lại trước viện dưỡng lão Hạnh Phúc, đỗ xe vào bãi anh mang giỏ hoa quả chuẩn bị từ trước bước vào bên trong âm thanh cót két của tấm bàn lề dì sát vang lên bà thanh ngồi đối diện cửa sổ ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía xa xăm đứng bên cửa nhìn bà hầu như lần nào đến đây anh cũng bắt gặp cảnh tượng này anh không hiểu bầu trời xanh rộng lớn ảm đạm ngoài kia có cái gì thú vị bà mẹ anh lại ngắm nhìn nó như vậy dù là bình minh hay hoàng hôn bà vẫn luôn thích ngắm nhìn một cách chăm chú anh tiến đến chỗ bà anh đặt giỏ trái cây lên bàn rồi hỏi bà mẹ à sau ngày nào mẹ cũng ngồi ở đây bầu trời có cái gì đáng để ngắm chứ chỉ cần nó xứng đáng để ngắm ấy, thì cần gì đến lý do hả con mẹ nói như vậy là sao ạ à? nó giống như việc con yêu một người nếu như con biết lý do vì sao con yêu người đó thì con lại biết cách dừng lại trên đời này ta không nhất thiết phải tìm hiểu rõ lý do ngọn ngành chỉ cần trái tim rung động có cảm xúc thì tất cả lý do đều trở thành vô nghĩa đấy con nhìn bầu trời kia mà xem nó trong xanh nó rộng lớn đủ để chứa đựng nỗi đau muộn phiền trong con trong tâm con cảm thấy an nhiên thì cuộc sống khắc nghiệt bỗng hóa vô thường anh nhìn theo hướng chỉ tay của bà Nhìn lên bầu trời trong xanh kia, quả là nó đủ lớn để chứa đựng những đau đớn mà anh phải trải qua. Là một điều gì đó đôi khi không cần phải biết rõ lý do, chỉ cần có cảm xúc là đủ. Quyết định đến đây để tìm được sự bình an của anh là một quyết định đúng đắn. Mẹ ơi, nếu bầu trời không đủ lớn để chứa đựng nỗi đau của tất cả mọi người thì sao hả à mẹ? Làm gì có chuyện nó không chứa hết. Nhưng trên thế giới nhiều người như vậy Mỗi người có một nỗi niềm Họ đều gửi lên bầu trời Thì nó đâu thể nào chưa hết ạ à? Nếu không thể chưa hết Là do nỗi đau trong lòng quá lớn con ạ à. Vốn dĩ Nó đã chưa hết Nhưng bản thân lại cảm thấy không đủ Tất cả đều do suy nghĩ Của mỗi người Anh chỉ nghe và không đáp Thật ra bầu trời kia Chỉ là tấm chắn bên ngoài Che giấu đi nỗi đau Sự yếu đuối của bản thân mỗi người con người nói chỉ cần nhìn lên bầu trời rồi gửi nỗi niềm vào nó thì lại cảm thấy bình yên nhưng không phải nếu trong lòng có bão tố dù bầu trời kia trong xanh đến đâu cũng không thể nào chất chứa được còn khi đã chấp nhận đối mặt thì dông bão cũng hóa an nhiên bà hôm nay con không đi cùng với tuệ nhi sao à, à dạ cô ấy có việc không thể đến được ạ à? mẹ đừng buồn cô ấy Sao mẹ có thể buồn con bé được chứ Mẹ thương Nhi còn không hết Lần trước con bé đến thăm mẹ Mẹ với nó nói chuyện hợp tính nhau lắm Nhi nó ngoan ngoãn lễ phép Lại biết quan tâm người khác Còn may mắn lắm ấy, Mới cưới được nó đấy Nhớ là phải trân trọng Biết chưa Dạ vâng Con biết rồi Mà con bé đang mang thai đúng không Phụ nữ mang thai tinh thần bất ổn lắm Con đừng suốt ngày công việc bỏ bê gia đình Con phải quan tâm đến Tuệ Nhi nhiều hơn vâng con nhớ rồi mẹ ừ nhớ được là tốt nhìn nụ cười hạnh phúc trên môi của bà anh không nỡ phá vỡ nó dạo gần đây sức khỏe của bà mới có tiến triển tốt anh không muốn nói ra chuyện anh và cô ly hôn để tránh ảnh hưởng đến tinh thần của bà còn chuyện đứa bé càng không thể nói ra anh đã đánh mất người con gái mình yêu nhất để mất đứa con chưa chào đời hiện tại mẹ là gia đình duy nhất của anh anh không thể để chuyện bất chắc nào xảy đến với bà. Ngồi lại trong viện dưỡng lão nói chuyện với mẹ một lúc lâu, anh rời đi lái xe đến công ty. Thủ tục ly hôn đã hoàn tất, cũng đến lúc anh giải quyết những chuyện còn lại. Đứng trước văn phòng, anh trần trừ giây lát, sau đó đẩy cửa bước vào. Trước khi đến đây, anh có gọi điện cho ông Phú, nên hiện giờ ông đang ngồi đợi anh. Con đến rồi ạ. À? Nhìn thấy anh đến, ông phú đứng dậy niềm nở chào hỏi anh không đáp lại trực tiếp ngồi xuống vào thẳng vấn đề việc ly hôn giữa tôi và tuệ nhi đã giải quyết xong rồi nếu vậy thì tốt thế còn chuyện cổ phần thì sao tôi sẽ chuyển nhượng cho ông đồng thời cho ông hưởng một phần ba lợi nhuận từ dự án công ty đang tiến hành tuy nhiên tôi có hai điều kiện con còn muốn điều kiện gì không phải bố đồng ý không liên hôn rồi sao Đừng để bố phải đổi ý Tôi thách ông đấy Bây giờ tôi và Tuệ Nhi ly hôn rồi Con của chúng tôi không còn Tôi không còn gì để mất Cho nên ông đừng dở giọng điệu đó đối với tôi Ông Phú im bặt không dám hó hé Dù không quá thân thiết Nhưng dẫu sao ông cũng là bố ruột của anh Nên phần nào hiểu được tính cách của anh Ông cười hiền Gật đầu vào nhún nhường Ừ thôi được Hai điều kiện đó là gì Con nói ra đi Bố nhất định đồng ý Đầu tiên, sẽ không có bất kỳ việc liên hôn nào diễn ra. Thứ hai, tôi muốn có tập hồ sơ mật kia. Và ông phải đảm bảo thông tin không được dò dỉ ra bên ngoài. Ừ, được thôi. Tập hồ sơ đó, bố gửi đến cho con sau. Tôi muốn nó ngay bây giờ. Ông Phú không phải là người đơn giản. Tập hồ sơ đó không chỉ có anh và ông ta, mà Trà My cũng biết đến. Nên không thể để ông ta giữ tập hồ sơ đó lâu được. Nhìn thấy phản ứng ngay gắt của anh, ông phú gật gù mấy cái rồi lấy điện thoại gọi điện cho trợ lý căn phòng dần trở nên tĩnh lặng cả hai người đều không nói với nhau một tiếng nào khoảng hai mươi phút sau bên ngoài có tiếng gõ cửa nhật minh lên tiếng vào đi thư ký hải bước vào trên tay còn cầm theo một tập hồ sơ đưa cho anh rồi nói giám đốc có người nhờ tôi gửi cái này cho anh nhật minh cầm tập hồ sơ gật đầu ra hiệu sau khi thư ký hải rời khỏi anh mở tập hồ sơ kiểm tra một lần nữa khi chắc chắn đây là thứ mà mình cần anh mới quay sang phía ông phú nói ông có chắc là tập hồ sơ này chưa hề bị dò dỉ ra bên ngoài không nếu như bố muốn công khai thì bố công khai lâu rồi một khi tập hồ sơ này bị phát tán ra bên ngoài thì không chỉ con mà ngay cả danh dự của công ty bố đều bị ảnh hưởng con yên tâm Bố là một người giữ đúng lời hứa của mình. Ông ta vừa nói vừa cầm giấy tờ chuyển nhượng trên tay với vẻ mặt vô cùng thích thú. Giao dịch cũng đã hoàn thành, cả đôi bên cùng có lợi. Bố không làm phiền con nữa. Dứt lời ông phu đứng dậy rời đi, ngồi một mình trong căn phòng vắng, Nhật Minh thẫn thờ nhìn tập hồ sơ trên tay, anh bất giác mỉm cười. Chỉ vì sự xuất hiện của nó mà anh đánh mất gia đình của mình. Anh nhắm nghiền mắt, đầu óc mơ hồ, chẳng thể nào nghĩ ngợi được gì. Mọi thứ xảy ra với anh giống như một cơn ác mộng. Ngả lưng trên ghế. Sau đó anh đứng dậy thu xếp lại văn kiện, rồi bước ra khỏi phòng. Đến văn phòng phó giám đốc. Anh đưa tay lên gõ cửa. Mời vào. Cái gì đấy? Anh nén tiếng thở dài, nhìn Hải Nam. Toàn bộ những giấy tờ liên quan đến dự án lần này. Thế á, Lần sau mày không cần được đích thân mang đến đây đâu Cứ đưa cho thư ký là được Đây là lần cuối tao đưa cho mày Nên tao muốn đích thân Mày cứ đùa Tao với mày còn làm việc cùng nhau dài dài Lần cuối lần cuối là như thế nào Tao không đùa đâu Tao đang rất nghiêm túc Ngày ngữ điệu cùng nét mặt nghiêm nghị của Nhật Minh Hải Nam biết lời anh nói là không nói dối Nụ cười trên môi chợt tắt Thay vào đó là bầu không khí căng thẳng Tại sao thế Lần cuối là như thế nào Thì mày biết rõ rồi Tuệ Nhi và tao cũng ly hôn rồi Tao không muốn có bất cứ thứ gì Liên quan đến trả mi nữa Thế sau này mày định làm gì Công ty này là tao và mày cùng nhau thành lập lên Mày là người có công nhiều nhất Đâu phải muốn bỏ Là mày bỏ chứ Tao không bỏ đâu Chỉ là tao chuyển sang một nơi khác Ý mày là Không phải công ty của chúng ta đang còn một chi nhánh ở quận 12 sao? Lần trước vì để tập trung vào dự án lần này, nên đã dừng hoạt động ở bên đó. Bây giờ ta muốn sang bên đó phát triển, vừa để tăng thêm doanh thu cho tổng công ty, vừa để tránh mặt trà mi. Một công đôi việc, tốt quá còn gì. Hải Nam im lặng không đáp, anh đàn hai tay lại với nhau, trầm ngâm suy nghĩ. Ngoài công ty mà hai người đang quản lý ra, thì còn có một chi nhánh khác đang hoạt động. Tuy nhiên hiện tại nó đang phải tạm dừng để tập trung nguồn lực vào tổng công ty. Hải Nam cảm thấy quyết định lần này của Nhật Minh cũng tốt và cho dù nó không tốt đi chăng nữa thì anh không thể nào ngăn cản bạn mình được. Anh nhìn Nhật Minh hồi lâu sau đó gật đầu một cái. Sao bên đấy làm việc mày đừng có quên tao đấy nhá. Toàn bộ quyết định ở chi nhánh bên đấy. Tao giao hết cho mày đấy. Cảm ơn mày. Nhật Minh vỗ vai Hải Nam mấy cái sau đó vui vẻ rời khỏi văn phòng. Bước chân đến ngưỡng cửa Giọng nói của Hải Nam vang lên Khiến cho anh dừng bước Này Quyết định của mày tao luôn nghe theo Có điều mày nên nhớ Chúng ta không thể trốn tránh thực tại mãi được Rồi đến một lúc nào đó Mày phải đối mặt Đừng biến mình thành một kẻ hèn nhát Nhật Minh chỉ nghe không nói Và cứ như vậy bước đi Rõ biết rằng phải đối mặt Nhưng ở thời điểm hiện tại anh chưa đủ dũng khí Bản lĩnh để có thể đương đầu với nó anh cần có thêm thời gian để chấp nhận mọi chuyện sắp xếp công việc ổn thỏa ở công ty nhật minh trở về nhà nghỉ ngơi mỗi ngày đều có cô ở nhà đợi anh trở về nhưng hôm nay chỉ còn lại khoảng không tĩnh lặng lê từng bước chân bên ngoài lên cầu thang anh vào căn phòng mà bản thân đã từng chuẩn bị cho những đứa con của mình nhìn hai chiếc nôi nhỏ cùng những món đồ chơi mới tinh hài hốc mắt anh đỏ hoe chực cháo như sắp khóc anh từng nghĩ đến cảnh nô đùa cùng với các con cùng cô chăm sóc nuôi chúng trưởng thành nhưng giấc mơ đẹp ấy đến bây giờ không còn nữa thay vào đó là thực tại khốc liệt đứa con anh hằng mong ước đứa con anh luôn mong chờ đã ra đi mãi mãi anh từng mơ ước được một lần ôm con trong lòng thế rồi chính anh là người phá vỡ giấc mơ của chính mình anh tiến đến chiếc nồi nhỏ nhắn, nhìn những thứ mình đã mua, miệng lẩm bẩm nói nhỏ. "Bố xin lỗi, tất cả đều là lỗi của bố, tại bố mà con không thể chào đời, chính bố đã tước đi quyền được sống của con, tất cả là lỗi của bố." Anh ngồi gục xuống đất, hai tay đan vào tóc, cảm giác tội lỗi chi phối toàn bộ tâm trí của anh ngày chính bản thân anh lúc này cũng rất mông lung và chỉ có thể ao ước giá như có hai chữ giá như ba ngày sau tại sân bay nội bài tuệ nhi ngồi hàng ghế chờ minh thành đi làm thủ tục sau hơn ba ngày chờ đợi cuối cùng cũng đến lúc cô rời khỏi đây tuệ nhi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt hà nội là nơi chứa đựng rất nhiều kỷ niệm của cô buồn vui đau thương hay hạnh phúc đều có đủ đây là nơi cô đã từng có một gia đình êm ấm cùng với bố mẹ và đã từng có một khoảng thời gian dài bên cạnh người cô yêu. Rời khỏi đây là một quyết định khó khăn. Nhưng trên đời này không có gì là mãi mãi. Quả thực nơi đây đã từng khiến cô hạnh phúc nhưng nó cũng đã từng khiến cô rơi vào bi thương. Tuệ Nhi ơi, chúng ta đi thôi em. Máy bay sắp cất cánh rồi. Cô gật đầu, sau đó cùng với Minh Thành kéo vali rời đi. Đi được vài bước chân, cô dừng lại, quay đầu lại nhìn mọi thứ thêm một lần cuối. Em còn vương vấn điều gì sao? Ở đây, em đã từng có rất nhiều kỷ niệm. Nhưng đó đều là những kỷ niệm không vui. Đã là quá khứ, em để cho nó ngủ yên đi. Em hãy sống cho hiện tại và tương lai. Cô im lặng không đáp, nhận ra cô còn đắn đo anh nói thêm em thay đổi quyết định bây giờ đang còn kịp đấy dạ không em không thay đổi quyết định chúng ta đi thôi dứt lời cô bước nhanh về phía trước bỏ lại đằng sau những kỷ niệm những điều đã khiến cô dành cả thanh xuân để chờ đợi thấy được sự quyết tâm của cô anh cũng an tâm hơn phần nào rồi nhanh chóng đi theo cô cho dù lòng còn vương vấn nhưng ở đây cô chỉ nhận lại đau thương ra đi có lẽ là quyết định đúng đắn nhất để cô có một cuộc sống tốt hơn và quên đi những gì xảy ra trong quá khứ. Bảy năm sau Bảy giờ ba mươi tối tại công ty Hoàng Minh bên ngoài ồn ào náo nhiệt phóng viên đứng tụ lại thành nhiều tốp người tiếng máy ảnh vang lên không ngừng mọi ánh đèn đều tập trung về phía cổng công ty sau bảy năm khởi công xây dựng dự án ở quận bảy của công ty Hoàng Minh và bên đối tác DCT cuối cùng cũng thành công và được đưa vào sử dụng. Có điều nhân vật chính hôm nay không phải Nhật Minh, mà là Hải Nam. Hiện tại Nhật Minh đang quản lý công ty ở chi nhánh 2. Dự án thành công vang dội như vậy đều nhờ công sức của Hải Nam. Hoàn tất xong toàn bộ chuyện ở bên ngoài, cũng như phỏng vấn toàn bộ phóng viên. Mọi người cùng nhau trở lại công ty dự tiệc. Một ngày trọng đại như vậy chắc chắn Nhật Minh không thể vắng mặt. Anh mua quà chúc mừng công ty, để trong văn phòng rồi đến dự tiệc cùng với mọi người. Hôm nay có nhiều đối tác quan trọng nên Hải Nam khá bận rộn, anh phải đợi rất lâu mới có cơ hội nói chuyện riêng với bạn mình. Hai người đi tới một chỗ vắng khách, Nhật Minh là người mở lời trước. "Chúc mừng mày, dự án lần này thực sự rất xuất sắc. Mày không phải khen đều, dự án lần này một phần là do mày ký hợp đồng được, tao chỉ là người tiếp tục thực hiện thôi. Mày không cần phải khiêm tốn." Nhờ có mày mà danh tiếng của công ty Tăng lên đáng kể đấy Tao mới là người phải nói câu đó Mày chỉ mới quản lý chi nhánh hai của công ty được 7 năm Mà lại thu về Vô cùng nhiều lợi nhuận Một công trình lớn nhỏ trong thành phố Tao đúng là khâm phục mày thật đấy Thế thì chúng ta hòa nhá Hai người nhìn nhau mỉm cười Rồi không nói thêm lời nào nữa 7 năm qua Nhật Minh toàn tâm toàn ý Lo cho công ty ở chi nhánh 2 Thi thoảng hai người có gặp nhau Nhưng chưa lần nào Hải Nam Thấy Nhật Minh vui vẻ Sau khi ly hôn với Tuệ Nhi Nhật Minh như biến thành một con người hoàn toàn khác Ít giao tiếp với bên ngoài hơn Sáng làm việc ở công ty đến muộn Rồi sau đó đến thăm mẹ Và cũng không ít lần Hải Nam phải vào bệnh viện thăm Nhật Minh Bởi vì chứng đau dạ dày của anh Mặc dù đã dùng hết lời Để khuyên can Nhưng Nhật Minh không thay đổi Anh vẫn cố chấp như vậy là một người bạn hải nam không thể nào để nhật minh tự hành hạ bản thân nhưng ngặt nỗi anh lại chẳng thể nào làm gì khác mày đã tìm được cô ấy chưa câu hỏi của hải nam vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người nhật minh quay sang nhìn bạn mình gượng gạo nói bạn vô âm tín mày à chắc là giờ này cô ấy đang hạnh phúc ở một chân trời mới tại sao mày lại nói như vậy nhỡ như cô ấy không hạnh phúc thì mày nghĩ như thế nào chắc chắn cô ấy đang rất vui chỉ cần không ở bên cạnh tao là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với cô ấy hải nam thở dài bó tay với sự cứng đầu của bạn mình dù không biết tập hồ sơ năm ấy có gì quan trọng mà khiến cho nhật minh phải từ bỏ hạnh phúc của mình nhưng đã qua một khoảng thời gian dài như vậy rồi mà nhật minh vẫn tự trách bản thân hải nam nhìn bạn mình như vậy anh cũng cảm thấy khó chịu thay. Đôi lúc chỉ muốn đánh cho vài cái vào mặt để cho anh có thể tỉnh táo hơn. Chợt nhật mình vỗ vai Hải Nam. Thôi thôi, ra ngoài kia tiếp khách đi. Tao đi về đây. Sao mày về sớm thế? Tiệc mới bắt đầu mà. Tao không có hứng thú. Với lại ở nhà còn mấy giấy tờ chưa giải quyết. Dù sao, tao chúc mừng mày vì dự án thành công. Tao về đây. Này, tao chưa nói xong. Cái thằng kia. Nhật Minh vẫy tay mấy cái rồi tạm biệt Cứ như vậy bước đi Mặc kệ cho Hải Nam ở đằng sau Gọi anh ở lại Đúng là cái thằng cứng đầu Hải Nam nhìn theo bóng anh khuất dần Mà lắc đầu ngao ngán Miệng lầm bầm vài câu Nếu có cơ hội chắc chắn Hải Nam Sẽ đánh cho anh mấy cái Để giải tỏa cơn tức giận trong lòng bấy lâu nay Ra khỏi công ty Nhật Minh xuống bãi đậu xe Chuẩn bị rời đi Chợt giọng nói của một cô gái vang lên anh Minh Anh quay đầu lại Nhìn thấy Trà My đang đứng sau lưng anh từ bao giờ Suốt 7 năm qua không ngày nào Trà My không tìm đến anh Mặc dù đã nhiều lần nói rõ ràng tình cảm Nhưng mà cô ta vẫn cố chấp không chịu từ bỏ Anh cảm thấy thực sự rất khó chịu Khi luôn bị cô ta làm phiền Trà My nhanh chân tiến tới chỗ anh Niềm nở Anh Minh Khi nãy em thấy anh trong bữa tiệc của công ty Mà anh đang nói chuyện với Hải Nam nên em không có cơ hội chào hỏi Cô có chuyện gì? Vào thẳng vấn đề luôn đi Cô muốn gặp tôi để làm gì? Cũng không có gì Em chỉ muốn mời anh tối nay Ăn tối với em có được không? Chà mi Tôi phải nói bao nhiêu lần Thì cô mới chịu hiểu à? Tôi và cô đã kết thúc Cho dù cô cố gắng như thế nào Tôi không yêu cô Tôi không hề yêu cô Làm ơn đi Đừng quấy dày cuộc sống của tôi Giật lời anh quay người Định mở cửa xe rời đi Thì bị trả mi ngăn cản Cô ta tức giận Đóng sầm cánh cửa xe của anh và lớn tiếng Tại sao chứ Tại sao không thể cho em một cơ hội Em giải thích rõ ràng với anh Rằng chuyện đó không hề em cố ý Anh và cô ta ly hôn được 7 năm rồi Nhưng tại sao anh cứ luôn cố chấp hả Anh làm như vậy Liệu rằng cô ta có quay lại với anh không Anh quên quá khứ đi Hai chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không anh Cả đời tôi à Chỉ ở một mình Vũ Tuệ Nhi Cô cũng mau từ bỏ tình yêu của mình đi Tình yêu này Nó chẳng đi đến đâu đâu Nói rồi anh lên xe rời đi Để trám mi ở lại một mình Cô nhìn theo xe anh Tay của cô nắm chặt thành quyền Suốt 7 năm qua cô không ngừng nỗ lực Theo đuổi anh Làm đủ mọi cách để có thể hàn gắn tình cảm của hai người Có điều trái tim của anh Chỉ luôn có hình bóng của Tuệ Nhi Dẫu biết chồng quá khứ bỏ rơi anh Là lỗi lầm của cô Nhưng cô nhận ra bản thân mình yêu anh rất nhiều Bởi vậy cô mới quyết tâm Trong suốt 7 năm qua 7 năm Một khoảng thời gian dài Nhiều lần bị anh từ chối Cô vẫn không từ bỏ Cô ta không tin với bao nhiêu nỗ lực như vậy Anh lại thờ ơ không để tâm tới Dù sao anh và Tuệ Nhi không còn quan hệ Có lẽ giờ này cô ta đang hạnh phúc Ở bên người mới và cô vẫn còn cơ hội. Tại New York, 8 giờ 30 phút sáng, trong một căn nhà nhỏ nơi góc phố Thanh Bình, Tuệ Nhi mở cửa ngắm nhìn thành phố vào buổi sáng. Đây là một trong những thành phố phồn hoa bậc nhất của nước Mỹ. Cô nhắm nghiền mắt lại, đón những cơn gió thổi nhẹ, làm bay mái tóc mềm. Thật không ngờ, cô lại gắn bó với thành phố này, được gần 7 năm sang bên đây cô có một cuộc sống tốt hơn kiếm được một công việc ổn định và không còn đắm chìm trong đau thương như trước tuy nhiên để có được một cuộc sống như hiện tại cô đều nhờ minh thành giúp đỡ đôi lúc cô cảm thấy mình quá dựa dẫm vào anh trai chuyện gì cũng nhờ đến anh giải quyết và có khi cô lại trở thành gánh nặng của anh trong những năm qua anh luôn ở bên cạnh giúp đỡ động viên cô mà quên đi hạnh phúc của chính mình cô nghĩ đã đến lúc bản thân phải tự bước đi bằng chính đôi chân của mình, cô không muốn trở thành gánh nặng của bất kỳ ai. Tuệ Nhi hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí trong lành rồi trở lại phòng thu dọn quần áo. Trên mặt bàn có hai tấm vé máy bay bay về Việt Nam, được anh chuẩn bị từ trước. Để đưa ra quyết định này, cô phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Cuộc sống ở đây thực sự rất tốt, nhưng New York không phải là nơi cô có thể phát triển. Trở về Việt Nam cô có nhiều cơ hội hơn ở đây một phần vì đồng điệu trong ngôn ngữ một phần cô muốn dành nhiều thời gian chăm sóc con của mình mẹ ơi mẹ từ bên ngoài giọng nói của một đứa trẻ vang lên đúng là chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng cô vừa gấp quần áo vừa đáp lại tiếng gọi ơi mẹ đây kiệt sóc con phải cẩn thận chứ đừng có chạy nhảy ngã bây giờ cánh cửa phòng mở ra một cậu nhóc chừng năm sáu tuổi chạy ùa vào ôm lấy chân đứa nhóc nhìn mẹ mẹ nheo mẹ ơi sóc gấp gọn hết quần áo rồi mẹ cho sóc đi chơi nhá. sóc của mẹ ngoan quá nhanh như vậy mà con làm xong hết việc mẹ giao rồi à nhưng mà hôm nay mẹ không thể đưa con đi chơi được tại sao thế ạ à? mẹ ơi sóc làm gì không đúng à không phải con có nhớ mẹ nói rằng hôm nay chúng ta phải đến một nơi mà nơi nó rất đặc biệt không? Dạ vâng ạ. À. Chính vì phải đến một nơi đặc biệt nên mẹ không thể đưa con đi chơi được. Con hiểu ý của mẹ chứ? Con hiểu rồi ạ. À. Ừ, sóc của mẹ ngoan lắm. Cô thơm nhẹ lên cái má phúng phính dễ thương của sóc rồi đặt nó ngồi xuống giường và tiếp tục sắp xếp đồ đạc. Cô sóc ngoan ngoãn không quấy giày mẹ mà lấy đồ chơi của mình ra nghịch. Nó vừa chơi vừa hỏi. Mẹ ơi, bác thành có đi cùng với chúng ta đến nơi đặc biệt không ạ không còn ạ à, lần này chỉ có hai mẹ con chúng ta đi thôi thế tại sao bác thành lại không đi cùng ạ à? bác thành rất luận chúng ta không nên làm phiền bác chuyến đi lần này là bí mật giữa hai mẹ con mình còn nhớ không được nói với bác thành rõ chưa rõ rồi ạ à. cô sóc cười tít mắt gật đầu lia lịa rồi lại tiếp tục loay hoay với mấy món đồ chơi của mình Cô nén tiếng thở dài, nhìn về phía hai chiếc vé máy bay đang được đặt trên bàn. Lần này trở về Việt Nam cô không hề báo trước với Minh Thành, bởi vì cô biết nếu anh phát hiện ra ý định này của cô, chắc chắn anh sẽ ngăn cản. Mục đích duy nhất cô trở về Việt Nam là vì không muốn trở thành gánh nặng của Minh Thành. Sống ở đây rất tốt, nhưng thời gian làm việc quá nhiều đến nỗi cô không có thời gian dành cho cô sóc về việt nam kiếm một công việc phù hợp đồng thời để cho bản thân có thời gian với con nhiều hơn tuệ nhi không nói cho minh thành biết bởi vì cô hiểu rõ anh sẽ cho rằng cô trở về việt nam là bởi vì còn vương vấn với nhật minh và cho dù cô có giải thích như thế nào anh cũng không tin cô nên cô đành phải giấu giếm anh chuyện này sau một khoảng thời gian chuẩn bị tuệ nhi đưa sóc đến sân bay mọi thủ tục giấy tờ đều được chuẩn bị từ trước còn căn nhà cô đang ở cũng được trả lại cho chủ trò đứng trong sân bay cô chần chừ ngắm nhìn thành phố một lần nữa rồi nắm tay cô sóc lên máy bay sau khi yên vị trên ghế ngồi cô sóc thấy mẹ mình cứ thẫn thờ nhìn ra ngoài bản tính tò mò của nó trỗi dậy nó khều tay nhẹ nhàng hỏi cô mẹ ơi sao mẹ không nói gì có phải mẹ đang buồn không ạ à? cô quay sang nhìn cô sóc có điều gì khiến con nghĩ rằng mẹ đang buồn nào tại con thấy mẹ không vui đều im lặng có chuyện gì đi đến một nơi đặc biệt mà mẹ không nói với bác thành ạ à? không phải đâu con mẹ đang suy nghĩ một số chuyện chứ mẹ không buồn mẹ ơi thế bao giờ con được gặp bố hả mẹ câu hỏi của cô sóc khiến cho cô chết lặng từ trước đến nay mỗi lần cô sóc hỏi về bố cô đều nói dối rằng bố đang đi công tác ở một nơi rất xa chưa thể trở về cô biết sau khi nghe câu trả lời của cô cô sóc đều cảm thấy rất buồn nhưng cô không thể làm gì hơn ngoài việc giấu đi sự thật về bố của nó mẹ ơi bao giờ con mới được gặp bố ạ à? mẹ không biết bố con bận nhiều lắm nhưng mẹ chắc chắn có ngày con được gặp bố sóc của mẹ ngoan con sẽ không vì chuyện này mà buồn đúng chứ dạ vâng con không buồn đâu con sẽ chờ đến ngày được gặp bố lúc đó con sẽ ôm bố thật chặt xin bố đưa đi chơi rồi cả nhà mình lại được sống hạnh phúc mẹ nhỏ nhìn vào đôi mắt long lanh ngây thơ của sóc khi tưởng tượng cảnh gặp bố suýt nữa cô không kìm được lòng mà bật khóc cô nén nước mắt vào trong cô thơm lên má của con từ đây về đến nơi đặc biệt xa lắm con ngủ một giấc nhé Mẹ ơi, thế nơi đặc biệt mà mẹ nói có đẹp không ạ? À? Ừ, đẹp lắm. Đẹp hơn thành phố chúng ta từng sống. Con muốn đến nơi đó thật nhanh. Thôi được rồi, ngủ đi ông tướng. Ngủ còn lấy sức mà đi. Bao giờ đến nơi đặc biệt, mẹ phải gọi con dậy à? Ừ, mẹ biết rồi. Cô sau cười tít mắt, rồi lại ngoan ngoãn nghe theo lời Tuệ Nhi, nằm xuống ngủ. Cô xoa đầu chỉnh lại quần áo cho cô sóc, rồi lại hướng ánh nhìn về phía cửa sổ. Rất nhanh thôi, cô sẽ trở về Việt Nam, trở về nơi mà 7 năm trước cô đã dã từ ra đi. Lần này quay trở về, chỉ mong có được một cuộc sống yên ổn bên con. Hy vọng rằng bão tố sẽ không xảy đến với cô thêm một lần nào nữa. Suốt 7 năm qua, hai mẹ con cô đã có những ngày tháng thật sự hạnh phúc. Mặc dù thiếu thốn tình thương của bố, có điều sóc rất ngoan, biết nghe lời và chưa bao giờ làm cho cô phiền lòng tuy còn nhỏ tuổi nhưng sóc lại là đứa trẻ hiểu chuyện nó biết khi nào nhõng nhẽo khi nào cần vâng lời ngoài việc thường xuyên hỏi cô về bố của mình thì sóc chưa bao giờ đòi hỏi điều gì quá đáng đâu có người mẹ nào muốn con của mình sống trong một gia đình không được trọn vẹn cô cũng muốn cô sóc có đầy đủ tình thương từ bố và từ mẹ nhiều lắm chứ nhưng cô biết làm thế nào đây khi cô không thể có được một cuộc hôn nhân trọn vẹn Cô nghĩ có lẽ giờ đây, anh đang hạnh phúc bên người con gái anh yêu, có những đứa con. Và chắc anh cũng quên cô rồi, quên đi những ngày tháng sống bên cạnh. Cô lắc đầu mấy cái, tự nhắc nhở bản thân đừng suy nghĩ về anh nữa. Hai người đã không còn quan hệ gì từ 7 năm trước, bây giờ lý do duy nhất để cô tiếp tục cố gắng sống, ngoài cô sóc ra, không ngoài bất cứ ai nữa. Nhật Minh ngồi trong phòng làm việc đến tận chiều, buông chiếc bút trên tay xuống, nhìn đồng hồ bây giờ cũng hơn 5 giờ. Anh thở dài tựa lưng ra sau ghế nghỉ ngơi. Cả ngày hôm nay anh ngồi lì ở văn phòng không rời nửa bước, bây giờ đầu óc của anh có chút choáng váng. Bất ngờ bên ngoài vang lên tiếng gọi cửa. Nhật Minh thẳng lưng, chỉnh lại cà vạt, sau đó lên tiếng. "Mời vào." Được sự cho phép cánh cửa phòng mở ra. Thư ký Hải bước vào, nhìn thấy anh ta Nhật Minh hỏi. Có vấn đề gì sao? Dạ thưa anh, đến giờ đi đón đối tác rồi ạ. À? Đối tác sao? Dạ vâng, là đối tác đấu thầu bên dự án mới mà công ty đang triển khai. Chuyện này tôi báo với giám đốc từ ngày hôm qua rồi ạ. À? Nhật Minh cho mày suy ngẫm, mất một lúc mới nhớ ra. Không hiểu dạo này sức khỏe của anh thế nào, quên trước quên sau đủ điều. Sáng nay nếu không phải thư ký Hải nhắc nhở, thì anh đã quên mình có một cuộc họp cổ đông. Anh thở dài lên tiếng. Ừ, thôi được rồi. Cậu ra ngoài chuẩn bị xe cho tôi. 15 phút nữa chúng ta khởi hành. Nếu giám đốc cảm thấy không được khỏe, anh có thể nghỉ ngơi. Tôi và trường phòng đăng sẽ đi thay anh. Không cần đâu, cậu cứ chuẩn bị xe cho tôi. Thư ký Hải nhìn vị giám đốc trước mặt, nén tiếng thở dài, và vẫn không có dấu hiệu rời đi. Thấy anh ta vẫn đứng im một chỗ, lấy làm lạ minh lên tiếng hỏi sao cậu còn chưa đi còn chuyện gì chưa báo cáo à thư ký hải có vẻ ngập ngừng ánh mắt như đang né tránh người đối diện làm việc với anh ta nhiều năm như vậy nhật minh nhanh chóng nhận ra thái độ lạ có vẻ như chuyện này không liên quan đến công việc anh không thúc giục mà kiên nhẫn chờ đợi phải mất đến vài phút sau thư ký hải mới lên tiếng tôi tôi muốn xin nghỉ việc thưa giám đốc Sao lại nghỉ việc? Đãi ngộ của công ty không tốt à? Dạ không, không phải. Công việc ở đây rất tốt. Nhưng tôi có công chuyện riêng cần phải giải quyết nên tôi không thể nào tiếp tục làm việc được. Công chuyện riêng đến mức phải nghỉ việc sao? Vâng, giám đốc, tôi xin lỗi. Anh đâu có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi. Đây là điều không ai mong muốn. Thôi được rồi. Ngày mai anh xuống phòng tài vụ lấy tiền lương tháng này. Mọi chuyện còn lại tôi tự lo liệu được. Thư ký Hải mỉm cười, cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng chuẩn bị xe. Nhật Minh lắc đầu thở dài đầy tiếc nuối, thư ký Hải theo anh lâu như vậy, hơn nữa lại là một cánh tay đắc lực, bây giờ anh ta nghỉ việc, anh khó mà tìm được một người thay thế. 20 phút sau, thư ký Hải chuẩn bị xong xe, đưa anh đến sân bay đón đối tác. Nửa chặng đường đầu bầu không khí trong xe chỉ có sự tĩnh lặng, phải đến khi anh lên tiếng, nó mới hoàn toàn chấm dứt. Thư ký Hải này, ngày mai cậu kêu phòng nhân sự tuyển cho tôi một thư ký mới. Dạ vâng, thưa giám đốc. Thư ký Hải gật đầu nghe theo rồi im lặng, có điều vẻ mặt anh ta không được tự nhiên, do dự đắn đo hồi lâu, anh ta nói tiếp. Chuyện tôi đột ngột xin nghỉ việc, tôi thành thật xin lỗi. Đáng lẽ tôi nên nói chuyện này với giám đốc sớm hơn. Anh đừng để tâm mấy chuyện này, tôi có thể tự sắp xếp được, không cần phải lo. Dạ vâng cảm ơn giám đốc ạ à. anh không nói thêm lời nào mà quay đầu nhìn về phía cửa kính ngắm nhìn những thứ ngoài kia trong anh bây giờ không có suy nghĩ gì sâu xa cũng không để tâm những chuyện vặt vãnh từ sau khi mà cô rời đi từng ngày trôi qua đối với anh đều nhàm chán và vô nghĩa đôi lúc anh tự hỏi không biết giờ này cô đang nơi nào sống có hạnh phúc hay không và cô đã quên anh chưa tại sân bay nội bài Nhật Minh đứng trong sân bay chờ đối tác. Dự án mới của công ty đang cần nguồn đầu tư. May mắn vị đối tác này đã đồng ý hợp tác với anh. Nghe nói tổng công ty của cô ta rất bận rộn nên chỉ có thể qua Việt Nam 3 ngày. Anh đến đây đón tiếp cũng coi như thể hiện thành ý. Loại hoài chờ đợi mãi, nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Đáng lẽ giờ này cô ta phải xuất hiện, nhưng mà mãi không thấy bóng dáng đâu. Thư kỳ Hải thì ngồi trong xe đợi. Anh ở bên ngoài, chỉ có mình anh ở đây đang đứng chờ đợi. Anh đang chăm chú nhìn điện thoại, đột nhiên có một lực mạnh va phải chân anh từ đằng sau. Tiếp theo là một giọng nói kêu lên: ui da, đau quá!" Nhật Minh giật mình vội vàng cất điện thoại, quay đầu lại nhìn thì thấy một cậu nhóc ngã sóng xoài dưới nền đất. Anh liền đi tới đỡ lấy cậu bé dậy, ân cần hỏi han: "Nhóc con, có sao không?" "Cháu không sao, cháu xin lỗi chú ạ." À. Không sao là được rồi Thì bố mẹ cháu đâu Sao lại để cháu một mình thế này Anh nhìn cậu bé với vẻ mặt lo lắng Trông dáng người anh đoán Cậu nhóc này chỉ tầm 5-6 tuổi Một mình chạy nhảy khắp sân bay thế này Chỉ có thể là đi lạc Nhưng trông cậu nhóc lại không có chút sợ hãi Anh quỵ gối xuống Ngang bằng với chiều cao của nó Thế bố mẹ cháu đâu Có phải cháu lạc mất họ rồi không Cháu không đi lạc Cháu đi chơi Đi chơi á "Dạ vâng, cháu đi loanh quanh đây xem có gì vui không, còn mẹ cháu ở đằng kia, không sợ lạc đâu ạ." À? Nó vừa nói vừa chỉ tay về phía xa, anh nhìn theo hướng tay nó mà bật cười. Hiếm khi nào anh thấy một đứa bé nhỏ lại hiếu kỳ đến mức này. Thường thì mấy đứa tầm tuổi của nó hay bám lấy bố mẹ không buông, vậy mà cậu nhóc này dám đi một mình quanh sân bay rộng lớn. Anh dần cảm thấy hứng thú với cậu nhóc, từ trên trời rơi xuống, đang đứng trước mặt mình sực nhớ ra trong túi áo có một cây kẹo mút anh liền lấy và đưa ra cho cậu nhóc chú cho con cây kẹo này thằng bé nhèo mắt đầy nghi ngờ chú định dụ dỗ cháu bằng cây kẹo này rồi bắt cóc cháu đi có đúng không ạ à? cháu không dễ dàng bị lừa đâu với lại mẹ cháu dặn không được nhận đồ của người lạ chú cứ cầm lấy đi ạ à? nó vừa nói vừa đẩy cây kẹo mút về phía của anh mặt mày nhăn nhó khó ở và có một chút đề phòng anh quá bất ngờ trước thái độ của thằng bé. Khi nãy nó còn vui vẻ trả lời câu hỏi của anh, thế mà bây giờ lại quay ra dè chừng, như thế anh là người xấu. Nhật Minh nhìn cây kẹo đầy tiếc nuối. "Cây kẹo này ngon lắm đấy, cháu mà không ăn thì thật là lãng phí." "Thôi chú ơi, cháu làm sao biết được, chú có bỏ cái gì vào trong kẹo không ạ? Cháu ăn vào, nhỡ cháu bị bắt cóc thì mẹ cháu buồn lắm ạ." À? Anh nhìn cậu nhóc một cách chăm chú Từng cử chỉ lời nói đến tính cách của nó Rất giống với Tuệ Nhi Không hiểu sao khi nói chuyện với nó Anh có cảm giác Mình đang nói chuyện với Tuệ Nhi Nhưng là một phiên bản thu nhỏ Sự lơ đẫnh của anh khiến thằng bé tò mò Nó đưa tay ra trước mặt Hùa hùa mấy cái Này chú gì ơi Chú gì ơi Nhật Minh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng tư Anh cười trừ và nói với nó Thế nào cháu có lấy kẹo của chú không? cháu không lấy đâu ạ. À. cháu được dạy là không được lấy đồ của người lạ rồi. nếu như chú là kẻ xấu thì sao ạ? À? nếu chú là người xấu chú bắt cháu đi rồi, chứ không để cháu đứng đây nói lý lẽ đâu. đây coi như là quà cho lần đầu tiên gặp mặt của chúng ta, có được không nào? thằng nhóc khoanh tay trước ngực, vẻ mặt coi bộ vô cùng nghiêm túc. nó trần chưa đắn đo suy nghĩ hồi lâu, sau đó gật đầu. Dù sao cháu thấy chú không phải là người xấu Hơn nữa cháu và phải chú Mà chú lại không mắng cháu Nên cháu sẽ nhận cây kẹo này ạ à? Đây, của cháu đây Cháu cảm ơn chú Mà thôi, cháu không nói chuyện với chú nữa Cháu phải đi rồi Tạm biệt chú đẹp trai Dứt lời thằng nhóc nhanh chân Chạy đi, để cho Nhật Minh ở lại đằng sau Nó chạy được một quãng đường Thì quay đầu lại nói với anh Cháu xin lỗi Vì cháu đụng phải chú Cảm ơn chú vì cây kẹo Hẹn gặp lại Bye bye chú đẹp trai Nhìn theo bóng của cậu nhóc Bà Minh bật cười Tự hỏi không biết cậu bé là con của ai Mà ăn nói dễ thương như vậy Chợt sực nhớ ra chuyện gì Anh vội vàng lớn tiếng Này nhóc Cháu tên gì thế Anh cố gắng gọi lớn hơn Để cho thằng bé nghe thấy Nhưng đáng tiếc Nó đã biến mất giữa dòng người tấp nập trong sân bay Không biết tên thằng bé quả là một sự đáng tiếc nói chuyện với nó anh cảm thấy rất vui nếu có cư duyên mong rằng sẽ gặp lại cậu nhóc chạy thật nhanh đến chỗ người phụ nữ đang ngó nghiêng xung quanh như đang tìm kiếm ai đó nó chạy đến và gọi rất to mẹ ơi mẹ sóc con đi đâu không nói với mẹ một câu à con có biết là mẹ sợ lắm không sóc xin lỗi tại sóc ham chơi nên đi lung tung nhưng mà mẹ đừng buồn sóc về với mẹ rồi ạ à? mẹ đừng giận sóc nhé cô im lặng không nói gì nữa ôm chặt sóc vào lòng khi nãy cô đang loay hoay giải quyết một số giấy tờ đến khi xong xuôi nhìn sang bên cạnh thì không thấy sóc đâu cô đã rất lo lắng lo rằng mình sẽ mất con lo rằng con xảy ra chuyện gì không hay nếu như cô sóc không chạy về kịp thì cô đã lục tung cái sân bay này để tìm sóc thực sự cảm giác khi không nhìn thấy cô sóc ở bên Khiến cho cô sợ hãi, bùn rùn hết cả chân tay, làm việc gì cũng không xong. Cô Sóc là điểm tựa duy nhất, là động lực sống duy nhất của cô thời điểm này. Nếu như không có nó, cô cũng chả thiết tha gì. Cô Sóc ôm lấy mẹ, cảm nhận bờ vai mình ươn ướt. Nó biết rằng mẹ mình đang khóc, liền luống cuống. Mẹ ơi mẹ đừng khóc ạ, à? Sóc biết lỗi của mình rồi. Từ nay Sóc sẽ nghe mẹ, không chạy nhảy lung tung đâu ạ. À? mẹ ơi mẹ đừng khóc thôi được rồi mẹ không giận sóc mẹ cũng không khóc nữa nhưng mà con phải nhớ chuyện này sẽ không bao giờ tái phạm Nhá vâng ạ à. cô xoa đầu cô sóc trong lòng cảm thấy an tâm hơn vì sóc là một đứa trẻ hiểu chuyện chợt cô nhận ra trên tay cô sóc đang cầm một cây kẹo cây kẹo này là ai cho con dạ khi nãy con đi chơi con đụng phải một chú đẹp trai ở đằng kia con đừng nói chuyện với chú ấy một hồi lâu Rồi chú ấy cho con cây kẹo này Tuệ Nhi nghe xong Chào mày Tỏ vẻ không hài lòng Không phải mẹ dặn con Là không được nói chuyện với người lạ sao Bây giờ con lại dám nhận đồ của người lạ Nhỡ như người đó có ý định xấu Bắt cóc con đi Thì mẹ biết phải làm sao Con xin lỗi Nhưng mà mẹ yên tâm Chú ấy là người tốt Chú ấy đỡ con dậy Hỏi thăm con có bị đau không Và rồi còn cho con kẹo nếu chú ấy là người xấu Thì chú ấy bắt con đi từ lâu rồi ạ à? Mẹ ơi mẹ đừng lo nhé Con ở đây cơ mà Tuệ Nhi thở dài ngào ngán Khẽ lắc đầu bó tay Trước lời ngụy biện của con trai mình Thằng bé không những hiểu chuyện Mà còn rất tinh danh Mới có tí tuổi đầu Mà lý do lý chấu hơn cả người lớn Đôi khi cô tự hỏi Không biết nó giống tính ai Mà lời nói lại sắc bén như vậy Bất chợt trong một khoảnh khắc nào đó Cô sực nhớ ra một chuyện khiến cho tâm trạng không vui. Ánh mắt của cô trở nên thẫn thờ, vô tình nhìn chăm chăm về một phía. Cô sóc nghiêng đầu nhìn mẹ mình, nó nhận ra thái độ của mẹ. Lúc này rất giống thái độ của chú đẹp trai khi nãy. Nó đưa tay ra trước mặt cua cua vài cái ra hiệu. Mẹ ơi! Mẹ! Tuệ nhì vội vàng thu lại sự mất tập trung của mình, nhìn cô sóc. Muộn rồi chúng ta về thôi con. Hôm nay mẹ nấu cho con nhiều món ngon nhé." Dạ vâng ạ." À. Cô sóc vui mừng nắm lấy tay Tuệ Nhi, cô cũng vui vẻ nhanh chân bước theo con rời khỏi sân bay. Nhật Minh vẫn ngồi trên hàng ghế để đợi chờ đối tác, nhìn đồng hồ tính đến thời điểm hiện tại cũng muộn gần 2 tiếng, không biết bên kia có xảy ra vấn đề gì mà để anh đợi lâu như vậy, Nhật Minh có chút khó chịu, nhưng anh vẫn tiếp tục kiên nhẫn ngồi chờ. Khoảng chừng 10 phút sau, một cô gái ăn mặc sang trọng kéo một chiếc vali to tiến đến chỗ anh và hỏi xin lỗi không biết anh có phải là nhật minh giám đốc công ty hoàng hải không ạ à? nhật minh đứng dậy nhìn cô gái trước mặt bằng một giọng nói anh hỏi ngay cô là <laughs> tôi tên là hoàng diệu thu người đại diện bên đối tác có cck công ty đang hợp tác với bên anh à chào cô tôi tên là nhật minh giám đốc công ty hoàng hải Xin lỗi anh nhé, bắt anh đợi gần 2 tiếng đồng hồ. Bên phía nhà bay gặp sự cố nên không thể bay về đây theo đúng hẹn. Tôi đã cố gắng liên lạc với anh nhưng bất thành, mong anh bỏ qua sự bất cẩn này của tôi. Cô đừng để tâm. Việc bên nhà bay xảy ra trục trặc là chuyện không mong muốn, cô cũng không cần cảm thấy áy náy về chuyện này. Tôi không để tâm đâu. Cảm ơn anh. Nhật Minh nhìn xuống đồng hồ đeo tay suy nghĩ một hồi, sau đó lên tiếng. Bây giờ trời cũng muộn rồi chắc là cô chưa ăn gì đúng không?" Diệu Thu lúc này mỉm cười gật đầu ngại ngùng, thấy như vậy Nhật Minh nói tiếp, "Vậy thì tôi mời cô ăn tối, nhân tiện chúng ta có thể bàn bạc kỹ lưỡng về bản hợp đồng của dự án này, cô thấy sao?" "Cũng được, chúng ta đi thôi." Nhật Minh gật đầu nhường đường cho Diệu Thu đi trước, còn mình thì nhanh chóng theo sau. Tại nhà hàng Lam Sơn, Nhật Minh kéo ghế cho Diệu Thu rồi nhanh chóng ngồi xuống đối diện. Lúc này nhân viên trong nhà hàng đi tới chỗ hai người, đặt thực đơn xuống bàn, nhân viên hỏi: "Hai người muốn dùng gì?" Nhật Minh lúc này chăm chú nhìn thực đơn, rồi quay sang phía Diệu Thu nói: "Cô muốn ăn gì? Cho tôi một phần bò sốt vang. Tôi cũng vậy, và thêm một ly rượu vang nhé." Nhân viên nhanh tay ghi lại những món và hai người gọi, rồi cúi đầu rời đi. Bây giờ trên bàn ăn chỉ còn lại hai người, Nhật Minh mới bắt đầu vào cuộc nói chuyện. Mọi giấy tờ liên quan đến dự án lần này tôi gửi qua cho bên cô rồi, cô đọc qua thấy thế nào? Bên chúng tôi rất hài lòng về dự án, lần này có dịp qua Việt Nam, tôi muốn ký hợp đồng luôn với bên anh. Nếu được như vậy thì tốt quá. Nhật Minh trong lòng rất vui, bởi vì không nghĩ rằng hợp đồng lần này lại được ký nhanh như vậy. Tuy không phải là một dự án lớn, nhưng nó giúp công ty tăng doanh số và đồng thời cổ phần trên sàn chứng khoán cũng cao hơn. Một công đôi việc. Nhân viên mang một chai rượu vang Đặt lên trên bàn Nhật Minh mở chai rượu rót vào ly cho rượu thu Cô ta mỉm cười gật đầu rồi nói Công ty bên anh đang hợp tác với DVC có đúng không? Chắc là cô nhầm rồi Công ty chúng tôi chỉ đang hợp tác Với một mình bên cô Ý tôi không phải là công ty Mà anh đang quản lý Mà là tổng công ty Hoàng Minh Lúc này Nhật Minh mới hiểu ra Ý của Diệu Thu Dù anh đang quản lý một công ty riêng nhưng trên thực tế, công ty Hoàng Hải vẫn là một trong những chi nhánh của Hoàng Minh. Có lẽ trong bản hợp đồng, khi Diệu Thu đã chú ý tới. Rời khỏi Hoàng Minh với lý do bên đó đang hợp tác với DCT, nên anh không muốn nhắc lại. Bây giờ lại được hỏi, anh không thể không trả lời. Đúng là bên tổng công ty của chúng tôi đang hợp tác với DCT. Chắc cô cũng biết đến dự án ở quận 7, vừa mới đưa vào hoạt động vài hôm trước. Chính vì biết đến dự án đó mà tôi mới đồng ý hợp tác với bên anh. Tuy nhiên tôi không nghĩ rằng DCT là nơi các anh có thể gắn bó lâu dài. Nhật Minh cầu mày khó hiểu. Hiện tại trên thị trường Việt Nam, ngoài những công ty trực thuộc chi nhánh của ông Phú ra, thì DCT là công ty có quy mô lớn, các công ty lớn vừa trên cả nước, ai lại không muốn hợp tác với DCT chứ? Câu nói này của Diệu Thu khiến anh có chút nghi hoặc. Anh tò mò hỏi lại cô tại sao bên đó lại không phải là nơi gắn bó lâu dài được chứ tôi thấy công ty đó rất ổn có những thứ chúng ta tận mắt nhìn thấy nhưng chưa chắc đã là sự thật diệu thu nở một nụ cười đầy ẩn ý còn anh thì hoàn toàn không hiểu hết được ý nghĩa trong câu nói của cô nhận ra tính chất của cuộc trò chuyện đang đi quá mục đích ban đầu của nó diệu thu liền lảng tránh sang chuyện khác ngay dù sao tôi chỉ muốn nhắc nhở anh như vậy thôi chúng ta nên bỏ qua chuyện này sang một bên và... nào, chúc mừng việc hợp tác của hai công ty. Nhật Minh cười hưởng, nâng ly uống cùng Diệu Thu, nhưng trong lòng anh lại dấy lên một nỗi suy tư. Nếu như đã không biết đi, thì anh sẽ không thắc mắc, nhưng đằng này Diệu Thu lại úp mở, khiến anh càng ngày càng tò mò. Công ty của Diệu Thu làm công ty quy mô, không quá lớn, có điều công ty này trụ sở bên Mỹ, cũng là nơi công ty mẹ của DCT đang hoạt động, nên anh không thể xem nhẹ những gì mà cô ta vừa nói. Rời khỏi Hoàng Minh không có nghĩa rằng anh cắt đứt toàn bộ liên lạc với nó. Dẫu sao cũng là người thành lập, anh cũng có một phần trách nhiệm trong đó. 10 giờ đêm, trong một ngôi nhà nhỏ, tọa lạc ở góc phố vắng của Hà Thành, ánh đèn vàng từ chiếc đèn đặt trên bàn đang còn hắt ra ngoài khung cửa sổ. Tuệ Nhi chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính ở phía đối diện. Cô di chuyển con chuột lên xuống liên tục rồi ghi chép vào cuốn sổ tay bên cạnh. Trông như thế cô đang tìm kiếm thứ gì đó Không gian trong phòng gần như tĩnh lặng Chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra Cô sóc từ bên ngoài bước vào Thấy mẹ mình đang ngồi trên bàn làm việc Nó đi đến và hỏi Mẹ ơi sao giờ này mẹ chưa ngủ à? Mẹ đang bận một số việc Sóc này Con đi ngủ trước nhá Không có mẹ ở bên ấy Con ngủ ngoan Có đúng không nào Dạ vâng Con đi ngủ trước mẹ ơi mẹ cũng mau chóng đi ngủ nhá mẹ đừng thức khuya làm việc mẹ biết rồi mẹ yêu con cô thơm nhẹ lên má cô sóc cô sóc lật đật rời khỏi phòng đi ngủ nhìn sáng đi lúc ngáy ngủ của con trông rất buồn cười khi cánh cửa phòng đóng lại cô mới tiếp tục công việc đang giang dở của mình trở về việt nam một mình mọi thứ ban đầu đối với cô có chút khó khăn căn nhà này do trước kia bố mẹ cô để lại nên việc ăn ngủ sinh hoạt ở đâu không còn là nỗi lo. Điều khiến cô quan tâm bây giờ là tìm được một công việc ổn định và tìm trường cho sóc học. Từ tối đến giờ, cô xem trên mấy trang web tìm việc nhưng không có chỗ nào ưng ý. Vào những công ty lớn, cô sợ số lượng công việc nhiều, lại không có thời gian chăm sóc cho sóc. Và dĩ nhiên trong quá trình tìm kiếm, cô phải loại bỏ một số công ty đang hợp tác với công ty của Nhật Minh. Cô không muốn bản thân mình rơi vào tình cảnh gặp lại chồng cũ, trốn công sở. Nói thẳng ra là cô không muốn đối diện với Nhật Minh. Lượt thềm mấy chẳng ghép một hồi nữa, nhưng lại không tìm ra được một công việc. Tuệ Nhi dần dần cảm thấy đuối sức. Đang trong lúc tuyệt vọng, thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Tuệ Nhi đưa mắt nhìn màn hình. Là số của Thảo Trang, người bạn thân hồi đại học. Cô liền nghe máy. Ơi, tao nghe này. Mày về Việt Nam chưa? Đang ở đâu đấy? Cô sống thế nào? Có cần giúp đỡ gì không? Cô vừa nói được một tiếng Mà Thảo Trang đã dành hết lời Việc về Việt Nam cô chỉ nói với mình Thảo Trang Bởi vì cô biết Sẽ có những lúc cô cần đến sự giúp đỡ Của một người ở đây Họ hàng vì không có Nên người duy nhất cô có thể tin tưởng Chính là Thảo Trang Trước những câu hỏi dồn dập của Thảo Trang Cô chỉ thở dài Tao về Việt Nam từ hồi chiều rồi Cô sóc đang ngủ Nên không thể nói chuyện với mày được Khi nào rảnh Tao đưa nó đến gặp mày nhé Tiếc thật đấy Mà mày về sao không gọi điện Tao đến đón Thế bây giờ mày đang ở đâu Thế nào ổn chứ Ừ ổn Tao đang sống trong căn nhà cũ Bố mẹ để lại Dù sao thì chỉ đi Mỹ có 7 năm Khi về đây cũng không quá nhiều khó khăn Mày đừng lo Bên kia đầu dây im lặng khoảng chừng vài phút Như thể đang suy nghĩ điều gì Chừng một lúc sau giọng nói lanh lành của Thảo Trang Lại vang lên Thế cũng tốt Tao chỉ sợ mày Không có nơi ở thôi Yên tâm đi Tao tự biết chăm lo cho bản thân và con mà Mà mày về đây Mày không nói với anh Thành à Mày đừng nói chuyện này với anh Thành nha Nếu không anh ấy về Việt Nam Lại lôi tao qua nghĩ mất Năm năm qua mẹ con tao Làm phiền anh ấy quá nhiều Bây giờ tao muốn tự mình làm mọi việc Mà không cần đến sự giúp đỡ của anh ấy Vẫn là khoảng không gian tĩnh lặng Thảo Trang dường như hiểu được ý của cô bạn thân nên thôi không nhắc đến vấn đề của Minh Thành. Tuy nhiên Thảo Trang cũng không giấu được nỗi niềm lo lắng. Tuệ Nhi về Việt Nam không chỉ một mình mà còn mang theo đứa con nhỏ làm mẹ đơn thân rất khó khăn rồi bao nhiêu thứ phải lo lắng. Làm sao mà cô có thể yên tâm để bạn mình vất vả như vậy? Chợt sực nhớ đến một chuyện Thảo Trang vội lên tiếng hỏi. Mày bỏ hết công việc ở bên Mỹ về đây Thế hey, mày đã tìm được công việc mới chưa? Ừ, chưa. Tao lên mạng tìm từ tối tới giờ. Lại không nộp được hồ sơ vào công ty nào ưng ý cả. Tao biết một công ty đang tuyển thư ký đấy. Mày có thể nộp đơn vào đó xin việc. Thật đó. Nhưng mà công ty đấy liệu có... Mày cứ yên tâm. Đây là một công ty vừa. Và tất nhiên không có sự góp mặt của Nhật Minh. Dù sao thì mày cũng có kinh nghiệm. Làm việc với chức vụ là thư ký ở bên Mỹ 7 năm. Nên tao nghĩ rằng mày sẽ được nhận vào thôi. Đang trong lúc khó khăn lại vô tình nhận được sự giúp đỡ bất ngờ, Tuy Nhi cảm thấy vui lắm, cô nhanh chóng đồng ý. Nếu vậy thì mày gửi thông tin của công ty đấy, qua email cho tao đi. Ừ, lát tao gửi cho, bây giờ cũng muộn rồi, công việc ấy thì giải quyết xong rồi. Mày đi ngủ sớm đi, đừng có thức khuya, ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Ừ, cảm ơn mày, tao biết rồi. Tuệ Nhi cục máy, miệng bất giác nở một nụ cười. Công việc giải quyết xong xuôi, việc tìm trường cho Cú sóc cũng sắp xếp ổn thỏa. Bây giờ thì cô có thể nghỉ ngơi được rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, Tuệ Nhi lục đục trong nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Lúc này Cú sóc cũng thức dậy. Nó xuống dưới nhà thấy mẹ đang nấu nướng. Nhanh chân chạy đến, ngồi lên ghế ở bàn ăn. Cái miệng lanh tranh hỏi. Mẹ ơi, hôm nay chúng ta đi đâu hả mẹ? Hôm nay mẹ có việc, nên đưa con đến nhà trẻ, con ở đó phải ngoan, chơi cùng với các bạn nhé. Con lớn rồi mẹ đừng đưa con đi nhà trẻ được không ạ? À? Hai mẹ đưa sóc đi cùng với mẹ đi, sóc hứa sẽ ngoan, không làm phiền đến mẹ đâu ạ. À? Chỗ này mẹ không thể đưa con đi cùng được. Nếu như con ngoan ngoãn tới nhà trẻ, chiều mẹ về mẹ mua kẹo cho con. Vâng, thế mẹ nhớ mua nhiều kẹo cho con nhé. Ừ, mẹ biết rồi. Nào, con ăn sáng đi. 30 phút sau sau khi đưa sóc đến nhà trẻ, Tuệ Nhi gấp gáp đến công ty phỏng vấn. Nghe Thảo Trang nói công ty này hiện đang cần thư ký gấp nên mới mở cuộc phỏng vấn ngay trong ngày hôm nay. Đêm qua do cô mệt quá chưa thể xem thông tin của công ty, nhưng vì Thảo Trang giới thiệu nên cô cũng an tâm mà đến phỏng vấn. Cách thức tổ chức phỏng vấn cũng giống như những công ty khác. Tuệ Nhi đã quá quen với việc này, không có gì bỡ ngỡ. Cuộc phỏng vấn diễn ra mất gần một buổi sáng với số lượng tham gia rất nhiều. Cô nhìn sơ qua công ty một lượt. Đây không phải là một công ty quá lớn, nhưng không hiểu sao số lượng người tham gia phỏng vấn lại nhiều như vậy. Phải chăng còn một lý do nào khác ở đằng sau? Những câu hỏi ấy cứ xuất hiện liên tục trong đầu của cô, nhưng rồi cô cũng không để tâm quá nhiều mà tập trung vào công việc của mình. Kết thúc buổi phỏng vấn, Tuệ Nhi đi tới thăm mộ bố mẹ. Đã 5 năm rồi không về, nên điều đầu tiên cô muốn làm khi đặt chân tới Hà Nội là tới thăm mộ bố mẹ. Cô mua một đoá hoa cúc vàng, bó thật đẹp, một giò hoa quả và nén nhang đến mộ. Cứ nghĩ lâu rồi không trở về chăm chút, thì chắc hẳn mộ mọc rất nhiều cỏ và có cả bụi bẩn. Nhưng khi đứng trước mộ của bố mẹ, cô vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy xung quanh không hề có cỏ dài, hơn nữa hai ngôi mộ được lau dọn rất sạch sẽ. Đặt bó hoa xuống trước mộ, Cô thắp nhang vái lệnh bố mẹ Đứng lặng trước linh cữu của hai người Cô tự hỏi Không biết là ai Đã thay cô chăm sóc mộ của bố mẹ Phải chăng ở gần đây Đã thuê người quản lý Nghĩa Trang Trong đầu cô xuất hiện khá nhiều câu hỏi Nhưng không hề che lấp đi ý định ban đầu cô đến đây Thăm mộ mất khoảng chừng một tiếng Tuy nhiên nhìn đồng hồ đeo tay Bây giờ cũng gần 2 giờ chiều Cô cần mua sắm một vài đồ mới Cho căn nhà và rồi đó Đến đón cô sóc về Đi dọc trên con đường Thụy Khuê Cô đưa mắt ngắm nhìn Hồ Tây Bảy năm trước cô rời khỏi Hà Nội Là vào mùa đông Bây giờ trở lại Hà Nội Đã bước sang thu Đi dọc con đường này Cô lại nhớ đến những kỷ niệm ngày xưa Dù rằng đã dặn lòng phải quên đi mọi thứ Bỏ mặc tất cả sau lưng Nhưng việc này đối với cô không dễ dàng Dừng chân cạnh bờ hồ Đặt hai tay lên lan can Cô nhắm nghiền mắt lại Đón những cơn gió từ xa thổi đến Giữa xa sự nhộn nhịp ồn ào Thì nơi đây là chốn bình yên Thanh tĩnh nhất của Hà Nội Nơi đây cũng chất chứa nhiều kỷ niệm của cô Đáng tiếc bây giờ Tất cả kỷ niệm Chỉ còn lại trong nỗi nhớ Bỗng giọng nói của một người con gái vang lên Khiến cho Tuệ Nhi Phải thoát khỏi nỗi nhớ của mình Chị Nhi Tuệ Nhi quay đầu nhìn thấy bóng hình vô cùng quen thuộc mắt của cô nhìn kỹ hơn một chút và cô nhận ra người đứng trước mặt mình chính là Diệu của bé giúp việc năm xưa chị Nhi đúng là chị rồi lâu rồi không gặp chị dạo này trông chị xinh quá à Diệu chị vẫn vậy không thay đổi gì nhiều thật không ngờ sau gần ấy năm em vẫn nhận ra chị tất nhiên rồi mà thôi lâu lắm rồi chị em mình không gặp nhau chúng ta vào quán nước bên kia nói chuyện nhé tuệ nhi gật đầu đồng ý con rượu háo hức khoác tay cô bước vào quán nước đối diện hồ tây gọi nước xong xuôi ngồi đối diện với nhau tuệ nhi là người mở lời trước lâu rồi không gặp chồng em bây giờ chững chạc hơn rất nhiều không giống cô nhóc năm xưa từng làm việc trong nhà chị nữa thì em phải trưởng thành lên chứ ạ à. bảy năm qua chị đi đâu Cuộc sống hiện tại của chị có tốt không ạ? À? Bảy năm qua chị sống cùng anh trai bên Mỹ Cuộc sống cũng rất tốt Lần này trở về Việt Nam Chị muốn định cư ở đây Thật là chị? Ừ Thế cuộc sống của em bây giờ thế nào? Chắc là em tìm được một công việc tốt hơn rồi Đúng không? Hiện tại em đang làm nhân viên Cho công ty của cậu chủ Lương cũng ổn định ạ à? Hai chữ cậu chủ lọt vào tai của cô Không cần phải quá rõ ràng cô cũng biết người đó chính là nhật minh cô im lặng không nói gương mặt xinh đẹp ấy hơi cúi xuống khiến mái tóc đen rủ xuống che đi một phần chị nhi chị có điều gì muốn hỏi về cậu chủ không lời nói của diệu như một lời gợi mở tuệ nhi ngẩng đầu lên nếu cô trả lời là không có nghĩa rằng cô đang dối lòng mình có điều anh và cô mọi chuyện đã kết thúc anh sống ra sao đâu còn liên quan gì đến cô Vậy mà trong thâm tâm của cô Vẫn muốn biết Thế rồi cô chọn cách im lặng Không trả lời Nhìn thái độ bây giờ của Tuệ Nhi Diệu ngầm hiểu mọi chuyện Cô ấy hít một hơi thật nhẹ nhàng và nói Từ ngày chị đi căn nhà như bỏ hoa nghĩ Cậu chủ suốt ngày cấm đầu vào công việc Quên ăn quên uống Rất ít khi về nhà Dường như bỏ quên bản thân mình chị ạ à. Anh ta bận rộn vì công việc hay là bận rộn lo cho cô gái của mình cũng nên chị nói cái gì thế làm gì có cô gái nào sau khi chị đi cậu chủ cắm đầu vào công việc sáng thì nhốt mình trong văn phòng tối về thì bầu bạn với mấy chai rượu ấy cậu ấy ít khi giao tiếp bên ngoài và cũng không có bất cứ cô gái nào đâu chính vì như vậy mà cậu ấy phải uống rất nhiều thuốc thuốc ư anh ấy bị bệnh gì có nghiêm trọng lắm không em sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của Tuệ Nhi Diệu có chút bất ngờ trước phản ứng này của cô nên không nói tiếp lại càng khiến cho Tuệ Nhi sốt sáng hơn. Kìa Diệu em mau nói đi anh ấy bị bệnh gì? Dạ do ăn uống không đầy đủ thường xuyên uống rượu nên cậu ấy bị bệnh dạ dày đã nhiều lần cậu ấy vào bệnh viện để tiếp sức tiếp thuốc mà bây giờ em thấy hình như không có tác dụng à? tuệ nhi nghe xong ánh mắt liền trở nên thẫn thờ có chút khó chịu trong tim không phải cô trả tự do cho anh rồi sao đáng lẽ giờ này anh phải sống hạnh phúc bên cạnh Trà mi người con gái mà anh yêu chứ tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chị nhi chị nhi giọng nói của diệu vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô thu lại ánh mắt lứa đẫnh tuệ nhi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh Ừ, có chuyện gì sao em? Dạ không có gì, chỉ là em thấy chị không nói năng gì, nên em lo. Chị ổn chưa ạ? À? Ừ, chị ổn. Cảm ơn em. Diệu nghe xong gật đầu, nhìn Tuệ Nhi một lượt, cô nén tiếng thở dài và lên tiếng. Chị Nhi ơi, em nói điều này, chị đừng giận em nhé. Ừ, em nói đi. Em không biết hai người ly hôn nhau về vấn đề gì, nhưng mà cậu ấy thực sự rất yêu chị Suốt 7 năm qua Cậu ấy chả yêu bất cứ một cô gái nào cả Chưa từng đưa ai về nhà Làm việc từ sáng đến chiều muộn Về tới nhà Lại lên phòng Mà cậu ấy lên cái phòng chuẩn bị cho con của hai người ấy, Cứ nhốt mình ở trong đấy Lúc trước em còn làm giúp việc ở nhà Em còn thường xuyên nấu cơm Giúp cậu ấy dọn dẹp nhà cửa Những bức ảnh của hai người Khi xưa còn nguyên trong căn nhà Chưa một lần xây dịch nhiều lần em còn thấy cậu ấy Cầm ảnh của chị Nói lời xin lỗi Bây giờ nghỉ việc rồi em không biết cậu ấy ra sao Nhưng mà cậu ấy gầy lắm Gầy so với lúc trước nhiều lắm Cổ họng của cô nghẹn ứ Khi vừa nghe những lời diệu nói Hải hốc mắt đỏ hoe trực trào như muốn khóc Cố gắng che giấu cảm xúc của bản thân Cô gượng cười Cảm ơn em vì buổi nói chuyện ngày hôm nay Bây giờ chị có việc Cần phải làm tạm biệt em nhé dứt lời tuệ nhi nhanh chóng đứng lên diệu cũng chỉ kịp đứng dậy cúi đầu chào cô một cái cô đến quầy thanh toán tiền nước rồi sau đó ra khỏi quán đi dọc con đường nhỏ trong đầu cô hiện lên biết bao nhiêu suy nghĩ mông lung cô tự hỏi vì sao anh lại hành hạ bản thân mình như vậy đẩy cô xa xa làm tổn thương cô đều là quyết định của anh ngay cả khi cô nói ly hôn anh cũng gật đầu đồng ý ngày anh nói người anh yêu là trà mi không phải là cô cô đã đau lòng đến nhường nào. Quyết định buông tay giải thoát cho cả hai để có cuộc sống tốt hơn, liệu có phải là sai lầm? Suốt 7 năm qua cô phải thừa nhận với chính mình rằng cô vẫn luôn nhớ đến anh. Đôi lúc cô thận thở không biết dạo này cuộc sống của anh ra sao, có hạnh phúc bên người mình chọn hay không. Cô thường xuyên lên mạng tìm kiếm thông tin về anh. Bởi nếu việc kết hôn giữa anh và Trà My diễn ra thì các nhà báo sẽ đưa tin. Nhưng 7 năm không hề có một đám cưới nào Cô cho rằng Họ tự tổ chức bí mật Và không muốn có sự can thiệp của nhà báo Nhưng sau cuộc trò chuyện với Diệu Suy nghĩ ấy của cô Là hoàn toàn sai Nếu bây giờ gặp anh Cô không biết bản thân phải cư xử ra sao Và nói những gì Việc năm đó cô gặp tai nạn Không phải hoàn toàn là lỗi của anh Một phần là do cô bất cẩn Không chú ý xung quanh nhưng cô không thể chấp nhận việc anh lừa dối, anh chiêu đùa tình cảm của bản thân. Hiện tại cuộc sống của cô đang rất tốt đẹp, bình yên và cô chỉ muốn tập trung lo cho cu sóc. Những gì thuộc về quá khứ là thứ không nên lặp lại. Tại công ty Hoàng Hải, Nhật Minh ngồi trong phòng cặm cụi xử lý đóng văn kiện chất chồng như núi. Do thư ký Hải nghỉ việc nên chuyện sắp xếp các công việc đối với anh có chút khó khăn và tới bây giờ có một số công việc anh chưa giải quyết xong không gian yên tĩnh trong phòng nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa nhật minh không hề ngẩng đầu lên trực tiếp nói mời vào một nhân viên từ bên ngoài bước vào trên tay còn cầm rất nhiều hồ sơ dạ thưa giám đốc đây là hồ sơ của những người đã thông qua vòng phỏng vấn anh nhân viên đặt hồ sơ lên trước mặt nhật minh anh nhìn tập hồ sơ và xua tay nói không cần phải thông qua tôi Cậu báo lại với trưởng phòng nhân sự Cứ chọn một thư ký có kinh nghiệm lâu năm Từng làm việc cho các công ty lớn bên nước ngoài thì càng tốt Sau đó thì thông báo nhận việc Kêu ngày mai Đến làm việc ngay lập tức Vậy sếp không xem qua một lần ư Không cần Dạ vâng tôi hiểu rồi Nhân viên cầm tập hồ sơ Rồi nhanh chóng rời khỏi phòng Trả lại không gian tĩnh lặng ban đầu cho Nhật Minh Cặm cụi làm việc được một lúc lâu Anh mới dừng tay số công việc này thực sự quá nhiều một mình anh làm không xuể cần phải có người ở bên hỗ trợ tựa lưng vào ghế anh thẫn thờ nhìn tấm ảnh đặt trên bàn đó chính là tấm ảnh chụp tuệ nhi trong hình cô mặc một chiếc vai trắng và một nụ cười rất đẹp cứ mỗi lần cảm thấy mệt mỏi với công việc chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô mọi mệt mỏi trong anh đều tan biến sẽ không có một lời nào diễn tả được cảm xúc trong anh Bảy năm qua anh không ngừng nhớ về cô. đã nhiều lần anh muốn điều tra xem hiện giờ cô đang ở đâu, nhưng anh lại không thể cho mình một lý do để làm như vậy. Chợt cánh cửa phòng đột ngột mở ra, kèm theo đó là giọng nói của một người con gái. Anh Minh, em đến thăm anh. Trà My, cô đến đây làm gì? Trà My không để tâm đến sự bực bội của anh mà đặt hộp cơm trên tay xuống bàn, vui vẻ nói. Tất nhiên là em đến đây thăm anh Em biết anh là một người cuồng công việc Hay bỏ bữa Nên em đích thân nấu cơm trưa cho anh đấy Anh mau nghỉ tay Ăn cơm đi Chả mì hào hứng Bày từng món trong cặp lồng cơm ra bàn Nhật Minh vẫn ngồi im trên ghế Và không hề có dấu hiệu của sự di chuyển Bằng một giọng nói lạnh lùng Cô mang những thứ này về đi Tôi không ăn đâu Bà tôi không muốn chuyện này xảy ra Thêm một lần nào nữa Em chỉ muốn quan tâm anh thôi mà Nhưng sự quan tâm của cô Khiến cho tôi cảm thấy phiền phức Mời cô về cho Sự tàn nhẫn vô tâm của Nhật Minh Khiến Trà My đau lòng Lần nào mang cơm tới đây Cô cũng đều bị từ chối Nhưng cũng không bao giờ bỏ cuộc Đây là lần thứ ba trong tuần cô bị đuổi về Trà My hít một hơi thật sâu Cố gắng mỉm cười để trả lời anh Nhưng ý định đó nhanh chóng vụt tắt Khi cô ta nhìn thấy bức ảnh của Tuệ Nhi trên bàn làm việc của Nhật Minh. Cơn tức giận phẫn nộ trong lòng bộc phát, cô ta nắm chặt tay. Tại sao? Anh còn giữ hình của cô ta? Chả nhẽ tôi không được giữ nó. Đây là ảnh của vợ tôi. Tôi đặt ảnh vợ tôi ở đây. Cũng cần phải hỏi ý kiến của cô à? Trịnh Nhật Minh. Anh và Vũ Tuệ Nhi đã ly hôn 7 năm trước. Anh đừng sống mãi trong quá khứ. Có được không? Chà mi hét lớn, Nghe ngữ điệu của cô như thể đang bộc phát hết nỗi niềm kim nén trong lòng bấy lâu nay. Mọi khi đến đây, bước tới ngưỡng cửa, đã bị anh đuổi đi. Lần này tận mắt chứng kiến, anh vẫn còn tình cảm với người cũ, khiến cho cô ta không giấu được cơn tức giận. Trà mì hít một hơi thật sâu, hai hốc mắt đỏ hoe, trực trào như sắp khóc. Nhật Minh Đã 7 năm rồi, anh và cô ta đã chấm dứt 7 năm rồi. Hiện giờ cô ta sống thế nào, ở đâu với ai, có còn hận anh hay không Anh còn không rõ Vậy tại sao anh phải chìm đắm trong quá khứ Em đã vì anh mà cố gắng nhiều như vậy Anh không thể nào mở lòng với em một lần được sao Anh không bận tâm đến cảm xúc của Trà My lúc này Giọng nói lạnh lùng và thái độ thở ơ Tôi chưa từng yêu cầu cô cố gắng vì tôi Người bỏ rơi tôi là cô Người phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi là cô Vậy cô lấy tư cách gì để đòi hỏi tôi phải chấp nhận cô và yêu cô chứ. Anh hừ lạnh và nói tiếp. <laughs> Đừng mong chờ gì tôi. Tôi không yêu cô đâu. Cô là một người con gái xinh đẹp tài giỏi. Ngoài kia có biết bao nhiêu người đàn ông tốt hơn tôi. Đang theo đuổi cô. Hà cứ gì phải níu kéo lên một người không yêu mình. Cô không nên để chuyện của 7 năm trước dằn vặt mình làm gì. Việc tuệ nhi xảy thai một phần là lỗi do tôi. Nên không cần phải cảm thấy hối hận. Đừng nghĩ chuyện đó Làm lý do để gần tôi Cô về đi Trà mì buông lòng tay xuống Hai hàng nước mắt lăn dài trên má Đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt anh Mỗi lần bị anh xa lánh Gạt bỏ Cô đều nhẫn nại chịu đựng Cố gắng đến cùng Nhưng lần này trái tim đã quá đau đớn Không thể giấu được nỗi niềm bên trong Việc anh đột ngột chuyển nhượng quản lý dự án sang cho Hải Nam Rồi chuyển đến chi nhánh hai của công ty để làm việc mục đích là tránh mặt cô anh ra thêm điều kiện trong thỏa thuận với ông phú để ngăn chặn việc liên hôn giữa hai gia đình cũng vì không muốn gần cô rốt cuộc anh làm mọi thứ chỉ để đẩy cô ra xa đã nhiều lần cô tự khuyên nhủ bản thân nên từ bỏ cái thứ gọi là tình yêu vô vọng này nhưng trái tim của cô lại không chịu nghe lời người đàn ông trước mặt của cô bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, không còn giữ mãi một tình yêu với cô. Giờ đây cô thực sự cảm thấy mệt mỏi. "Trà Mi." Nguyễn Nhật Minh một lần nữa quay người rời đi. Cánh cửa phòng đóng lại, Nhật Minh thở dài một tiếng. Anh biết những lời khi nãy nói ra có phần quá đáng, khiến cho Trà Mi tổn thương, nhưng anh không còn cách nào khác. Anh muốn Trà Mi từ bỏ hy vọng, hàn gắn tình cảm của hai người và bắt đầu một cuộc sống mới, hiện tại hay tương lai. Có lẽ anh không thể nào mở lòng với bất kỳ người con gái nào khác. 5 giờ chiều, Nhật Minh thu dọn lại tài liệu trên bàn rồi rời khỏi công ty trở về. Trên đường đi sực nhớ đến chuyện mấy hôm trước, mẹ nói rằng muốn ăn cháo sườn. Anh liền tắp xe vào lề đường, tính đến quán cháo quen thuộc mua cho mẹ. Mua đồ xong anh chuẩn bị trở về xe, thì thấy một cậu nhóc đứng một mình trước cổng nhà trẻ. Anh nheo mắt nhìn kỹ hơn thì nhận ra đó là cậu nhóc mà anh đã gặp ngày hôm trước ở sân bay. Cơ hội không mấy khi mà đến, anh liền đi tới chỗ cậu nhóc này. Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Nghe thấy có tiếng người, cậu nhóc quay đầu sang bên cạnh, nhìn thấy anh thì tươi cười mừng rỡ. Chú đẹp trai à. Sao con lại đứng đây một mình? Có phải lại bỏ mẹ? chạy đi chơi rồi đúng không? Dạ không phải. Hôm nay mẹ cháu có việc, gửi cháu vào trong nhà trẻ. Cô trong trẻ có việc phải đi sang bên kia một chút, bảo cháu đứng ở đây đợi. Chú cháu không có đi chơi linh tinh. Có thật như thế không? Vâng ạ. Mà sao chú lại ở đây ạ? À, chú đi mua ít đồ. Đúng rồi. Hôm trước cháu đi nhanh quá, chú chưa kịp hỏi tên. Nhóc tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ cháu tên là Hải Nam. Năm nay cháu 6 tuổi, ở nhà mẹ cháu gọi cháu là Sóc à? Hải Nam sao? Anh dừng khoảng chừng 2 giây, cái tên Hải Nam vội lóe lên trong đầu anh. Anh nhớ lúc trước khi Tuệ Nhi còn mang thai, anh tự nói rằng nếu đứa bé là con trai, sẽ đặt tên là Trịnh Hải Nam. Vừa hai cậu nhóc này cũng tên là Hải Nam. Hôm trước gặp ở sân bay, cô Sóc bắt gặp anh lơ đãng như thế này, bây giờ gặp lại thấy anh cũng vậy, nó nghiêng đầu hỏi: chú ơi sao chú hay ngập ngừng thế à cháu nói cái gì sai sao à không chỉ là tên của cháu làm chú nhớ đến một người à đúng rồi hôm nay chú mang kẹo đấy cháu có muốn ăn không dạo muốn ạ à, rất muốn ạ à. anh lấy trong túi ra vài viên kẹo nhưng không đưa cho cô sóc ngay mà hỏi nó vài câu lần trước ở sân bay cháu nói mẹ dặn không được nhận đồ của người lạ sao bây giờ nghe chú nói có kẹo lại muốn ăn đó là lần trước à? Với lại cháu thấy chú là một người tốt nên cháu mới tin tưởng nhận kẹo của chú đấy. Chú cho cháu mấy viên kẹo kia đi. Chẳng hiểu sao ăn kẹo của chú, cháu thấy ngon lắm, ngon hơn những viên kẹo mà mẹ mua. Rồi, đây, của cháu đây. Cháu xin ạ. À? Cô Sóc lễ phép cúi đầu cảm ơn rồi đưa hai bàn tay ra nhận kẹo của Nhật Minh. Lần đầu gặp cú Sóc anh còn nghi hoặc, nhưng đến lần thứ hai, anh có thể khẳng định tính cách của nó thực sự rất giống với Tuệ Nhi. Mặc dù biết có thể là người giống người, nhưng nếu con của anh còn sống, thì chắc nó cũng bằng tuổi cô sóc bây giờ. Gặp nhau một lần có thể là duyên, nhưng tới tận hai lần thế này, chắc chắn là định mệnh. Dù là duyên hay là định mệnh, đều tốt cả. Nói chuyện với cô sóc một hồi, tâm trạng của anh cảm thấy vui vẻ hơn. Chú đẹp trai ơi, tạm biệt chú, cháu phải đi rồi. Giọng nói của Cô Sóc vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh nhìn nó tiếc nuối. Sao lại tạm biệt chú nào? Dạ cô của cháu đến rồi, cháu chào, chào chú ạ. À. Rất lời Cô Sóc cúi đầu chào anh rồi quay người rời đi. Nhìn theo Cô Sóc mà trong lòng cảm thấy lưu luyến. Anh muốn nói chuyện với thằng bé thêm một chút nữa. Đáng tiếc lại không thể. Giải quyết xong việc riêng, Tuệ Nhi đến nhà trẻ đón Cô Sóc rồi trở về nhà làm bữa tối. đang loay hoay nấu ăn trong bếp, cô sóc từ trên lầu đi xuống, nó cất tiếng hỏi: Mẹ ơi, hôm nay mẹ mua kẹo cho con không ạ? Có chứ, kẹo mẹ để trong túi sách, nhưng mà con đừng ăn nhiều quá, kẹo sâu răng nhá. Dạ vâng. Cô sau khi hưởng nhanh chân lục lọi trong túi của cô tìm kẹo, sau một hồi hì hục, cuối cùng nó lôi ra được một bịch kẹo to, ngồi thoải mái trên chiếc ghế gỗ, bọc vỏ kẹo cho vào miệng. Mẹ ơi, kẹo này chả ngon gì cả. Sao lại không ngon? Mẹ mua đúng loại kẹo mà con thích mà. Nhưng mà vị nó không ngon, chả bù cho kẹo của chú đẹp trai kia, ngon ơi là ngon. Cô cười trừ, nghĩ chú đẹp trai mà cô sóc nhắc tới chắc là một người đàn ông mà nó va phải ở sân bay. Tuệ Nhi đưa tay cất bịch kẹo đi. Cô sóc thấy như vậy, liền kêu lên. "Mẹ, mẹ lại lấy kẹo của con ạ? À? Không phải con nói kẹo này không ngon sao Mẹ cất đi Để con không ăn Và không phải chê nữa Không phải đâu mẹ ơi vì nó không ngon Nhưng mà con vẫn thích ăn Mẹ đừng lấy của con à Mẹ đùa đấy Bây giờ con đi ăn cơm nhé Còn bị kẹo này Lát giờ con ăn sau Thật không à mẹ Thật Nào Mau đi ăn cơm thôi con Cụ sọc ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ Nhanh chóng bê bát cơm trên tay Rồi bắt đầu dùng bữa Cô nhìn cô sóc gắp cho nó mấy miếng thức ăn ngày mai con bắt đầu đi học rồi đấy ngày mai à mẹ ừ con không thích sao dạ con thích ạ à? vậy là ngày mai con được đến trường được làm quen với các bạn rồi đi học ấy con nhớ phải học hành chăm chỉ nghe lời thầy cô và vui vẻ với bạn bè dạ vâng ạ à. nào ăn nhanh lên lên phòng chuẩn bị đồ dùng học tập nào bữa cơm của hai mẹ con nhanh chóng kết thúc sau khi giúp cô sóc chuẩn bị đồ cho ngày mai, Tuệ Nhi trở về phòng của mình và tiếp tục làm việc. Vừa ngồi xuống bàn tiếng chuông điện thoại reo lên, đưa mắt nhìn màn hình, là một cuộc gọi từ số lạ. Tuệ Nhi lưỡng lự không trả lời ngay, nhưng rồi nghĩ đến cuộc phỏng vấn, cô liền nhấc máy. Dạ alo. Xin chào cô, chúng tôi gọi đến từ công ty Hoàng Hải. Tôi xin thông báo rằng cô được nhận vào vị trí thư ký giám đốc, ngày mai cô đến công ty làm việc, mọi công việc liên quan Tôi gửi qua email cho cô. Tuệ Nhi ngạc nhiên. Cô còn không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cô chỉ mới đến phỏng vấn vào buổi sáng. Vậy mà buổi tối lại có kết quả ngay. Mừng sợ đến nỗi không nói nên lời. Đầu dây bên kia cứ tưởng rằng cô không còn nghe máy. Nên liền lên tiếng hỏi ngay. Cô Tuệ Nhi, cô còn ở đấy không ạ? À, dạ có, tôi đang nghe. Cảm ơn cô. Trong ngày mai tôi đến công ty làm việc đúng giờ. Vâng, chào cô. Dạ vâng niềm vui sung sướng trong cô không có từ nào diễn tả được ngay bây giờ cô chỉ muốn hét lên thật lớn nhưng rồi phải kìm nén cười tùm tìm một mình công việc cuối cùng khi trở về việt nam cũng có và cần phải làm cô cũng làm rồi nhà có ở công việc ổn định chuyện nhập học cô sóc cũng giải quyết xong xuôi điều duy nhất cô cần làm bây giờ là tập trung vào công việc kiếm tiền nuôi sóc vì ngày mai là ngày đầu tiên làm việc cô muốn mình xuất hiện một cách chỉn chu nhất Tuệ Nhi đặt điện thoại xuống bàn, về phòng chọn một bộ quần áo phù hợp nhã nhặn. Hình thức bên ngoài vô cùng quan trọng nên cô không thể nào bỏ lơ. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cô nhìn những gì mình sắp xếp, nở một nụ cười vô cùng hài lòng. Cô quay trở lại bàn làm việc, định tiếp tục công việc giang dở, thì tiếng chuông điện thoại một lần nữa reo lên, là Thảo Trang gọi. Alo, mày gọi tao có việc gì không? Gọi để hỏi thăm chứ có việc gì, mà công ty tao giới thiệu cho mày sao rồi có đậu phỏng vấn không không những đậu mà tao còn được nhận vào làm thư ký chính thức cho giám đốc cơ thật á chúc mừng mày bạn tao giỏi quá <laughs> quá khen rồi cả hai bật cười tiếng cười giòn giã vang lên qua chiếc điện thoại kỳ thực nếu không có sự giúp đỡ của thảo trang cô không biết mình có tìm được một công việc tốt như thế này hay không cô biết rõ thảo trang sẽ không tính toán với cô mấy chuyện giúp đỡ nhỏ nhặt này nhưng mà cô vẫn cảm thấy áy náy Nhi ơi Mày còn ở đấy không Ừ tao đang nghe đây Đột nhiên im lặng Làm người ta lo muốn chết Mà thôi ngủ đi Giữ gìn nhan sắc Mai còn đi làm Ừ tao biết rồi Mà này Khi nào rảnh Tao mời mày một bữa cơm Có được không Sao tự nhiên lại mời cơm Mày đừng nói là mày muốn trả ơn tao Tao giới thiệu công việc cho mày đấy nhá Thì đúng thế Mày không được từ chối đâu đấy, nếu không, tao lại cảm thấy ai náy. Thôi thôi được rồi, tao đồng ý, nhưng mà mày phải cho cú sóc đi cùng. Tất nhiên rồi. Thế nhá, ngủ đi, tạm biệt. Đặt máy điện thoại xuống bàn, Tuệ Nhi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mang ơn người khác rất khó chịu, dù chỉ là một bữa cơm nhỏ, nhưng vẫn tốt hơn là không có gì. Tuệ Nhi ngả lưng vào thành ghế rồi nhắm nghiền mắt lại cả ngày hôm nay chạy đi chạy lại nhiều nơi khiến người cô mệt mỏi rã rời bỗng nhiên trong đầu nhớ lại cuộc nói chuyện với diệu ngày hôm nay khiến tâm trạng cô theo đó mà trùng xuống dù dặn lòng nên quên mọi thứ về anh nhưng trong một khoảnh khắc nào đó vô tình hay cố ý cô vẫn nhớ đến thật khó để quên đi một người bản thân đã từng xem là cả cuộc sống đã dành cả thanh xuân để theo đuổi nhưng rồi cuối cùng nhận lại chỉ là đau thương dẫu biết là đau thương Biết rằng nên chôn vùi trong quá khứ Vậy mà đâu phải ai Cũng có thể làm được Có đôi lần cô tự trách bản thân mình yếu đuối Không dám quên đi quá khứ Thực chất Cô đã bước qua hố sâu tuyệt vọng Và nỗi đau thương ấy Chỉ có những vết sẹo Còn hằn sâu trên người Trên trái tim thì khó mà xóa nhòa Tuệ nhi thở dài một tiếng Rồi thu dọn lại mấy thứ lặt vặt trong phòng Ý định ban đầu của cô là làm một số việc cho ngày mai nhưng có lẽ ý định đó phải dẹp bỏ sang một bên khi hai mắt của cô cứ nhắm chặt lại với nhau hiện giờ điều cô cần nhất chính là một giấc ngủ tuệ nhi dọn dẹp bàn xong xuôi liền tắt đèn trở về phòng ngủ cùng với cu sóc sự tĩnh lặng dần bao trùm toàn bộ căn nhà chỉ còn nghe thấy tiếng lách cách nhỏ phát ra từ một số nơi trong nhà mọi thứ bây giờ đều chìm vào giấc ngủ tuệ nhi ôm chặt cu sóc vào lòng và cảm nhận từng hơi thở ấm nóng, nhiệt độ cơ thể của cô sóc tỏa ra. Tất cả đều rất thanh bình, bình dị. Cô chỉ mong từng ngày trôi qua êm đềm như vậy mà thôi. Sáng ngày hôm sau, trường tiểu học Lý Thái Tổ. Sóc ơi, hôm nay ngày đầu tiên con đi học, con phải chăm chỉ học hành, nghe lời thầy cô và hòa đồng với các bạn nhé. Vâng, mẹ ơi, mẹ đi làm kẻo trễ ạ, con vào trường đây. Con đi học vui vẻ nhá. Bye bye mẹ. Cô sóc cười tít mắt rồi chạy vào trong trường. Đi đường một đoạn, nó quay lại vẫy tay chào cô. Tuệ Nhi vui vẻ nhìn nó đi vào trong lớp rồi cô mới yên tâm. Có vẻ như cô sóc rất thích đi học và không quấy khóc đòi ở nhà. Sau khi đưa cô sóc tới trường, Tuệ Nhi lái xe đến công ty làm việc. Khoảng 20 phút sau, cô có mặt tại công ty Hoàng Hải Tuệ Nhi đi tới quầy tiếp tân, lên tiếng hỏi nhân viên. Dạ xin lỗi cho tôi hỏi, phòng giám đốc ở đâu ạ? À? Cô có hẹn với giám đốc chưa ạ? À? à, có, tôi đến đây nhận việc. À, cô là người được nhận vào chức thư ký giám đốc đúng không? Dạ vâng đúng rồi. Mời cô đi theo tôi. Nhân viên kia đưa tay về phía trước ra hiệu cho cô. Tuệ Nhi gật đầu nhanh chóng đi theo sau. Cô được đưa lên tầng cao nhất của công ty, đứng trước một căn phòng lớn, nhân viên đưa tay gõ cửa giám đốc thư ký mới đến rồi ạ à? cho vào đi từ bên trong phát ra giọng nói của một người đàn ông ban đầu tuệ nhi còn tưởng giám đốc công ty này là nữ không ngờ lại là một người đàn ông cô thầm nghĩ chắc hẳn người đàn ông này phải có điều gì đặc biệt bởi vì trong buổi phỏng vấn cô thấy số lượng người tham gia đa phần đều là nữ hơn nữa cách ăn mặc của họ không phù hợp với chốn công sở cho lắm một cảm giác lo lắng dần bao trùm lấy cô Nhân viên nghe theo lời Sau đó quay sang nói với Tuệ Nhi Nhiệm vụ của tôi đến đây thôi Cô vào trong đi Giám đốc sẽ giao việc cho cô Vâng cảm ơn cô Nhân viên mỉm cười cúi đầu rồi quay người đi Người nhân viên kia đi Tuệ Nhi đang đứng trước cửa phòng Cô hồi hộp lo lắng không biết giám đốc của mình ra sao Nên có chút ngập ngừng Sau một hồi chấn an bản thân Cô hít một hơi thật sâu Đẩy cửa bước vào bên trong Chào giám đốc, tôi là thư ký mới, rất mong được anh chỉ bảo. Bạn làm việc của cô ở bên kia, cô nhanh chóng sắp xếp lại lịch trình cả tuần cho tôi. Và... Câu nói bị ngắt quãng khi vị giám đốc ngẩng đầu lên nhìn thư ký mới của mình. Anh sững sờ, đôi môi mấp máy. Tuệ... Tuệ Nhi... Hai người nhìn nhau không nói, vô tình tạo ra một khoảng không gian tĩnh lặng. Ai nấy đều ngạc nhiên khi gặp lại đối phương Cô đã cố gắng tránh những công ty hợp tác với Hoàng Minh Để không gặp lại anh rồi Cuối cùng lại gặp anh trong hoàn cảnh này Còn anh cứ tưởng rằng không bao giờ tìm thấy cô Để rồi giờ đây cô đang đứng trước mặt anh bằng xương bằng thịt Chứ không phải là thông qua Những bức ảnh vô tri vô giác Tuệ Nhi Là em thật sao Tôi tôi Nhật mình đứng phát dậy gương mặt hiện rõ sự hạnh phúc. Còn cô thì lúng túng, không biết xử trí ra sao, đến lời nói cũng ngập ngừng mãi không thành câu. Gặp lại cô là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với anh trong suốt 7 năm qua. Anh không ngờ lại gặp cô như thế này. Anh không nói gì nữa, anh vội vàng chạy đến ôm chầm lấy cô, vuốt về mái tóc mềm, hồn lên tóc cô, thì thầm bên tai của cô. Tuệ Nhi, đúng là em rồi, cuối cùng anh cũng gặp lại em rồi anh nhớ em nhiều lắm sự vui mừng này của anh khiến cho anh quên đi mối quan hệ hiện tại của hai người anh lúc này chỉ có một suy nghĩ anh muốn ôm cô ôm cô thật lâu để bày tỏ nỗi niềm nhung nhớ bao nhiêu năm qua ngày nào anh cũng nhớ đến cô ngày nào cũng mong ngóng được nhìn thấy cô bây giờ điều ước ấy trở thành hiện thực rồi anh làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội được chứ những hành động bất ngờ của anh khiến cho cô không kịp phản ứng. Tuệ Nhi đứng yên như một pho tượng, đầu óc quay mòng mòng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô đang ở trong vòng tay của anh, cảm nhận được sự ấm áp truyền đến từ thân hình cao lớn, nhưng hình như có gì đó không đúng. Cái ôm này là điều mà trước đây mỗi khi có, cô đều cảm thấy hạnh phúc, nhưng giờ đây chỉ còn lại sự gượng gạo xa lạ. Một dòng suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô, khiến cho cô bừng tỉnh, Hai người đã ly hôn rồi Ly hôn được 7 năm rồi Chính anh là người nói rằng không yêu cô Vậy tại sao khi gặp lại Thái độ của anh lại khác xa như vậy chứ Tuệ nhì vội vàng đẩy anh ra khỏi người mình Bởi vì cô biết Những chuyện này không nên tiếp tục xảy ra Anh nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên Và rồi bản thân anh cũng nhớ đến những chuyện trong quá khứ Chỉ là anh không thể kìm nén được cảm xúc của mình Khi nhìn thấy cô bằng xương Bằng thịt ở đây Tuệ Nhi, anh... Anh đừng lại gần tôi. Anh bước một bước, cô liền lùi một bước. Bắt gặp ánh mắt căm hận của cô. Anh lập tức dừng lại. Không lẽ suốt bảy năm qua, cô vẫn không hề nguôi giận ư? Cô đang còn giận anh sao? Tìm anh nhói đau bởi sự lạnh lùng xa cách mà cô dành cho mình. Nhưng anh cố gắng gượng. Tuệ Nhi à, chúng ta có thể nói chuyện một lúc có được không? Chúng ta giữa chúng ta có gì để nói với nhau còn chứ còn rất nhiều anh muốn biết cuộc sống hiện tại của em để làm gì chúng ta không thân thiết càng không có quan hệ gì để biết đến cuộc sống của nhau cả nhật mình im lặng không đáp bởi vì cô nói đúng hai người đâu còn quan hệ gì để can thiệp vào cuộc sống của nhau suốt thời gian qua anh luôn lo lắng cô không sống tốt nhưng bây giờ nhìn cô anh thấy yên tâm hơn rất nhiều Hai người đứng đối diện với nhau Không ai nói với ai lời nào Gặp lại nhau trong hoàn cảnh chớ chiêu thế này Biết lấy gì để mở lời chứ Tuệ Nhi nhìn anh Sau 7 năm không gặp Anh gầy đi rất nhiều Trông anh không giống như lần đầu tiên cô gặp Chả nhẹ lời nói của Diệu Là sự thật ư Trong thời gian qua anh không sống tốt Như cô đã từng nghĩ Tuệ Nhi Chúng ta có duyên thật đấy không ngờ em lại là thư ký mới của anh. Lúc này cô mới nhận ra bản thân mình đã xin vào làm việc trong công ty của anh, hơn nữa lại làm thư ký riêng, đúng là chạy trời không khỏi nắng. Có điều trong các công ty có liên quan đến công ty Hoàng Minh, không hề có tên Hoàng Hải, Tuệ Nhi không khỏi thắc mắc. Tại sao anh lại là giám đốc của Hoàng Hải chứ? Không phải anh đang điều hành Hoàng Minh hay sao? Công ty Hoàng Minh anh chuyển nhượng quyền quản lý cho Hải Nam rồi còn Hoàng Hải là chi nhánh hai của Hoàng Minh. Tuệ Nhi trao mày, có lẽ đây là sự bất cần của bản thân khi cô không chịu tìm hiểu kỹ các công ty. Tuệ Nhi à, em có muốn? Tôi muốn xin nghỉ việc. Cô nhanh chóng cắt ngang lời nói của anh. Anh mở to mắt ngạc nhiên. Tại sao lại nghỉ chứ? Nơi đây làm việc không tốt sao? Chỉ cần có anh, mọi thứ đối với tôi đều là không tốt. Trái tim anh như bị ngàn mũi dao đâm mạnh đến dì máu khi nghe những lời nói đó từ cô. Anh thực sự tồi tệ đến như vậy sao? Gặp lại cô không phải là điều dễ dàng. Bây giờ gặp cô rồi, cô lại muốn rời đi. Dù không còn là vợ chồng, nhưng anh không thể nào để cho cô biến mất thêm một lần nào nữa. Tuệ Nhi, em nghỉ việc là bởi vì muốn tránh mặt anh sao? Tôi đâu có làm chuyện gì sai trái mà phải tránh mặt anh chứ vậy lý do em nghỉ việc là gì chỉ cần cho tôi ba lý do chính đáng tôi sẽ đồng ý để em rời đi cô im lặng quay mặt sang phía khác và không dám đối diện với người đang nói chuyện với mình ba lý do thực chất cô muốn nghỉ việc bởi vì không muốn gặp anh và cô làm gì có ba lý do nào chính đáng để mà xin nghỉ việc tôi cảm thấy mình không phù hợp với công việc này hai má cô ửng hồng vừa ngượng ngùng lại vừa tức giận Nhìn cô, anh phải kìm nén cảm xúc vào trong và tự chấn an bản thân mình bình tĩnh, không được bật cười. Cô không giỏi nói dối. Mỗi lần cô nói dối gương mặt đều đỏ bừng lên, đặc biệt là không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Anh hò lên vài tiếng ra hiệu, nghiêm giọng nói. Tuệ Nhi, em làm việc bên nước ngoài 5 năm, lại còn làm trong các công ty lớn, kinh nghiệm tốt như vậy. <laughs> Tại sao em nói rằng bản thân không phù hợp? Thì tôi anh không biết lý do em muốn nghỉ việc là gì nhưng đừng để cảm xúc chi phối công việc của mình cô ngẩng đầu lên nhìn anh ánh mắt có vẻ ái ngại hiện giờ để tìm một công việc trong công ty tốt rất là khó khăn những công ty khác cô từng tìm hiểu có một vài điều khiến cô không hài lòng khó khăn lắm mới được nhận vào đây dù sao anh và cô không còn là vợ chồng bây giờ hai người chỉ là người dưng trên công ty là quan hệ sếp và nhân viên ngoài ra cô cũng cần một công việc ổn định để có thể nuôi cô sóc. Sau một loạt những lý do, cuối cùng cô đành gật đầu đồng ý, chấp nhận làm việc cùng với anh. Vậy chỗ làm việc của tôi đâu? Và tôi cần làm những gì? Anh đưa tay chỉ về phía bàn đối diện với bàn làm việc của anh. Kìa là chỗ làm việc của em. Công việc hàng ngày của thư ký, chắc em rõ rồi, nên tôi không cần phải giải thích thêm. Đúng chứ? Chỉ có vậy thôi sao? Anh gật đầu và đáp. Cô lớ mắt nhìn anh, rồi quay sang phía làm việc của mình rồi thắc mắc hỏi tại sao tôi lại phải chung phòng làm việc với anh chứ không phải chỗ làm việc của thư ký là ở bên ngoài sao đó là những công ty khác còn công ty của anh chỗ làm việc của thư ký là ở trong phòng giám đốc mọi nơi có một luật riêng em có ý kiến gì không <laughs> luật ở đây thật là kỳ cục chắc là mấy cô thư ký trước cũng ngồi chung phòng với anh có đúng không khỏe môi anh nở một nụ cười tinh nghịch Bước gần đến chỗ cô Em đang ghen à Ghen á à? Ghen cái gì chứ Anh có là gì với tôi đâu Mà tôi phải ghen với anh À anh chỉ hỏi thế thôi Em đâu cần phải phản ứng thái quá như vậy Bây giờ tôi làm việc được chưa Được rồi Em làm việc đi À đúng rồi còn một chuyện Chuyện gì Từ trước đến nay anh không tuyển thư ký nữ Bạn làm việc đó em là người con gái đầu tiên được ngồi vào đấy tuệ nhi không đáp hậm hực bước từng bước ngồi xuống và nghiêm túc bắt đầu công việc nhật minh nhìn cô lắc đầu cười rồi trở về tiếp tục công việc giang dở vốn dĩ chỗ làm việc của thư ký là bên ngoài văn phòng nhưng trong dự án lần trước anh và thư ký hải cần trao đổi nhiều vấn đề với nhau nên mới chuyển chỗ làm việc vào trong đây chuyện cô được nhận vào đây làm thư ký anh hoàn toàn không biết cho đến lúc gặp cô Mọi chuyện anh đều giao hết cho trưởng phòng nhân sự quyết định. Nhưng dẫu sao, đây cũng là một điều may mắn. Từ khi anh được gặp lại cô. Căn phòng trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Anh vẫn cặm cụi giải quyết số công việc còn tồn động. Cô vốn đã quen với công việc này, nên giải quyết rất nhanh chóng. Xong việc, cô hạ bút thở phào nhẹ nhõm. Hình ảnh người đàn ông trước mặt lọt vào mắt của cô. Anh gầy hơn trước, nhưng gương mặt tuấn tú ấy không thay đổi dường như đã bị thời gian bỏ quên cô ngây ngốc nhìn anh không chớp mắt diệu nói từ sau khi cô đi anh không quen bất cứ một người con gái nào và không đưa ai về nhà việc anh chuyển đổi công tác cũng khiến cho cô ngạc nhiên hoàng minh là tâm huyết cả đời của nhật minh công ty đó anh dành cả thanh xuân để xây dựng vậy mà anh dễ dàng từ bỏ như vậy ư khi biết hoàng hải là chi nhánh hai cô rất bất ngờ suốt thời gian chung sống cô không hề biết gì về chuyện này và càng không biết Hoàng Hải được thành lập từ bao giờ. Đúng là từ trước đến nay, cô chưa từng hiểu hết về anh. Có một điều cô không hiểu, tại sao anh lại không kết hôn với Trà Mi? Chẳng phải cô ta là người con gái mà anh yêu sao? Hay cô ta lại một lần nữa bỏ rơi anh? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện chờ một tiếng yêu được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Ừ, có một niềm vui và lại có một nỗi buồn dành cho cô gái Tuệ Nhi đúng không ạ? Cô quyết định rời xa Minh để định cư ở bên nước ngoài và không muốn trở về Việt Nam nữa. Nhưng mà lại có sự xuất hiện của cô Sóc. Vậy thì cô Sóc có phải là con của Minh hay không? Và tình cảm của cô và Minh liệu có thể hàn gắn với nhau thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập cuối của câu chuyện này tâm an sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng lần sau còn bây giờ cho phép tâm an xin được chào tất cả quý vị chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui thật nhiều hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại